chương 1421 đánh cờ. Ẩm, hiệp đao đông lôi ra khỏi vỏ, chuôi này luyện khí tổ sư Âu chỉ từ chỗ tôi luyện thần đao. Tuy không phải đại đế tiên binh, nhưng là không phải tầm thường, tại chu ấu vi trong tay. Toát ra thuộc về nó hào quang, từng đạo huyền băng thất luyện theo hiệp đao đông lôi trên chém. Ra, trong nháy mắt, dường như muốn đem thiên địa xé nát xuống, đông, răng rắc răng rắc kim. Bát đụng vào huyền băng thất luyện trên, phát ra vang dội ngay sau đó. Huyền băng thất luyện đã ở thần tốc tan giả, hai loại lực lượng đang không ngừng chống lại. A, à, di đà phật tăng nhân kia tiên tiếng niệm phật mặt từ bi nói, nữ thí chủ đây tại sao bần tăng là chân tâm thật ý tương trợ vị thí chủ này, chu ấu vi lạnh như băng nói, phật gia không phải nói người xuất gia không nói dối sao? Hiện nay miệng đầy mê sảng ngươi, xem như là người xuất gia sao? Người này vừa đến tới tựa như tập kích phu quân bây giờ còn nghiêm trang nói những thứ này khôi hài sao trẻ tuổi tăng nhân y nguyên mặt từ bi nói nữ thí chủ ngăn trở bần tăng cứu người hình như tại giết người phật gia hữu vân cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đô mong rằng nữ thí chủ đừng có vọng ra ngăn trở đang khi nói chuyện kim bát chỗ bộc phát ra lực lượng lần nữa tăng lên ẩn chứa một loại sức mạnh vô thượng đúng là phá vỡ chủ ấu vi thế công khanh nhưng cũng là vào thời khác ấy chú ấu vi thần dương kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang lóe lên trong thiên địa chỉ thấy nhất đạo ác liệt kiếm khí chém ngang ra trong nháy mắt liền chém ở kim bát trên kim bát run lên ở trên kim quang ảm đạm một chút thế công lại gặp suy yếu tăng nhân nhíu mày kết một cái cổ xưa phật ấn miệng phun thiện âm trong sát na theo kim bát trong hình như có ba thiên lão tăng tề ngâm phật âm hùng dũng kim quang đầy trời trực tiếp lần át chu ấu vi đạo kiếm khí kiếp cùng lúc đó đang vấn tâm dừng chúc chỗ xuất hiện lần nữa một người tử vi thánh tử vị này đến từ bắc minh hải vực tử vi thánh địa tuyệt đại yêu nghiệt không lên tiếng thì thôi một tiếng kinh nhân lần này tại đây tam quan trong đều biểu hiện ra ngoài tuyệt cường thực lực điều này khiến mọi người biết tử vi thánh địa có thể tuyệt không vẻn vẹn chỉ có thiên phủ thánh tử cùng thiên đồng thánh nữ Hai người chân chính lợi hại chính là hắn Tử Vi Thánh tử, lúc trước tiện nói qua. Đại đế tiên môn chọn thánh tử, nhiều hơn là trưởng giáo người thừa kế, nhưng là có một số ít. Sẽ chọn hai cái hoặc cùng thánh tử để cho bọn họ tiến hành tranh đoạt mà trong. Liền có một vị chân chính truyền nhân, truyền nhân cũng có tư cách tham gia vị trí trưởng giáo. Tranh đoạt chỉ cần người truyền nhân này bản thân nguyện ý Tử Vi Thánh tử nguyên bản cũng không muốn tham dự vị trí trưởng giáo tranh đoạt nhưng bởi vì thiên phủ thánh tử đi phù không sơn tu hành, rất ít tại tử vi thánh địa. Sở dĩ tử vi thánh địa đem đẩy ra, lần này khẳng định cũng là muốn để cho đạo châu thiên hạ kiến. Thức một chút tử vi thánh địa lợi hại, tử vi thánh tử đến sau, tùy ý quét mắt một vòng. Ánh mắt lướt qua mấy người, rơi vào nơi xa đám mây tòa cung điện kia quần, chỉ là nhìn một. Phen sau, tử vi thánh tử cũng xác định, làm khó dễ, nhìn chính đang lúc tranh đấu chủ ấu vi cùng tây mạc phật thổ tăng nhân tử vi thánh tử chậm rãi nói đại đế cơ hội cũng không nhìn thấy các ngươi tại sao liền đấu thí chủ có chỗ không biết bần tăng thấy kia vị thí chủ đang ở bị cực khổ nghĩ tương trợ một bà không nghĩ tới vị này nữ thí chủ dĩ nhiên xuất thủ ngăn trở sở dĩ có này tranh đấu tăng nhân kia dẫn đầu nói tử vi thánh tử không khỏi kinh ngạc nhìn về phía chu ấu vi trước hắn chú ý qua vị nữ tử này, nói riêng về tướng mạo vóc người mà nói. Tại toàn bộ đạo châu ngũ đại vực, vậy cũng là đỉnh cấp tiệt sắc Tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, thực lực cũng là tương đối có thể. Chính là trí tôn cảnh hậu kỳ, đây tiếp. Mấu chốt là vị nữ tử này trước cùng vị kia hắc bào thiếu niên đi quá gần, quan hệ không cạn. Lúc này hắc bào thiếu niên gặp theo lý mà nói muốn tương trợ mới đúng. Nhưng này tăng nhân xuất thủ tương trợ. Cô gái này lại ngang ngược ngăn trở, tử vi thánh tử cũng không nói chuyện. Bấm ngón tay tính toán, nhìn về phía tăng nhân khi ánh mắt trở nên hơi lạnh lùng lên, hắn luôn. Luôn đối phật ra không thích mà bây giờ, càng không thích, hắn tinh thông tử vi đấu sổ. Tính toán thì biết rõ tăng nhân này đang nói bậy, chỉ bất quá. Tử vi thánh tử cũng không có chen tay vào ý tứ, dù sao cái này cùng hắn không có bất cứ quan hệ. Gì, không tất yếu tranh đấu, không cần thiết tham gia trong thấy tử vi thánh tử không nói tăng nhân kia cũng biết mình lộ tẩy sau một kích tiền chọn rút lui khi đang có thế lực không có sẽ cùng chu ấu vi giao thủ a à. di đà phật nếu nữ thí chủ không muốn để cho bần tăng tương trợ bần tăng liền lui ra đi trẻ tuổi tăng nhân bộ dạng phục tùng nói chu ấu vi lạnh lùng nhìn trẻ tuổi này tăng nhân một cái không có mở miệng ngay sau đó phu quân tại kháng tam tai nàng lười nhắc cùng người này lời thừa chờ phu quân vượt qua tam tai để người này triệt để câm miệng đây. Tam tai tử, vì thánh tử thình lình ánh mắt dùng mình. Quan sát tỉ mỉ lấy dạ huyền, lúc này hắn mới phát hiện. Dạ huyền chính đang chịu đựng tam tai, trẻ tuổi tăng nhân hơi hơi dương mắt. Theo sau lại là bộ dạng phục tùng, hắn tự nhiên biết dạ huyền là ở thừa nhận tam tai, đây cũng là tại sao hắn sẽ xuất thủ nguyên nhân chỗ, không có ai so tại thừa nhận tam tai thì càng thêm. Mỏng manh, người này sức uy hiếp rất mạnh hắn cần tìm cơ hội đem tiêu diệt lúc này chính là cơ hội tốt nhất đáng tiếc không có thể nắm chặc thiện tai thiện tai ngươi tử vi đấu sổ tu luyện vẫn là không sai có nghĩ là tiến hơn một bước lúc này dạ huyền thình lình mở miệng nói tử vi thánh tử vốn là đủ kinh ngạc lúc này thấy dạ huyền lại vẫn có thể bình tĩnh mở miệng tức khắc kinh ngươi tử vi thánh tử nhìn phía xa thiên khung trên dạ huyền Ánh mắt kinh nghi bất định, Dạ Huyền ngáp một cái, chậm rãi nói, không có hứng thú sao tử? Vi Thánh tử tỉnh táo lại, hơi hơi nhăn mi nói, ngươi hiểu Tử Vi đấu sổ tử. Vi đấu sổ chính là Tử Vi Thánh địa bí mật bất truyền. Trong thiên hạ cũng chỉ có Tử Vi Thánh địa truyền nhân mới có thể tu luyện, hắn cũng không. Tin tưởng Dạ Huyền nói, hiểu sơ ức điểm, ngươi nếu như có hứng thú, phía sau có thể tới tìm ta. Dạ Huyền mỉm cười. Tử Vi Thánh Tử không còn phản ứng. Dạ Huyền, hắn căn bản không tin tưởng Dạ Huyền. Chu ấu Vi nhìn ưu tai du tai Dạ Huyền, luôn có nhổ nước bọt kích động. Ngươi tốt xấu cũng là tại thừa nhận tam tai lực lượng a? Có thể hay không nghiêm túc một chút? Còn nữa, ngươi làm sao liền Tử Vi đấu sổ cũng hiểu ân ngẫm. Lại trước Bắc Giao tỷ tỷ nói với nàng những thứ kia, dường như cũng đúng. Dù sao phu quân là bất tử dạ đế chứ sao? Nghĩ đến đây chú ấu vi lại không nhổ nước bọt ý tứ. Ngược lại cảm thấy nhà mình phu quân càng lợi hại, thời gian chậm rãi trôi qua, lục tục. Có không ít người theo vấn tâm rừng trúc đi tới, mọi người cũng đều phát hiện phía trước có một. Cổ vô hình lực lượng cản bọn họ lại, đồng thời. Cũng thấy dạ huyền chính đang chịu đựng tam tai lực lượng, đó là thật tam tai sao? Tại sao cảm giác dạ công tử dường như như một không có chuyện gì người một dạng có? người lẩm bẩm chủ yếu là dạ huyền nhìn qua chuyện gì không có liền đứng ở nơi đó quả thực để cho người ta cảm thấy kinh hãi mặc cho thiên khung lôi kiếp đánh xuống phía dưới hỏa hoạn bao phủ vô hình phong tay tứ lực hắn từ đồ sộ không được động sẽ không phải là giả đi càng ngày càng nhiều người cho rằng như thế nhưng trước đến tử vi thánh tử đám người cũng không nghĩ như vậy nhất là tử vi thánh tử so với hắn ai cũng hiểu tam tai tính đáng sợ đây không phải là chỉ dựa vào cảm nhận mà là sử dụng từ vi đấu sổ tính ra này tam tai chỉ có thể oanh sát đại hiền hiện nay thế đạo đại tôn làm phong cho dù có đại hiền xuất thế cũng vẻn vẹn chỉ là có một danh tiếng tại thực lực căn bản không cách nào bày đi ra mà tam tai lại phảng phất có thể oanh sát chân chính đại hiền có thể là loại này cấp bậc tam tai cái này kêu dạ huyền gia hỏa lại có thể như vậy ung dung đáp ứng tới người này có lẽ là sau này hắn tại trên đế lộ một đại đối thủ, tuyệt đối là một cái ngoan. Nhân, phá, thấy người tới càng ngày càng nhiều. Dạ huyền nhận ra được tam tai lực lượng càng ngày càng nhỏ, cũng lười không mè nheo nữa. Trực tiếp lấy thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo quyết đồng thời vận chuyển ngũ đại thể phách. Lực lượng, một cổ kinh khủng lực thôn vệ theo dạ huyền bên trong chợt sinh ra, trong sát na. Tam tai chỉ còn lại lực lượng, thần tốc bị dạ huyền cho thôn vệ xuống, ầm. Này, dạ huyền bên trong các loại lực lượng bạo phát đến mức tận cùng. Đem tam tai lực lượng trực tiếp trấn áp tại bên trong, chậm rãi bắt đầu tiêu hóa lên, một. Màn kia, thấy mọi người sửng sốt một chút, còn có loại này thao tác. Gì, tầng kia ngăn cản vật dường như không có tử. Vì thánh tử con mắt hơi hơi sáng ngời, nhìn về phía nơi xa, theo tam tai biến mất. Kia bức vô hình vách tường dường như cũng vào giờ khắc này tiêu tán mất đi đi tìm đại đế cơ hội, mọi người cũng phát phát hiện điểm này, ảo ảo kích động không thôi. Xông về nơi xa đám mây cung điện, đừng quá gấp gáp, dễ chết người, thấy. Mọi người bên này vô cùng lo lắng, trong còn có chút tú tú, độc cô tĩnh đám người. Dạ huyền cười nói, ầm, vừa dứt lời mà, xông lên phía trước nhất tử vi thánh tử. Trẻ tuổi tăng nhân đám người, ảo ảo bị một cổ vô hình lực lượng đánh chúng tức khắc sắc mặt tái nhợt, xuống phía dưới rơi đi, đổ máu thương khung, xông vào người phía sau. Thấy thế, sợ đến sắc mặt đại biến. Cuống quýt lui ra phía sau, dạ huyền trở lại vấn tâm dừng trúc bên ngoài. Đứng ở chu ấu vi bên cạnh, bình tĩnh nhìn một màn kia, đây. chu ấu vi trong con người có từng tầng một đạo văn dũng động. Nàng đang dò xét cổ lực lượng kia bản nguyên, nhưng chẳng biết tại sao. Cổ lực lượng kia nhưng không cách nào bị chịu được theo vấn tâm dừng chúc bắt đầu, liền tiến vào đến này tòa sát trận bên trong. Tam tai lên làm sát trận lên, dạ huyền khẽ nuốt chậm thổ mà nói. Đại khái con chó kia muốn bắt đầu điên cuồng cắn người, chu. Ấu vi quay đầu nhìn về phía dạ huyền, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một chút kinh nghi. Phu quân biết bầy bố người, dạ huyền lắc đầu nói. Loại này gia hỏa có thể không tư cách nhường ta biết, chu ấu vi khóe miệng co giật tức giận trắng dạ huyền một cái di nàng làm sao đi lúc này chú ấu vi phát hiện độc cô tĩnh dĩ nhiên không có thụ đến công kích nàng à dạ huyền kéo dài âm cuối cười như không cười nói bởi vì nàng là một quả cực trọng yếu quân cờ hiện tại chắc là một bước cuối cùng đương nhiên sẽ không thụ thương chú ấu vi nhìn về phía dạ huyền độc cô tĩnh dạ huyền nhẹ nhàng gọi một tiếng nguyên bản sông về nơi xa chính mừng rỡ không thôi đọc cô tĩnh nghe được dạ huyền hô hoán không khỏi quay đầu nhìn tới bây giờ là hai con đường làm như thế nào chọn ngươi có thể nghĩ tới tốt dạ huyền cười như không cười nói này đọc cô tĩnh lại có loại rợn cả tóc gáy cảm giác nàng quay đầu liếc mắt nhìn nơi xa đám mây dãy cung điện chỗ sâu chỗ ấy phảng phất có cái gì quái vật đáng sợ đang chờ chính mình cơ hồ là trong nháy mắt. Độc cô tĩnh quay đầu xoay người trở lại dạ huyền bên cạnh mà ở đám mây chỗ sâu. Mảnh không biết sương mù hỗn độn trong tấm kia mặt người lúc này đã là vô cùng dữ tợn. mươi 1422, Hạo Nguyệt yêu hoàng. Trở về, mặt người phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm tầng tầng lớp lớp. Cũng như ma âm vậy, ầm ầm. Đám mây chỗ sâu, tầng mây đang không ngừng cuồn cuộn. Cũng như cơn sóng gió động trời vậy nguyên bổn đã là tuyển chọn đi về phía dạ huyền độc cô tĩnh. Thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ, bị ngu tại chỗ. Một đôi mắt đẹp trong hiện ra vẻ kinh hoàng, nàng xem hướng dạ huyền, hô cứu ta, dạ. Huyền ánh mắt ngưng lại ầm, nhưng sau một khắc độc cô tĩnh cũng là đột nhiên biến mất. Trực tiếp bị một cổ lực lượng cho mang đi, liền bản đế người cũng dám chạm, có thể. Dạ huyền nhếch miệng cười một tiếng một đôi con ngươi màu đen nhìn không ra bất kỳ cảm tình sắc thái vô cùng băng lãnh thôi được đợi bản đế tự tay xé nát ngươi bầy bố nhìn ngươi còn có ý kiến gì đang khi nói chuyện dạ huyền vọt thẳng hướng nơi xa đám mây cẩn thận mát thấy dạ huyền dĩ nhiên là vọt thẳng đi qua dạ hạo bọn người là dọa cho giật mình vội nhắc nhở bọn họ vừa mới nhưng khi nhìn phải nhất thanh nhị sở trọng tài tại trước mặt tử vi thánh tử đám người cơ hồ là trong nháy mắt liền bị thương nặng như vậy trực tiếp đi tới. Tất nhiên sẽ bị cổ lực lượng kia cho ngăn trở. Diệp mục trừ giang thu mấy người cũng đều là trao mày. Khi nhìn đến tử vi thánh tử đám người ăn đắng sau. Bọn họ vốn là suy nghĩ tập hợp một chút mọi người, nhìn một chút đều có biện pháp gì. Lực tổng hợp phá cuộc, sau đó đi tìm đại đế cơ hội, nhưng dạ công tử dễ nhận thấy không có ý định như vậy tới lúc này tử vi thánh tử trẻ tuổi tăng nhân đám người đều là bị thương nặng có chút ủ rũ trở lại trước vị trí nhìn dạ huyền xuất thủ bọn họ đều là ngẩng đầu nhìn lại bọn họ đã là thấy được cổ lực lượng kia tính đáng sợ đối với dạ huyền hành vi bọn họ chỉ có thể đánh giá bốn chữ tự tìm đường chết nhưng thực sự là như vậy sao dạ huyền bay lên trời thầm nghĩ trong lòng ta khai thần cửa như khai thiên ầm sau một khắc tại Dạ Huyền Vùng trời Thương Khung, đột nhiên xuất hiện một tòa cổ xưa đen kịt thần môn, ở đó thần môn trong. Bỗng nhiên có một bóng tối đại thủ lộ ra che khuất bầu trời. Trực tiếp đưa về phía đám mây ong ong lúc này. Cái này lực lượng thần bí xuất hiện lần nữa. Ngăn lại bóng tối đại thủ lối đi, bóng tối đại thủ tốc độ giảm nhanh. Nhưng như trước hướng cái hướng kia tìm kiếm, cũng là vào lúc này, mọi người rốt cục thấy tại bóng tối đại thủ phía trước chính là một tầng như lưu ly cách trở theo bóng tối đại thủ đi tới tầng kia như lưu ly cách trở đang không ngừng vặn vẹo cùng tiến lên thấy một màn kia đang vấn tâm dừng chúc bên ngoài tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên ảo ảo bay lên trời rầm 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 sau đó chính là từng cổ một càng thêm khủng bố lực lượng đánh trên người bọn hắn a à. từng tiếng kêu thảm vang lên người xuất thủ ào ào bị đánh lật một ít cái thực lực chưa đủ tu sĩ thậm chí tại chỗ bị đánh hồn phi phách tán trực tiếp bị mất mạng chuyện gì xảy ra điều này khiến người ta có chút mộng thực lực của hắn vượt xa các ngươi tưởng tượng ra diệp mục hí mắt nhìn bóng lưng kia nhẹ giọng tự nói mọi người thấy dạ huyền có khả năng rung động cổ lực lượng kia cảm thấy có thể cùng xuất thủ sau đó tiến vào mảnh khu vực kia mới hiểu được cổ lực lượng kia, trừ dạ huyền, không người gánh nổi, từ từ, mọi người cũng phản ứng kịp. Nhìn về phía dạ huyền ánh mắt càng phức tạp, mặc dù đều biết dạ huyền bất phàm. Nhưng hiện tại triển hiện ra tranh lệch. Để cho người ta khó có thể nhìn bóng lưng, mà giờ khác này, ở phía xa đám mây thiên khung chỗ. Sâu, mảnh xương mù hỗn độn trong, tấm kia thật lớn trên mặt người hiện ra vẻ châm chọc. Chính là loài run dế, cũng muốn phá bản tọa vạn sát trận, trận. Này căn cơ chính là đế trận, tuy là không có cách nào phát huy ra đế trận thực lực. Nhưng ở trong sát trận, bài danh cực cao, sát lực rất mạnh, miểu sát đại hiền không nói chơi, tại hiện nay thời đại này. Như vậy trận pháp có thể coi vô địch. Chính vì vậy, hắn mới có như vậy tức còn như trận pháp này là làm sao nhận được. Chỉ có hắn một người biết, cho dù hắn tâm phúc thiên ưng yêu vương đều không rõ ràng bao gồm cho lúc trước thiên ưng yêu vương yêu đế cốt lai lịch chân chính chỉ có hắn một người biết trước hết để cho tĩnh nhi lĩnh hội đại đế cơ hội đi mặt người thu hồi ánh mắt nhìn về phía bị bản thân dẫn dắt tới độc cô tĩnh giờ này khác này độc cô tĩnh không bị khống chế bay về phía cung điện chỗ sâu nhất tòa kia lớn nhất cung điện lúc này dạ linh nhi đã là lĩnh hội xong đại đế cơ hội trên mặt đất vẽ cái gì, hình như có sở ngộ, khi thấy độc cô tĩnh đến lúc. Dạ Linh Nhi theo bản năng đứng dậy, là ngươi, thấy. Là độc cô tĩnh, dạ Linh Nhi hơi hơi thở phào, độc cô tĩnh thấy dạ Linh Nhi. Không khỏi ngẩn người một chút, chốc lát lo lắng nói, người đi mau, nơi đây có lớn ác, dạ. Linh Nhi hơi hơi nhan mi, cũng không có trước tiên ly khai, mà là dò hỏi. Ca ca ta đây, trước đó độc cô tĩnh đi theo ca ca bên cạnh. Hiện tại Độc Cô Tĩnh xuất hiện ở nơi này, Ca Ca lại không đến. Nàng khó tránh khỏi có chút hoài nghi, Dạ công tử bị ngăn lại, Độc Cô Tĩnh nói, "Vậy, là ngươi làm sao vào đây?" Dạ Linh nhi nhíu mày, "Ta bị thao túng." Độc Cô Tĩnh có chút gấp tiểu cô nương này làm sao không nghe lời đây. "Hả, vậy ngươi bây giờ muốn làm gì?" Dạ Linh nhi bình tĩnh nói, "Lĩnh hội đại đế cơ hội." Độc Cô Tĩnh đúng sự thật nói, nàng có khả năng cảm giác được thao túng nàng người kia muốn nàng lĩnh hội đại đế cơ hội, nàng trong lúc mơ hồ có thể đoán được người là ai vậy kia. Đời trước yêu hoang, người đừng hỏi, nơi đây hung hiểm dị thường, người mau mau rời đi, đọc. Cô tĩnh lo lắng thúc giục. Không có chuyện gì, ta không sợ, dạ. Linh Nhi lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, lộ ra kia khỏa đáng yêu tiểu hổ nha. Độc cô tĩnh nghe vậy bất đắc dĩ, nhưng là biết dạ Linh Nhi không tin mình. Chỉ có thể từng bước một đi về phía đại đế cơ hội sau đó ngồi xếp bằng ở đạo kia huyền quang trước nhắm mắt lại dạ linh nhi cùng đọc cô tĩnh kéo ra một khoảng cách cảnh giác đánh giá kia ra hỏa ca ca đều bị ngăn lại người này làm sao cũng không khả năng vào nơi đây nhưng nàng hình dạng cũng không giống nói là dối hả vào cảm ngộ trạng thái dạ linh nhi thình lình ngẩn người một chút người này thật là nhanh nha lúc này dạ linh nhi đôi mắt đẹp chuyển động lộ ra một rào hoạt một hồi nữa được, dạ. Linh Nhi hài lòng nhìn bị bản thân dùng hoàng kim thừng trói thành tống tử độc cô tĩnh, lần này. Người này sẽ không có sức uy hiếp, bớt. Quá, người này cũng thật là lợi hại, này cũng không có tỉnh lại, này. Đại đế cơ hội cũng không mang được, nếu không liền mang về cho ca ca, dạ. Linh Nhi ngẫm lại, quyết định ở chỗ này chờ ca ca đến, mà ở mảnh xương mù hỗn độn trong. Mặt người thấy một màn kia sau, cũng không có chen tay vào ý tư, theo hắn, đều là hắn huyết thực thôi, không cần để ý tới, lúc này. Độc cô tĩnh đã bắt đầu lĩnh hội đại đế cơ hội, người khác cũng nên thu hoạch. Nhớ tới ở đây, mặt người thổi một mạch, chiếc kia hôi sắc tức theo xương mù hỗn độn trong lan. Lộn, một đường thổi hướng vấn tâm rừng trúc ở ngoài, ầm. Trong sát na, vấn tâm rừng trúc lối ra. Bỗng nhiên biến thành hỗn loạn thế giới, vô tận cương phong tại tứ lược. Làm cho mọi người có chút đứng không vững, các ngươi nhìn trong, có người chỉ hướng dạ huyền phương hướng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Tức khắc là sắc mặt đại biến, chỉ thấy trước kia bức như lưu ly bình trướng. Lúc này hiển hóa ra ngoài, dĩ nhiên là chặn một cái máu thịt be bét núi thịt. Dạ huyền cổ thần môn chi pháp đem tòa thân xác đánh máu thịt be bét. Nhưng thịt này núi khổng lồ, cũng tương đối dày, căn bản không đánh thủng, trận. Pháp mở ra, diệp mục thần sắc dùng mình, trầm giọng nói, này không đúng lắm trận này đại đế cơ hội, chỉ sợ là một hồi cục. Diệp Mục hồi tưởng trước cùng dạ huyền đối thoại. Càng khẳng định ý nghĩ như vậy, nếu như nguyên thánh đại đế thật chỉ là chọn người hữu duyên. Nói, làm sao sẽ làm loại chuyện này? Còn đặc biệt đang vấn tâm quan sau đó mới làm một cái sát trận này. Sát trận lực lượng đáng sợ như thế, căn bản không phải cửa ải, mà là chân chính sát trận. Táng Long Đình tuy có thể tính ra đại đế cơ hội xuất hiện nhưng nhưng cũng không phải là thông thiên triệt địa. Tại đại đế cơ hội sau lưng ẩn tàng lấy âm mưu gì? Diệp Mục dĩ nhiên là không biết, hôm nay mới xem như phản ứng kịp, chỉ là lúc này. Đã là hãm sâu sát trận ở giữa, tại cửa thức nhất ở ngoài, yêu tộc rất nhiều yêu vương chờ. Một khi có người ngã ra ngoài, trước tiên cũng sẽ bị giết chết, còn nếu là xông qua cửa thứ. Hai, tiến vào vấn tâm rừng trúc, hoặc là hãm sâu trong, hoặc là xông qua sau đó tiến vào đến này tòa sát trận ở giữa đây là một cái tử cục trước sau đều có người đang chờ bản tọa chính là vạn yêu cổ quốc hạo nguyệt yêu hoàng hoan nghênh bọn ngươi vào ta nam lĩnh thần sơn đây bản tọa đưa các ngươi một món lễ vật xin thỉnh chư vị vui vẻ nhận một cái tầng tầng lớp lớp ma âm tại mọi người bên tai vang lên ngay sau đó tại trên trời cao sương mù hỗn độn cuồn cuộn tạo thành một cái thật lớn mặt ngươi quan sát trong sát trận tất cả mọi người tấm kia thật lớn mặt người phủ kín toàn bộ thương khung nhìn trong sát trận mọi người cũng như đang nhìn từng con từng con nhỏ bé không gì sánh được loài run dế đồng dạng hạo nguyệt yêu hoàng khi nghe được cái tên này thời điểm ở đây không ít người khí sắc đều là phát sinh biến hóa lớn vị này yêu hoàng không phải đã sớm ngã xuống sao vì sao vẫn còn ở có người kinh ngạc không thôi cũng có người cảm thấy không hiểu đây không phải là nguyên thánh đại đế chỗ lưu xuống đại đế cơ hội sao vì sao hiện thân hạo nguyệt yêu hoàng ngược lại diệp mục trừ giang thu đám người đều là phản ứng kịp thần sắc ngưng trọng không gì sánh được yêu hoàng thật lớn thủ bút diệp mục nhìn về phía người kia mặt chậm rãi nói hạo nguyệt yêu hoàng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía diệp mục vừa cười vừa nói nguyên lai là táng long đình bạch y thần nhân diệp Mục thần sắc ngưng trọng, đối phương trong giọng nói mang theo thật sâu xem thường. Hắn làm sao nghe không hiểu, dù sao theo tuổi mà tính nói. Hắn chỉ là hạo nguyệt yêu hoàng tiểu bối, chứ. Vị không nên gấp gáp, liên quan tới trận này đại đế cơ hội, đúng là bản tọa thủ bút. Đương nhiên, nếu như chư vị có thể xông qua này sát trận. Một dạng có tư cách lĩnh hội đại đế cơ hội, còn. Nếu là không xông qua, chư vị liền ngoan ngoãn trở thành bản tọa huyết thực đi. Hạo Nguyệt yêu hoàng thanh âm cũng như ma âm trùng trùng điệp điệp. Tại cả tòa trong sát trận liên tục quanh quẩn, đánh thẳng vào ở đây mọi người tâm linh, lần này, mọi người sắc mặt triệt để thay đổi, rốt. Cục cam lòng đi ra sao, Dạ Huyền thu hồi cổ thần môn chi pháp. Ngẩng đầu nhìn về phía tấm kia thật lớn mặt người, đế hồn khẽ động. Chương 1423, bẫy trong bẫy. ầm uhm, sau một khắc, một cổ khó diễn tả được lực lượng kinh khủng từ dạ huyền đế hồn trong đột nhiên bạo phát, cơ hồ là trong nháy mắt chính là phóng lên cao che khuất bầu trời hạo nguyệt yêu hoàng mặt. người trong nháy mắt này trực tiếp bắt đầu tan giả kèm theo còn có từng tiếng kêu thê lương, thảm thiết tiếng tiếng kêu thảm kia để cho người ta không nhịn được che lỗ tai, lộ ra thần sắc thống khổ. ai 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 đang đánh lén bản tọa hạo nguyệt yêu hoàng trong tiếng kêu thảm phát ra hoảng sợ gào thét dạ huyền đế hồn có vô cùng thực lực mang theo một loại gần như nghiền ép lực lượng đem trốn ở phía sau hạo nguyệt yêu hoàng cho đả thương quả nhiên dạ huyền nhỏ giọng lầm bầm một phen quả nhiên như hắn suy đoán vậy này hạo nguyệt yêu hoàng căn bản không có tính thực chất thân xác mà là một cái thần hồn hiển hóa tự liền thần hồn đều là không được đầy đủ lúc trước tu sĩ khác chỗ nói này hạo nguyệt yêu hoàng là ngã xuống qua không cần nghĩ cũng biết Người này là thông qua bí pháp nào đó, để cho tàn hồn có thể bảo lưu, sau đó chứ sao, hắc. Dạ huyền khóe miệng hơi vành, hư không tiên thể lực lượng đột nhiên bạo phát, sau một khác. Dạ huyền hoành không mà lên, thuấn di đến tấm kia thật lớn mặt người trên, tại đây trên mặt. Người khoảng không, sương mù hỗn độn đang không ngừng lăn lộn, một luồng ý thức tạo thành một. Đạo thân ảnh, thân ảnh ấy bày biện ra một con sói bộ dáng trên trán còn có một vòng hạo nguyệt, đây chính là hạo nguyệt yêu hoàng tàn hồn hiển hóa, hạo. Nguyệt yêu hoàng bản thể chính là một cái hạo nguyệt thần lang đắc đạo. Cuối cùng tu thành yêu tộc đại năng, trở thành vạn yêu cổ quốc yêu hoàng, chỉ là không biết trước kia hắn trải qua thế nào chiến đấu. Cuối cùng ngã xuống, sau liền không có quá nhiều thanh âm, thậm chí rất nhiều vạn yêu cổ quốc cường giả đều không rõ lắm, cái gọi là đời trước yêu hoàng đúng là ai, bởi vì theo đạo lý mà nói hạo nguyệt yêu hoàng sau vạn yêu cổ quốc còn có vài vị yêu hoàng theo như vậy mà nói hạo nguyệt yêu hoàng không chỉ có riêng chỉ là đời trước yêu hoàng mà là trước đó đời trước yêu hoàng chính vì vậy vạn yêu cổ quốc bên trong rất nhiều yêu vương cũng không biết hạo nguyệt yêu hoàng thân phận chỉ có thiên ưng yêu vương một người biết hạo nguyệt yêu hoàng thân phận chân thật nhưng tự liền thiên ưng yêu vương cũng không hiểu, hạo nguyệt yêu hoàng chân chính tính toán là cái gì, thiên ưng yêu vương chỗ nhận được. Mệnh lệnh là để cho công chúa độc cô tĩnh lấy được đại đế cơ hội. Mà người khác dám can đảm ngăn trở người, toàn bộ cho chém, người, thấy. Dạ huyền hàng lâm ở đây, hạo nguyệt yêu hoàng tàn hồn vì thế mà kinh ngạc, vội rút lui mở. Dạ huyền tùy ý quét hạo nguyệt yêu hoàng một cái, nhàn nhạt nói. Thật đáng buồn loài run dế, hạo nguyệt yêu hoàng trong lòng vừa sợ vừa giận trầm giọng nói, là ngươi tại xuất thủ, dạ. Huyền nhìn mảnh hỗn độn này sương mù một phen, hơi hơi nhan mi nói. Người không có tư cách cùng bản đế đối thoại, cho ngươi phía sau cái tên kia ra đi, hảo. Nguyệt yêu hoàng, coi như hắn là vạn yêu cổ quốc trước mấy đời rất lợi hại yêu hoàng. Từng danh chấn thiên hạ, nhưng cũng không có tư cách cùng hắn đối thoại, khi tiến vào đến cái. Chỗ này thời điểm, dạ huyền cũng biết, trận này bày bố, nhìn như là hạo nguyệt yêu hoàng đang nắm trong tay toàn bộ thực ra không phải chân chính hắc thủ sau màn tất nhiên là người khác lại không nói khác vẻn vẹn là tòa kia vạn sát trận thì không phải là một cái hạo nguyệt yêu hoàng có thể bố trí ra vạn sát trận cơ sở chính là chân chính đế trận chưa từng đặt chân qua đế cảnh coi như cường thịnh trở lại cường đại đến chuẩn đế trình độ cũng rất khó bố trí ra nếu nói là này hạo nguyệt yêu hoàng phía sau không có người khác dạ huyền là thế nào cũng sẽ không tin tưởng chỉ có một cái khả năng tại hạo nguyệt yêu hoàng phía sau tồn tại một cái đại đế có vị này đại đế chỉ điểm hạo nguyệt yêu hoàng mới bố trí ra loại trận pháp chính yếu một điểm dạ huyền có thể nhìn ra vạn sát trận cơ sở bao gồm tòa kia máu thịt be bét núi thịt những thứ kia không phải khác mà là dựng vạn sát trận cơ sở cũng chính là hạo nguyệt yêu hoàng bản thể hạo nguyệt thần lang cả tòa vạn sát trận chính là xây dựng ở hạo nguyệt thần lang trên, dạ huyền tổng thể có thể nhìn ra. Này hạo nguyệt thần lang, cũng chính là hạo nguyệt yêu hoàng tại lúc còn sống thực lực. Chắc là tại thiên địa đại hiền cấp bậc, bản thân chính là yêu tộc, vốn là thân xác mạnh mẽ. Tại cộng thêm yêu tộc sát phạt chi lực rất mạnh. Để mà xây dựng vạn sát trận tuyệt đối là không thể tốt hơn, có thể hạo nguyệt yêu hoàng sẽ đần độn đem mình thi thể làm trận pháp cơ sở sao dễ nhận thấy không có khả năng nếu hạo nguyệt yêu hoàng có tàn hồn tồn tại như vậy hắn chắc chắn muốn sống lại sở dĩ càng thêm không có khả năng dùng bản thân thi thể xem như tiền đặt cược duy nhất một khả năng hắn nghe theo người khác hiệu lệnh làm việc mà người để cho hạo nguyệt yêu hoàng cũng không dám không nghe theo thậm chí chỉ đầu là chiêm đầy hết thầy toàn bộ đều chỉ hướng hạo nguyệt yêu hoàng phía sau này tôn đại đế, ngươi là ai, lốp. Này, hạo nguyệt yêu hoàng có chút hoảng hốt, nhìn chằm chằm dạ huyền, trầm giọng nói, vẫn là câu nói kia, ngươi không có tư cách cùng bản đế đối thoại. Dạ huyền nhàn nhạt nói, hạo nguyệt yêu hoàng nhìn chằm chằm dạ huyền, không nói lời nào, còn không ra sao, dạ huyền hơi hơi nhăn mi, ngươi muốn nghe lời nói thật sao. Hạo Nguyệt Yêu Hoàng trầm giọng nói, dạ huyền nhìn về phía Hạo Nguyệt Yêu Hoàng. Ánh mắt yên tĩnh, đây chính là bản tọa bản thân một người chủ hoạch cục. Hạo Nguyệt Yêu Hoàng nói, người có khả năng kia à, dạ huyền khẽ nuốt chậm thổ nói. Vậy nếu như bản tọa nhận được mặt khác một cái đại đế truyền thừa đây? Hạo Nguyệt Yêu Hoàng nói, dạ huyền ngưng mắt nhìn Hạo Nguyệt Yêu Hoàng. Thình lình là cười một chút tốt đi, là ta đánh giá cao ngươi, hạo. Nguyệt yêu hoàng đồng dạng là ngưng mắt nhìn dạ huyền, nói, ngươi ly khai nơi đây. Bản tọa có thể cho ngươi lĩnh hội đại đế cơ hội, người khác lưu cho bản tọa, như thế nào, dạ. Huyền cười nói, ngươi là đang cùng ta đàm phán sao, hạo. Nguyệt yêu hoàng khẽ vuốt cảm nói, ngươi có thể cho là như thế, dạ. Huyền lắc đầu nói, ngươi chưa đủ tư cách, hạo. Nguyệt yêu hoàng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nếu xuất hiện ở đây. Đơn giản chính là vì đại đế cơ hội thôi, bản tọa nhường một bước. Có thể cho ngươi mấy cái danh ngạch lĩnh hội đại đế cơ hội, ngươi đừng không biết điều, dạ. Huyền ánh mắt yên tĩnh, chậm rãi nói, vậy ngươi khả năng thật lầm. Ta đối đại đế cơ hội từ trước đến nay không có ý tưởng gì. Lần này bất quá là bồi phu nhân đi dạo một chút nam lĩnh thần sơn phong cảnh mà thôi, hạo. Nguyệt yêu hoàng nghe lời này, diễu cật nói. Người cảm thấy như vậy quăng chân mượn cớ bản tọa có tin hay không, còn. Bồi phu nhân đi dạo một chút nam lĩnh thần sơn phong cảnh. Du sơn ngoạn thủy à, dạ huyền không có nhiều lời ý tứ, nhàn nhạt nói. Có tin hay không là ngươi sự tình, ngươi có thể rời đi, đối. Với cái này mai ngu xuẩn quân cờ. Dạ huyền bây giờ không có nói nhảm nhiều hứng thú, ầm, đế hồn bạo phát. Một cổ thuần túy không gì sánh được hồn lực hóa thành thần đao. Trực tiếp bổ về phía Hạo Nguyệt Yêu Hoàng, Hạo Nguyệt Yêu Hoàng cảm thụ được thần đao đáng sợ. Căn bản là không có cách đối kháng, vô ý thức muốn tránh né. Nhưng mà thần đao tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên là trực tiếp chém tới, chậm đã chậm đã, Hạo. Nguyệt Yêu Hoàng cấp dạ huyền không rãnh để ý. Đế hồn thần đao chém ở Hạo Nguyệt Yêu Hoàng tàn hồn lên, ầm cũng là vào giờ khác này. Hạo Nguyệt Yêu Hoàng tàn hồn trong, bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng ngăn trở dạ huyền đế hồn thần đau, di, hảo. Nguyệt yêu hoàng tức khắc cả kinh, hắn rõ ràng cảm thụ được bản thân tàn hồn trong. Lại có mặt khác một cổ ý thức đang chậm rãi thức tỉnh, cái này ý thức. Dĩ nhiên là quen thuộc như vậy. Yêu đế tiền bối, hạo nguyệt yêu hoàng kinh hãi, không thôi, cái này ý thức. Không phải là hắn trước kia nhận được yêu đế truyền thừa sao? Này, hạo nguyệt yêu hoàng thình lình là hoảng hốt. Hắn từ từ hiểu đối diện tên thiếu niên nhân tộc kia nói, từ đầu tới đuôi. Hắn chỉ là một con cờ, không được, Hạo. Nguyệt yêu hoàng liều mạng muốn áp chế cái này ý thức thức tỉnh, nhưng mà một cái yêu đế ý. Thức thật Hạo Nguyệt yêu hoàng có thể áp chế, từ từ. Hạo Nguyệt yêu hoàng khí tức dần dần biến mất bị một cổ càng thêm mạnh mẽ. Bá đạo khí tức cho thôn phệ xuống, đợi cho Hạo Nguyệt yêu hoàng khí tức hoàn toàn biến mất. Tàn hồn biến thành Hạo Nguyệt Thần lang chậm rãi thay đổi thành một cái nhân hình. Quần áo áo bào trắng, tóc trắng ngang eo, liền con mắt đều là màu trắng tinh. Phảng phất không có con ngươi, nó ngồi xếp bằng ở xương mù hỗn độn trong. Một tay khẽ vuốt bản thân khuôn mặt, bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm một vẻ, nó ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Huyền. Tay trái một khối bạch ngọc khuyên tai lay động lóng lánh quỷ dị hào quang, lúc này mới có thể thấy được người này khuôn mặt ấn tượng đầu tiên. Chính là trắng, thái bạch, khiết bạch vô hạ. Tái nhợt vô huyết, nhìn qua để cho người ta có loại tê cả da đầu cảm giác, nhưng trên chán. Lại có một đôi bạch giác, nhìn qua có chút thần dị, dạ huyền thu hồi đế hồn. Nhìn này không phân rõ nam nữ yêu đế. Chân mày hơi nhíu lại, vị này thôn vệ hạo nguyệt yêu hoàng yêu đế đang quan sát dạ huyền một phen sau, chậm rãi mở miệng, bất tử dạ đế, thanh. Âm ôn nhu êm tai, cho người ta một loại rất thoải mái cảm giác, nhưng nói ra bốn chữ. Cũng là để cho dạ huyền trong con ngươi lóe ra vẻ hàn quang, yêu đế thu hồi ánh mắt. Không nhanh không chậm đem sau đầu tóc dài kéo tốt. Tự hồ đang thu xếp dung nhan, đợi cho toàn bộ thỏa đáng sau, yêu đế lần nữa mở miệng nói không cần kinh ngạc ta cũng không phải là ngươi muốn vị kia yêu đế ta gọi bạch trạch ngươi hẳn biết ta bạch trạch dạ huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại có chút thất thố không sai tự xưng bạch trạch yêu đế chậm rãi nói ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc không cần phải gấp gáp lại nghe ta từ từ nói tới bạch trạch thanh âm ôn nhu như giang nam nữ tử một dạng đem toàn bộ sự tình tự thuật cho dạ huyền nguyên lai Bạch Trạch ngủ say ở một tòa cấm địa sau, bị hậu thế một vị yêu đế xông vào cấm địa phát hiện. Sau đó mang rời khỏi tòa kia cấm địa, yêu đế muốn đem Bạch Trạch cho thôn phệ xuống. Để cầu phá vỡ đế cảnh, cho là luyện chế một tòa hung khí. Mượn hung khí đem Bạch Trạch cho luyện hóa, theo sau đem trực tiếp nuốt trọn, có thể cái này cũng không để cho vị kia yêu đế tiến hơn một. Bước ngược lại là lọt vào tai bay vạ gió, cuối cùng ngã xuống, tại trước khi vẫn là yêu đế bầy bố, để cầu sau này sống lại, cục này trong. Liền có nguyên thánh đại đế đại đế cơ hội, phần này đại đế cơ hội. Là năm đó yêu đế lúc còn trẻ xông vào thì tình cờ đoạt được. Nhưng đối với đã thành đế hắn mà nói không hề có tác dụng. Cho là mượn này bầy bố, mà vào cục người. Chính là hạo nguyệt yêu hoàng, hạo nguyệt yêu hoàng cho là mình nhận được yêu đế truyền thừa cũng kéo dài yêu đế cục cũng chính là này đại đế cơ hội cục có thể hạo nguyệt yêu hoàng cũng. Không biết tại hắn nhận được cái gọi là yêu đế truyền thừa lúc. Cũng đã bị vị kia yêu đế thần hồn chậm rãi thôn phệ tại vừa mới một khắc kia. Yêu đế đem hạo nguyệt yêu hoàng tàn hồn cho thôn phệ, yêu đế là muốn mượn hạo nguyệt yêu hoàng. Cùng với đạo châu ngũ đại vực các đại cường giả máu tới sống lại, có thể yêu đế thiên toán. Vạn toán đều không còn tính tới hết thảy đều là ở cho Bạch Trạch làm giá y, tại vừa mới thôn phệ xong hạo nguyệt yêu hoàng sau. Bạch Trạch thức tỉnh, dập tắt vị này yêu đế sợi đế hồn, cho là, liền có hiện tại một man. mươi 1424, Bạch Trạch. Sự tình chính là như vậy, Bạch Trạch hai tay mở ra, khiết Bạch vô hạ trên mặt. Cũng là mang theo một chút bất đắc dĩ, dạ huyền nhìn Bạch Trạch. Chầm mặc không nói, hắn đoán đúng hạo nguyệt yêu hoàng cục, đoán đúng vị kia yêu đế cục duy chỉ có không có đoán đúng này trong còn có một cái bạch trạch bạch. Trạch A, à, thời kỳ hồng hoang thần thú, liên quan tới bạch trạch chi danh. Dạ huyền tại trước kia bị táng đế chi chủ mang tới thần thoại thời đại không bao lâu. Cũng đã là như sấm bên tai, tại tuế nguyệt trường Hà Trong. Dạ huyền từng chứng kiến không ít có bạch trạch huyết mạch thần thú. Đều là nhất đại anh hào, nhưng hắn chưa từng thấy qua chân chính bạch trạch người trước mắt thực sự là bạch trạch sao người chỗ ngủ say tòa kia cấm địa gọi cái gì dạ huyền chậm tiếng hỏi ha ha ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi ngươi có một xưng hô kêu cấm địa chi thần đúng không ta biết bất quá ta chỗ tòa kia cấm địa ngươi chưa đi qua bởi vì tòa kia cấm địa rất nhỏ bạch trạch vừa cười vừa nói chẳng biết tại sao đang không ngừng nói sao bạch trạch tái nhợt vô huyết trên mặt dĩ nhiên dần dần có màu sắc có loại như ngọc hào quang mặc dù không biết bạch trạch là nam hay nữ nhưng chỉ bằng vào này tư thái hình dạng đem tuyệt đại phong hoa bốn chữ dùng tới đi tuyệt đối không tật xấu sở dĩ tòa kia cấm địa gọi cái gì dạ huyền gọn gàng khi hỏi bạch đế lang bạch trạch ôn nhu nói tồn tại cái cấm địa sao dạ huyền có chút không được xác định nói có đây là một cái thế gian đế vương lăng bị thế gian người coi như cấm địa Bạch trạch khẽ vuốt cảm nói. Dạ huyền tức khắc không nói, tốt đi. Nơi này hắn thật không có đi qua, thế gian cấm địa, này khả năng kêu cấm địa à, khó. Trách chưa đi qua, người đối với ta rất giải khai. Dạ huyền nhìn từ trên xuống dưới bạch trạch, nhìn về phía bạch trạch bộ ngực thời điểm. Hắn hơi ngừng lại một chút ánh mắt, vẫn là không có pháp nhận, nhìn lại bạch trạch hầu kết. Gì, không có hầu kết, là nữ, ta đối với thiên hạ ở giữa sự tình đều rất giải khai bất quá trên người ngươi xương mù nồng nặc ta có thể thấy đồ đặc cũng rất ít bạch trạch nhẹ giọng nói ta có một vấn đề dạ huyền nói ngươi vấn đề này ta sẽ không có pháp trả lời ngươi bất quá dựa theo các ngươi nhân tộc phân chia đến xem ta có thể tính làm là một nữ nhân nhưng ta không cách nào sinh ra từ tôn tại dạ huyền còn chưa chất vấn thời điểm bạch trạch liền sớm hồi đáp ân dạ huyền trầm ngâm chốc lát sau đó nói những bạch trạch đó huyết mạch thần thú là thế nào tới bạch trạch không nói gì giơ tay phải lên trắng noãn như tay ngọc cổ tay hơi hơi chuyển động trong lòng bàn tay có một giọt kim sắc tiên huyết hiện lên sau đó toát ra một đóa hoa tới bạch trạch nhẹ nhàng khẽ động kim sắc huyết dịch chỗ ngưng tụ thành đóa hoa bay về hướng dạ huyền dạ huyền tiếp nhận kim sắc huyết dịch tạo thành đóa hoa có một chút nghi hoặc ngươi chỉ cần đem ta tiên huyết ăn vào như vậy sau này người cũng có ta huyết mạch bạch trạch cười hít mắt nói dạ huyền đem bạch trạch tiên huyết trả lại bạch trạch loại này bối phận trên sai biệt vẫn là coi như bạch trạch không có cưỡng cầu thu hồi tiên huyết một lát sau bạch trạch nói sau này liền quấy giày. dạ huyền trầm mặc một hồi sau dạ huyền cổ quái nói ngươi muốn đi theo ta bạch trạch gật đầu nói không sai chỉ có ngươi mới có thể làm cho ta chân chính thức tỉnh dạ huyền trầm ngâm nói mới có lợi sao bạch trạch ôn nhu cười một tiếng đem tay phát vung đến sau tay lộ ra trong suốt lỗ tai mê hoặc đầy đủ mà nói cái này cũng chưa tính sao dạ huyền nhíu mày ánh mắt cổ quái nhìn bạch trạch cái này cùng ta tưởng tượng trong ngươi không quá giống bạch trạch xoa xoa mái đầu bạc trắng cười ha hả nói thật chúng ta là người cùng một đường năm tháng ngươi trung quy làm chút thú vị chuyện dạ huyền trong lòng hơi chấn động một chút nhưng vẫn lắc đầu nói ngươi đã biết ta vậy hẳn là cũng hiểu rõ nếu như không có tính thực chất chỗ tốt ta sẽ không đem ngươi mang theo trên người dù sao ngươi là một nhân vật nguy hiểm bạch trạch ngẫm lại nói ta thông vạn vật tình hiểu thiên hạ vạn vật diện mạo đây coi là cũng không tính một cái chỗ tốt dạ huyền nhếch miệng cười một tiếng sẽ chờ ngươi những lời này ngô bạch trạch cười như không cười nói này thật là ngươi dạ huyền mặt cũng không xấu hổ cười nói trước cho ngươi khảo nghiệm ở bên cạnh ta có một ngủ say ra hỏa ngươi xem một chút hắn là ai bạch trạch nhìn về phía dạ huyền phía sau vùng hư không đó một đôi tinh khiết con mắt màu trắng dường như có thể chịu được nhật nguyệt càn khôn một lát sau bạch trạch thu hồi ánh mắt nguyên lai là cửu u minh phượng vậy ngươi biết táng đế chi chủ sao dạ huyền lại hỏi táng đế chi chủ bạch trạch trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc chốc lát lại là nhăn mi nói người nói người kia nha biết dạ huyền hơi hít mắt lại ở đâu bạch trạch nhìn về phía dạ huyền ngươi không biết sao táng đế cựu thổ bớt quá ngươi đại khái xuất là tìm không tới cái tên kia bạch trạch lại là nói tại sao dạ huyền cau mày không ở bạch trạch nói cái gì dạ huyền trên thân bộc phát ra một cổ kinh khủng khí cơ bốn phía xương mù hỗn độn đột nhiên đánh tán dạ huyền gắt gao nhìn chằm chằm bạch trạch trầm giọng nói ngươi xác định bạch trạch trầm ngâm chốc lát lắc đầu nói rất cổ quái đã tồn tại lại không tồn tại có lẽ là che đậy khí tức dạ huyền trở lại yên tĩnh tâm tình hừ nhẹ nói ngươi dường như cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy chứ sao bạch trạch buông tay bất đắc dĩ nói ta hiện tại cái tình huống này người hẳn so với ta càng hiểu người cũng cần sinh linh tiên huyết dạ huyền nhìn bạch trạch bình tĩnh nói bạch trạch lắc đầu nói ta khôi phục chỉ có thể dựa vào khí vận thân ngươi phụ vận khí lớn dạ huyền quay đầu bước đi bạch trạch kêu lên ngươi làm gì thế đây dạ huyền cũng không quay đầu lại nói ngươi muốn hút ta khí vận bạch trạch thân hình lóe lên ngăn lại dạ huyền lối đi thiên kiều bá mị mà trắng dạ huyền một cái, nói ta là bạch trạch. Cũng không hấp nhân khí vận, ngược lại, ngươi khí vận ôn dưỡng ta đồng thời. Cũng biết nhận được ta tặng, khí vận tăng lên, dạ. Huyền dừng lại, nhìn phía trước bạch trạch, trầm ngâm nói, có thể. Bạch trạch cười nói, ta liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt, dạ. Huyền nói, tại ngươi khôi phục lại đủ giai đoạn, ta cần biết một người lai lịch. Người đến lúc đó nhất thiết phải nói cho ta biết, bạch trạch gật đầu nói một lời đã định dạ huyền một lời đã định bạch trạch hóa thành một bạch sắc lưu quang bay về phía dạ huyền rơi vào dạ huyền tay phải trên mu bàn tay tạo thành một cái nho nhỏ ấn ký dạ huyền chỉ cảm thấy tay phải mu bàn tay một trận ấm áp tự liền bên trong công pháp vận chuyển tựa hồ cũng muốn mau hơn rất nhiều không hổ là tượng trưng cho điểm lành hiện ra thần thú cho dù loại trạng thái này cũng có thể mang cho hắn không nhỏ tặng nếu như thời kỳ toàn thịnh. Bạch Trạch chỉ cần tại bên người nàng nghỉ ngơi một trận, đều có thể nhận được thiên đại phúc duyên, đây cũng là bạch trạch chỗ kinh khủng, trừ cái đó ra. Bạch Trạch còn có một cái kinh khủng nhất năng lực, đó chính là thông hiểu vạn vật tựa như ngay từ đầu. Bạch Trạch thậm chí cũng chưa từng thấy Dạ Huyền, Dạ Huyền cũng chưa thấy qua Bạch Trạch nhưng Bạch Trạch cũng là thoáng cái nhân tiện nói ra dạ huyền thân phận, thậm chí có khả năng. Thấy dạ huyền mấy người sinh quỹ tích, đây mới là đáng sợ nhất, dạ huyền đưa tay bên tay phải. Trên mờ u bàn tay sờ sờ, cái này ấm áp cảm giác truyền lại mà tới, đừng. Làm loạn tìm tòi, bạch trạch thanh âm vang lên, dạ huyền động tác tức khắc cứng đờ. Tức cười nói, ta tìm tòi bản thân còn không được, bạch. Trạch lười biếng nói, ta cũng có thể cảm giác được, dạ. Huyền cũng không lo bạch trạch tiếng kêu, hung hăng xoa xoa. Theo sau mới thả tay xuống, người tham dự qua trước kia trận chiến ấy sao, dạ. Huyền thả tay xuống sau, lấy tâm niệm truyền âm nói, không có. Bạch Trạch rất dứt khoát nói, nhưng ta biết trận chiến ấy, vậy. Ngươi tại sao không có tham gia? Dạ huyền cau mày. Bởi vì ta biết trận chiến ấy không phải điểm kết thúc, coi như ta xuất thủ. Cũng cải biến không được cái gì. Bạch Trạch nói, đời này, sẽ là điểm kết thúc sao? Dạ huyền đạo, trời mới biết. Bạch Trạch đạo, thật không biết vẫn là không dám nói. Dạ huyền cười nhạt một tiếng, Bạch Trạch rơi vào trầm mặc. Không có đáp lại dạ huyền, dạ huyền cũng không có ép hỏi, có ít thứ. Không thể nói, nhất là cái này bị thiên đạo trấn áp mạt pháp thời đại, dạ huyền không có tiếp. Tục dừng lại, mà là nhằm vào ra xương mù hỗn độn, lần này hành động, ngay từ đầu mà nói. Dạ Huyền vẫn thật là là muốn lấy bồi ấu vi tới đi dạo một chút, đối với đại đế cơ hội cái gì? Hắn căn bản không cần, ngược lại không nghĩ tới. Có thể gặp được đến Bạch Trạch, đây tuyệt đối là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, hôm nay ở bên cạnh hắn, quán chú Cửu U Minh Phượng, Bạch Trạch như vậy tồn tại. Trong tương lai trận kia thiên địa lớn trong ván cờ, hắn có thể chiếm được không ít tiên cơ. Nhất là Bạch Trạch tồn tại, đối Dạ Huyền bày bố tuyệt đối tồn tại trọng dụng, điểm này Dạ huyền là phi thường khẳng định, mặt khác, chờ bạch trạch trạng thái khôi phục sau. Dạ huyền sẽ biết rõ ấu vi tình hình, nhìn một chút ấu vi đến là lai lịch gì, vù vù, khi dạ. Huyền đi ra xương mù hỗn độn lúc. Sát trận y nguyên vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá so với việc trước mà nói. Muốn yếu bớt rất nhiều, nhưng y nguyên chết không ít người, những kia máu me đều bị tụ lại, đây. Cũng là hạo nguyệt yêu hoàng cùng vị kia yêu đế ban đầu bày bố, chỉ là không nghĩ tới bạch trạch xuất hiện, để cho cục diện phát sinh lớn hơn biến hóa, càng không có nghĩ tới dạ huyền. Có thể phá cục, phu quân, thấy dạ huyền hiện thân, chủ ấu vì trước tiên chào đón, không? Có chuyện gì? Dạ huyền mỉm cười, ngay sau đó. Dạ huyền vỗ nhẹ bên hông tiết rơi dưỡng kiếm hồ, hưu, hồ trong quá hà tốt. Đột nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, ầm ầm trong sát na này tòa lấy đế trận làm cơ sở vạn sát trận, đột nhiên tan giả, hưu, phá vỡ này vạn sát trận sau. Quá hà tốt trở lại tiết rơi dưỡng kiếm hồ trong, ta. Muốn không muốn cũng sẽ đại la kiếm thai bỏ vào thanh điểu trong, chu. Ấu vi thấy một màn kia, không khỏi đôi mắt đẹp sáng ngời, lúc trước dạ huyền tại trí tôn các. Theo đắp người điên chỗ ấy lấy đi mặt khác một cái dưỡng kiếm hồ, còn là thanh điểu đúng là đưa cho chu ấu vi nhưng chu ấu vi rất ít khi dùng dạ huyền khẽ lắc đầu nói đại la kiếm thai còn chưa triệt để thành hình bất quá ngươi ngược lại là có thể đem thần dương kiếm cùng đông lôi đao bỏ vào trong ôn dưỡng chu ấu vi có chút ngoài ý muốn đông lôi đao cũng được dạ huyền khẽ vuốt cảm nói đao kiếm vốn là một nhà đi thôi đi thu lấy đại đế cơ hội dạ huyền dắt chu ấu vi ngọc thủ chu ấu vi cũng là thuận thế nắm chặt dạ huyền tay phải ngô Bạch Trạch rên rỉ tại Dạ Huyền trong lòng hiện lên, Dạ Huyền khóe miệng hơi hơi giật giật. Chương 1425, Đại đế cơ hội. Đại đế cơ hội, đi, cùng lúc đó, người khác thấy sát trận bị phá. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cũng là nhanh chóng đưa mắt đặt ở nơi xa đám mây cung điện, không có lực lượng áp chế. Cái này đại đế cơ hội khí tức, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận đến, này. Mặc dù không có nguyên thánh đại đế mê hoặc, mọi người y nguyên phẳng phất bị điên tựa như phóng đi, rất sợ rớt lại phía sau nửa bước bắt. Quá dạ huyền cùng chu ấu vì tốc độ càng thêm khủng bố, có dạ huyền hư không tiên thể tại. Tại tốc độ thuận lợi, không có người có thể cùng dạ huyền sánh ngang, cơ hồ là trong nháy mắt. Liền là mọi người xa xa để qua phía sau, hai vợ chồng trước tiên đến tòa kia có dấu đại đế cơ. Hội cung điện, dạ linh nhi canh giữ ở cổng, chính vô cùng buồn chán đây thấy dạ huyền cùng chu ấu vi đến chợt liền đứng lên vui vẻ ra mặt ca tàu tử các ngươi rốt cục tới linh nhi nhìn thấy dạ linh nhi chu ấu vi lặng lẽ thở phào dạ huyền nhìn dạ linh nhi một cái ánh mắt lướt qua nàng rơi vào độc cô tĩnh trên thân độc cô tĩnh toàn thân bao phủ một tầng đám xương vậy thánh quang làm nổi bật phải cũng như tiên tử tọa liên không nhiễm phàm trần duy nhất quái dị là tại độc cô tĩnh trên thân nhưng là bị trói một bó sợi dây, sau một khắc, độc cô tĩnh đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con người xinh đẹp tồn tại hai mai huyền ảo phù văn thoáng hiện, trong chớp nhoáng này. Độc cô tĩnh như một cái cao quý, áp đảo chư thiên trên nữ đế. Tản mát ra uy nghiêm bá đạo khí tức, hoàng kim thừng cũng như giống như bị chạm điện. Siêu một chút bay trở về đến dạ linh nhi trong tay, dạ linh nhi trong lòng hơi kinh hãi cảnh giác nói, ca, cẩn thận nữ nhân này, dạ huyền khoát tay nói, người mình, dạ. Linh Nhi nghi ngờ nhìn dạ huyền một cái, theo sau lại là nhìn về phía chủ ấu vi. Thấy tàu tử không nói gì, nàng cũng không có lắm miệng, chỉ là tại nội tâm nói thầm một câu. Ngay trước tàu tử mặt nói lời như vậy, thật tốt sao, qua chốc lát. Độc cô tĩnh khí tức nội liễm, hóa thành bình thường, nhìn thấy dạ huyền. Độc cô tĩnh đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng thành thực đi tới nàng hướng dạ huyền thi lễ mang theo xin lỗi nói thật không phải ta nguyện nàng lúc trước rất rõ ràng tuyển chọn dạ huyền nhưng lại bị hạo nguyệt yêu hoàng chỗ thao túng không bị khống chế đi tới nơi này lĩnh hội đại đế cơ hội dạ huyền khẽ vuốt cảm chuyện này tự nhiên thật không lạ độc cô tịnh ấu vi đi đi dạ huyền tỏ ý chu ấu vi tiến lên được Chú ấu vi chán nhẹ một chút đi về phía đại đế cơ hội, vù vù, khi chú ấu vi còn chưa đi tới. Đại đế cơ hội thời điểm, liền thấy kia đại đế cơ hội một trận lay động, gì? Độc cô tĩnh thấy thế, có chút kinh ngạc nói. Nhìn lại chu cô nương bản thân liền có đại đế phong thái, đại. Đế cơ hội đã có phản ứng như thế. Vậy liền nói rõ chú ấu vi bản thân liền có đại đế phong thái, ngươi. Thật giống như không có chút nào kinh ngạc, độc cô tĩnh lặng lẽ nhìn dạ huyền một cái, phát hiện dạ huyền mặt bình tĩnh. Không khỏi có chút kỳ quái, nàng kêu chu ấu vi, là ta dạ huyền nữ nhân. Dạ huyền chậm rãi nói một câu. Độc cô tĩnh suýt nữa nội thương. Cũng không nên đi hỏi, tại ba người nhìn chăm chú. Chu ấu vi còn chưa đi về phía đại đế cơ hội thời điểm. Đại đế cơ hội đã đem Chu ấu vi cho bao phủ, chú ấu vi huyền phù tại không trung ngồi xếp bằng tiên vụ chật nổi lên bao phủ chu ấu vi lộ ra mờ mịt nữa sau đó tiên vụ tiêu tán chu ấu vi lại lần nữa hiện lên ở trước mắt mọi người nàng chậm rãi mở hai mắt ra quần áo hắc bào bao phủ khúc đường lờ mờ ngọc thể một đầu hắc xác mái tóc nhẹ nhàng phiêu động lông mi thật dài run rẩy một đôi màu băng lam đôi mắt đẹp xương mù lấy hơi nước lúc này mang theo vẻ mờ mịt lúc này chu ấu vi như như không cốc u lan tồn tại một loại yên lặng đẹp nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt mỹ trên chỗ nổi lên sợi mờ mịt để cho nàng có vẻ hơi dáng điệu thơ ngây khả cúc bày biện ra một loại khác hoàn toàn khác biệt mỹ lệ hạt độc cô tĩnh nhan mi có chút ngẩn ra nàng xem hướng dạ huyền đây là tình huống gì theo lý mà nói lĩnh hội đại đế cơ hội cần thời gian phải rất lâu lĩnh hội thời gian càng dài như vậy nhận được thể ngộ cũng càng nhiều giống như đại đế cơ hội vừa mới phản ứng đến xem chú ấu vi có khả năng cảm ngộ thời gian rất lâu mới đúng nhưng này mới mới vừa bắt đầu làm sao lại kết thúc dạ huyền như có điều suy nghĩ có lẽ như hắn một dạng này đại đế cơ hội đối với ấu vi căn bản vô dụng đi nhớ tới ở đây dạ huyền ngược lại cũng hiểu ta hiện tại thay người còn kịp à lúc này bạch trạch thanh âm ôn nhu tại trái tim vang lên dạ huyền trong lòng khẽ động ngươi là nói ấu vi khí vận tại trên ta bạch trạch trầm ngâm chốc lát sau nói trên thực tế mà nói người khí vận cũng không tính lợi hại thậm chí có thể nói rất là bình thường chỉ là bởi vì ngươi căn bản không phải người thường coi như ngươi khí vận một dạng một dạng có thể đem những thứ kia khí vận nghịch thiên hạng người đơn giản chém rớt mà ngươi đạo lữ chủ ấu vi nàng là chân chính người mang vận khí lớn di dạ huyền hỏi làm sao bạch trạch không để ý đến dạ huyền mà là tự nhủ nói cô nương này là ai chuyển thế sương mù đã vậy còn quá rất nặng dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu đầy xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình bạch trạch khẽ nhíu mày ngươi để cho ta triệt để thức tỉnh sau nhìn một người có phải là nàng hay không bạch trạch thanh âm tại dạ huyền trái tim vang lên dạ huyền nói không sai bạch Trạch do dự một chút, quyết định hay là lời nói thật, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ ta khôi phục đỉnh phong, cũng không nhất định có thể nhìn ra thân phận nàng. Dạ huyền tâm trạng đột nhiên rung một cái, bạch trạch cảm thụ được dạ huyền tâm tình chập chờn, Không khỏi cười nói, sợ. Nàng là ngươi đạo lữ, dạ. Huyền không để ý đến bạch trạch trêu chọc, mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh. Nội tâm cũng là cực kỳ phức tạp, tại vừa mới nhận được bạch trạch này niềm vui ngoài ý muốn thời điểm, dạ huyền cảm giác mình khoảng cách biết rõ ấu vi thân phận đã tiến hơn một bước. Kết quả nhưng bây giờ sớm nhận được đáp án này, thất vọng, tự nhiên là có, mau nhìn. Độc cô tĩnh biến sắc, vỗ vỗ dạ huyền. Dạ huyền ánh mắt ngưng lại, định thần nhìn lại, chỉ thấy đại đế cơ hội dĩ nhiên chậm dãi biến. Mất mà chu ấu vi tấm kia hoàn mỹ không một tì vết dung nhan tuyệt mỹ trên. Mờ mịt biến mất, chiếm lấy, chính là một loại cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng cảm giác nhất là cặp kia băng con mắt màu xanh lam mang theo coi thường thương sinh lạnh lùng cảm giác một cổ khó diễn tả được khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên người chu ấu vi nổi lên ầm sau một khắc sau lưng chu ấu vi tồn tại một cái kinh khủng đế ảnh đột nhiên hiện lên uy áp chư thiên đế ảnh cực kỳ mơ hồ chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất nhưng chính là như vậy trong nháy mắt cũng là để cho độc cô tĩnh dạ linh nhi hai người suýt nữa trống không xuất hiện tự liền dạ huyền, đều cảm thụ được đáng sợ cảm giác nguy cơ, dạ huyền nhìn chăm chăm chu ấu vi. Mặt trầm như nước, hỏng bét lúc. Này chu ấu vi, có loại ban đầu ở chấn thiên cổ môn mất khống chế dấu hiệu, với lại so với lần. Trước tới càng đáng sợ hơn, nữ thí chủ, giao ra đại đế cơ hội, đúng. Lúc này, một người tuổi còn trẻ tăng nhân đột nhiên lướt qua hư không? Xuất hiện tại chu ấu vi phía trước, kim bát chiếu xuống, cút ngay, dạ huyền thần sắc dữ tợn, chợt quát lên, ầm, lời còn chưa dứt mà, một cổ khó diễn tả được lực. Lượng từ chu ấu vi bên trong bộc phát ra, trẻ tuổi kia tăng nhân kim bát đột nhiên nổ nát vụn. Ra, liên đới trẻ tuổi tăng nhân. Trực tiếp bị chấn động đến mức thân tử đạo tiêu, phía sau dám đến tử vi thánh tử, diệp mục. Chử giang thu đám người chính mắt thấy đáng sợ kia một màn. Trường 1426, Nguyện Quân An. Độ Trần Đại Sư, Tử, trong chớp nhoáng này, chạy tới nơi đây một đám cường giả. Ảo ảo là ngẩn người, vị này đến từ Tây Mạc Phật Thổ Cao Tăng, mặc dù tuổi nhìn qua không lớn. Nhưng trên thực tế cũng là một vị đắc đạo cao tăng, bất kể là tại cửa thức nhất. Cửa thứ hai vẫn còn là cửa thứ ba vấn tâm dừng chút. Người này biểu hiện đều kinh vi thiên nhân, lần này độ trần đại sư cũng là đi trước chạy tới. Nơi này, tại nhận ra được đại đế cơ hội bị chu ấu vi giành trước chiếm giữ sau hắn tuyển chọn quả đoán xuất thủ, cái gì người trong Phật môn lấy lòng dạ từ bi đạo lý. Tại độ trần đại sư ở đây phảng phất chính là một cái rắm độ trần đại sư trong mắt. Phảng phất chỉ có đại đế cơ hội, mà kết cục cũng là cực kỳ thê thảm. Tại chu ấu vi bên trong đột nhiên bộc phát ra cổ lực lượng kia, cơ hồ là trong nháy mắt. Liền là độ trần đại sư nghiền thành phấn vụn, làm sao có thể, phía sau chạy tới người thấy một màn kia, ảo ảo là chấn động không thôi, vù vù lúc này. Trong hư không tồn tại một vệt kim quang nổi lên, đó là một cái kim sắc xá lợi tử. Ở đó xá lợi tử trên, ngồi xếp bằng một cái kim sắc tiểu nhân. Đúng là độ trần đại sư, thân xác tuy là bị hủy. Nhưng hắn thần hồn vẫn không có chết đi, lúc này, độ trần đại sư thần hồn. Cũng là mặt kinh hãi, dễ nhận thấy cũng là không nghĩ tới sẽ có một kết cục như vậy, ầm, không? đợi mọi người phản ứng kịp chu ấu vi bên cạnh thân cỗ lực lượng khủng bố kia lần nữa bộc phát. Ra, phô thiên cái địa hướng độ trần đại sư thần hồn đè đi, không xong, độ. Trần đại sư mạnh mẽ biến sắc, kim sắc xá lợi từ tức khắc hóa thành một vệt sáng. Bay về phương xa, thình thịch, không có bay ra ngoài rất xa, liền nghe một tiếng nổ vang. Này mai kim sắc xá lợi tử, trực tiếp chợt nổ tung lên, độ trần đại sư. Lần này là chết không thể chết lại, mọi người thấy một màn kia. Không khỏi tê cả da đầu, mấu chốt nhất là thuận tay giết chết độ Trần đại sư Chu Ấu Vi. Lúc này ánh mắt yên tĩnh, mang theo một loại coi thường thương sinh mờ nhạt. Cái loại này lạnh lùng cảm giác, để cho người ta cảm thấy nàng căn bản không phải trong trần thế người, mà là một cái giết xuyên cửu thiên thập địa cái thế sát thần, chuyện gì xảy ra thấy. Chu Ấu Vi trên thân cái này hoàn toàn khác biệt khí tức đến từ tiên vương điện người thanh niên kia nhị sư huynh mặt biến sắc chẳng lẽ là đoạt xá chử giang thu trao mày không khỏi chử giang thu nhìn về phía dạ huyền hắn phát hiện dạ công tử khí sắc càng phức tạp vù vù mạnh mẽ bá đạo khí tức lượn lờ tại chủ ấu vi bên cạnh thân nàng ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào dạ huyền trên thân thần sắc đồng dạng cực kỳ phức tạp nhưng chỉ chỉ là trong nháy mắt nàng liền rời đi ánh mắt, chú ấu vi cất bước đi ra ngoài, cản ở trên đường mọi người. Theo bản năng tránh ra một con đường tới, chỉ còn lại dạ huyền đứng ở nơi đó, dạ huyền nhìn lần. Nữa phát sinh biến hóa chú ấu vi, có chút khàn khàn nói, ấu vi. Chú ấu vi không có nhìn dạ huyền, sau một khác. Hai người thác thân mà qua, trong nháy mắt đó. phảng phất trong thiên địa hết thảy đều tĩnh, hai người gặp thoáng qua, trong khoảnh khắc đó chú ấu vi đôi mắt đẹp ôn nhu, môi đỏ mọng khẽ mở, lưu lại một câu cuối cùng ôn nhu lời nói. Nguyện quân an, dạ huyền đưa tay nắm chặt ý đồ kéo chú ấu vi ngọc thủ. Lại kéo một khoảng không, tí tách một giọt trong suốt giọt nước mát. Nhỏ xuống tại trên tầng mây, sau đó nhanh chóng bốc hơi lên, biến mất, quay đầu nhìn lại. Rỗng tuếch chú ấu vi, không thấy, dạ huyền trái tim hung hăng co rút một cái một loại trước đó chưa từng có cảm giác mất mát đột nhiên hiện lên, hắn có loại không hiểu dự. Cảm, tái kiến ngày, là xa xa khó vời, ấu vi, dạ. Huyền đột nhiên quay đầu, phát ra rít lên một tiếng, lúc này. Chủ ấu vi dĩ nhiên vượt qua tam quan, đi ra tòa kia vực sâu, giết. Vạn yêu cổ quốc yêu vương nhìn thấy chủ ấu vi hiện thân, không nói hai lời. Chính là tiến lên vây công, rầm rầm rầm, tất cả đều chết đi, chủ ấu vi giống như một cái cao không thể chạm nữ đế quan sát chư thiên vạn giới. Mang theo một loại không gì sánh kịp bá đạo cùng uy nghiêm, không có ai ngăn được nàng, liên. Đới cường đại nhất thiên ưng yêu vương. Đã ở trong nháy mắt bị mất mạng, may mắn chủ ấu vi là không sai biệt công kích. Cũng không có tiếp tục xuất thủ ý tứ. Thật ra khiến những gia hỏa này có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Nhưng một thân tu vi cũng là triệt để tiêu tán còn sót lại thần hồn kéo dài hơi tàn tại giết người ở giữa chú ấu vi tự nhiên cũng nghe đến một tiếng rất xa gầm thét chú ấu vi không quay đầu lại nhưng chẳng biết tại sao nội tâm lại có khó diễn tả được cực kỳ bi ai để cho nàng nước mắt như đoạn tiến hạt châu vậy liên tục chảy xuống lần này xa nhau có lẽ không ngày gặp lại đi chú ấu vi nhẹ giọng nói thầm trong nháy mắt kế tiếp nàng hư không tiêu thất khi dạ huyền xuất hiện vào lúc này đã tìm không được nàng thân ảnh, tự trách. Ảo não nổi lên trong lòng, dạ huyền khí sắc có chút tái nhợt, tự lẩm bẩm dạ huyền. Người sớm nên ngờ tới, vì sao còn phải binh đi nước cờ hiểm. Nếu biết nàng sâu trong linh hồn, cất giấu một cái liền ngươi cũng không mò ra con đường tồn tại. Vì sao còn phải mang nàng tới đây, tìm kiếm cái gì cho má đại đế cơ hội trước. Kia ngươi sẽ bị hai tên kia phản bội, không phải là không có đạo lý, dạ huyền chậm rãi nhắm mắt lại hít sâu một hơi bất quá khi lần nữa mở mắt thời điểm dạ huyền khôi phục lại bình tĩnh trận này đột như đến biến cố xác định quấy rối hắn tính toán nhưng đây cũng không phải là không có nói trước dự liệu đang quyết định mang ấu vi tới cướp đặt này đại đế cơ hội thời điểm hắn liền có qua ý nghĩ như vậy hắn biết như vậy rất nguy hiểm nhưng đồng dạng cũng là ôm một loại để cho ấu vi mượn này áp chế này tôn tồn tại ý nghĩ mà bây giờ kết quả cũng cho thấy hắn thất bại ấu vi bên trong này tôn tồn tại thức tỉnh mà ấu vi tự nhiên cũng rời hắn mà đi nguyên lai ta thật cố gắng thích nàng dạ huyền khóe miệng tồn tại vẻ khổ sở trong đầu liên tục hiện ra cùng ấu vi trải qua một màn lòng này thiện mà có quật cường cô nương nha giảng đạo lý tại ban đầu đế hồn khôi phục thời điểm dạ huyền đối ấu vi cảm tình nhiều hơn là bởi vì bản năng một loại bản thể bản năng, tại hắn đế hồn chưa từng khôi phục lúc, hắn là kẻ ngu. Tại hoàng cực tiên tông duy nhất dựa vào chính là chu ấu vi, mặc dù chu ấu vi khi đó chỉ là muốn mượn cùng dạ huyền hôn ước, tránh thoát la thiên thánh địa quan hệ thông gia Nhưng thành hôn sau, chu ấu vi y nguyên tận chức tận trách. Làm đến một cái phu nhân nên làm, cho dù dạ huyền đế hồn chưa từng khôi phục cũng rất rõ ràng điểm này, tại bản thể bản năng trên, chủ ấu vi chính là nàng nói lữ. Là hắn vợ duy nhất mà ở đế hồn khôi phục tam hồn viên mãn. Dạ huyền một cách tự nhiên có cảm xúc khi toàn bộ trở thành đương nhiên thời điểm. Sẽ không có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng đối với trải qua vạn cổ dạ huyền mà nói. Cái dạng gì sự tình chưa từng gặp được theo lý mà nói. Như vậy sự tình tịnh không đủ để để cho hắn thất thố, nhưng có ít thứ, Dùng đạo lý nói là không thông, tựa như dạ huyền khẽ tự nói đồng dạng, nguyên lai. Hắn thật cố gắng thích nàng, ở trên người nàng. Tồn tại thế gian đủ loại mỹ hảo, này bản thân liền là một loại mỹ hảo, từng có dự liệu. Tại ấu vi thức tỉnh ngày ấy, chính là hai người xa nhau, sớm dự đoán lúc. Cũng sẽ không nghiêm túc cảm thấy có bao nhiêu không nỡ, thật đến thời khắc này, y nguyên khổ. Sở, chương 1427, Thiên giới hải tại chư thiên vạn giới trong, tồn tại rất nhiều cổ xưa cấm địa, nhưng có một ít đáng sợ cấm. Địa cũng không tại chư thiên vạn giới trong, cũng tỉ như từ cổ trí kim thần bí nhất thiên. Giới hải, liên quan tới thiên giới hải nghe đồn thật cũng không nhiều, đây là bởi vì có thể đi. Thiên giới hải người ít càng thêm ít, thậm chí ngay cả đại đế. Đều có rất lớn ngã xuống mạo hiểm, chính vì vậy. Mọi người đối thiên giới hải giải khai thật là ít ỏi, cái này cũng đưa tới thiên giới hải tại chư thiên vạn giới nghe đồn cực ít thậm chí rất nhiều người đều chưa có nghe nói qua thiên giới hải sở dĩ thiên giới hải hạ lạc tự nhiên cũng có rất ít người biết thiên giới hải ở vào chư thiên vạn giới trên cả vũ trụ đều lộ ra càng đổ nát ảm đạm dường như không có nửa điểm sắc thái có thể nói mà ở vùng vũ trụ này trung tâm liền tồn tại một tòa cho ám giới hải này đúng là thiên giới hải chỗ, cả giới hải, phảng phất là do vô tận đổ nát tinh thần tạo thành. Phảng phất một cái hôi sắc tinh vân, nhưng lại giống như bàng bạc biển rộng. Tồn tại sóng biển, nhưng lần nữa ngắm nhìn lúc, lại sẽ phát hiện mảnh thiên giới hải nhất định chính là một mảnh mênh mông hỗn độn. Không nhìn thấy bờ, mang cho người ta không gì sánh kịp chấn động, nhìn lại lúc. Lại phát hiện cả thiên giới hải lộ ra dị thương tương hoa trong tồn tại đủ loại tiên quang hòa hợp thậm chí có kỳ lân chạy nhanh chân long bay lượn phượng hoàng dương cánh côn bằng phi nhảy đủ loại dị tượng xuất hiện chỉ tiếc rung động như vậy một màn không có ai có thể thưởng thức được lúc này nhất đạo khí tức kinh khủng giá lâm vùng vũ trụ này cổ khí tức kia trong nháy mắt tại cả vũ trụ phô triển ra làm cho mảnh này cho trong ám vũ trụ vô số ngôi sao rung động tự liền thiên giới hải dị tượng dường như cũng vào giờ khác này chịu ảnh hưởng bắt đầu tiêu tán rất nhanh đạo kia khí tức vô cùng tốc độ kinh người tới gần thiên giới hải khi tới gần sau mới nhìn đến đó là một vị nữ tử quần áo hắc bào lấy thân bao lại lung linh ngọc thề bên hông treo một cái lớn chừng bàn tay thanh ngọc hồ lô yểu điệu thướt tha đạp không tới tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt đẹp đến nổi người hít thở không thông dường như thế gian toàn bộ mỹ hảo sự vật tại phía trước đều phải ảm đạm phai mờ. Nơi mi tâm tồn tại nhất đạo hắc sắc kiếm ấn. Làm bằng thêm ác liệt sát ý, một đôi băng con mắt màu xanh lam. Mang theo coi thường thương sinh lạnh lùng cảm giác, hắc bào nữ tử hàng lâm nơi này sau. Ánh mắt rơi vào thiên giới hải trên, ánh mắt yên tĩnh, không là người khác. Đúng là chu ấu vi, lúc này chu ấu vi, tấm kia dung nhan tuyệt mỹ trên. Mang theo siêu thoát thế tục đạm nhiên giống như cửu thiên tiên giới trên huyền nữ hạ phàm, Chu ấu vi hàng lâm thiên giới hải sau. Không có bất kỳ hành động, phảng phất đang chờ cái gì, cũng không lâu lắm, tại chu ấu vi phía. Trước hư không, một trận vạn vẹo sau. Xuất hiện một ông già, lão nhân quần áo áo bào cho lấy thân, thân hình đồ sộ. Yêu bồi ưỡn đến mức rất thẳng, tinh khí thần viễn mãn. Bên hông tồn tại một căn hắc sắc tàu thuốc tại nhìn thấy chu ấu vi sau áo bảo cho lão nhân có một chút câu nệ cung kính nhất bái nói ngài tỉnh chu ấu vi nhìn thiên giới hải sững sờ xuất thần lão nhân thấy thế không dám ra nói một lát sau chu ấu vi có lẽ là phục hồi tinh thần lại nhìn về phía lão nhân nói còn có bao nhiêu người lão nhân trầm ngâm nói chưa đủ năm người quấy, lão nhân lại tu bổ một câu đều ngủ say chu ấu vi ánh mắt yên tĩnh, dường như cũng không ngoài ý, lão nhân lặng lẽ liếc mắt nhìn chu ấu vi. Thấp giọng nói, thật dạ, đế người này là viên không sai quân cờ, lời. Còn chưa dứt mặt, chu ấu vi chính là lãnh đạm nhìn lão nhân, lão nhân thần sắc hơi hơi cứng đờ. Cúi đầu, chu ấu vi tiếng nói linh hoạt kỳ ảo, như từ trên chín tầng trời buông xuống. Vừa là êm tai lại là uy nghiêm đầy đủ. Sau này không cho phép ở trước mặt ta nhấc lên người này, lão nhân chắp tay nói, tuân mệnh, chu ấu vi thở khẽ một mạch. Trong con người xinh đẹp mang theo vẻ kiên định, chậm rãi nói, hôm nay lên. Ta vào thiên giới hải, trận chiến ấy mở ra trước, chớ quấy giày ta, mặt khác, lão. Nhân chăm chú lắng nghe, chậm đợi bên dưới, chu ấu vi do dự một chút. Cuối cùng không có nói gì, mà là hóa thành một vệt sáng. Tiến vào từ cổ trí kim được xưng kinh khủng nhất cấm điện thiên giới hải, lão nhân hơi hơi khom người, thở dài đưa tiễn, qua rất lâu, lão nhân đứng lên. Ánh mắt có một chút phức tạp, một ngày này, hắn sớm có dự liệu. Lúc trước tại lão tiên tiệm thời điểm, là hắn biết, khi đó, nàng còn nói một câu. Hắn hiện tại nhớ được, phu quân còn trẻ không hiểu chuyện, lão nhân có chút thổn thức, dạ đế. Nhà dạ đế, biết vì sao ta lúc đầu không dám cùng ngươi nhiều lời quá nhiều đi, ta cũng rất bất đắc dĩ nha lão nhân không là người khác chính là tới từ đạo sơ cổ địa không cổ thành lão tiên tiệm huyền mệnh lão tiên vừa mới đại nhân chắc là muốn cùng ta nói dạ đế sự tình nhưng cuối cùng cũng không nói gì huyền mệnh lão tiên trong lòng âm thầm suy tư một phen cuối cùng quyết định xuất sơn đi gặp một lần dạ đế tuy là vị đại nhân kia cũng không nói gì nhưng xem như thuộc hạ hắn chắc là đại nhân bài yêu giải nạn cũng không phải nhất định phải nói mới hiểu được có lẽ tình xưa chưa đây huyền mệnh lão tiên trong lòng ác thú xuống đem vật này cho hắn đúng lúc này một cái lạnh lùng giọng nữ vang lên huyền mệnh lão tiên toàn bộ thân thể đột nhiên cứng đờ sau một khắc huyền mệnh lão tiên phía trước hiện ra một cái tiểu đỉnh ba chân cả người đen kịt nửa đường vận lưu chuyển thật là bất phàm huyền hoàng cửu đỉnh một trong đạo đỉnh vâng huyền mệnh lão tiên tương đạo đỉnh thu nhận khom người nhất bái thu lại tâm tư biến mất mà ở huyền mệnh lão tiên sau khi rời khỏi thiên giới hải trung tâm chính là một mảnh hỗn độn hải chu ấu vi ngồi xếp bằng tại trong hư không nắm trong tay cần câu dạ huyền biếu tặng nàng thanh điểu dưỡng kiếm hồ cuối cùng vẫn không có là cho hủy diệt mà là tiếp tục treo ở bên hông lưu cái kỷ niệm đi có lẽ sau này sẽ không còn được gặp lại đây chu ấu vi tự diễu cười một tiếng hồng giao a à hồng giao ngươi thay đổi đây rất Nhanh, chủ ấu vi chính là thu lại tâm tư. Chuyên tâm bế quan, trận chiến ấy tất nhiên sẽ tại một thế này đến, ở trước đó. Nàng cần trọng đăng đỉnh phong mới có thể vạn. Yêu cổ quốc Độc Cô Tĩnh ngồi lên yêu hoàng vị trí, đương nhiên là ở dạ huyền giúp đỡ phía dưới. Khoảng cách đại đế cơ hội sự tình đã đã qua một tháng thời gian, cuối cùng kẻ thu lợi. Chỉ có Dạ Linh Nhi, Độc Cô Tĩnh, chủ ấu vi biến mất chuyện này rung động toàn bộ đạo châu dù sao chu ấu vi không chỉ có là hoàng cực tiên tông công chúa vẫn là tiên vương điện truyền nhân cũng là phù không sơn thánh nữ những thứ này thân phận tùy tiện lấy ra một cái liền để cho người ta chấn động chẳng ai nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy có người nói chu ấu vi bị nguyên thánh đại đế cho đoạt xá lời đồn đãi này truyền đi rộng nhất bất quá lời đồn đãi này không có truyền bao lâu sẽ không người nói không có hắn dạ huyền cho cổ thiên nam hạ lệnh ai nếu dám nói thế với. Vậy giết tại loại này thiết huyết thủ đoạn tàn khốc dưới. Mọi người tự nhiên ngậm miệng trận này đại đế cơ hội tranh đoạt kết quả tuy là để cho người ta. Không nghĩ tới nhưng là để cho rất nhiều tiết tàng yêu nghiệt xuất thế tỉ như tử vi thánh. Tử, độ trần đại sư, đáng thương độ trần đại sư. Xuất sơn liền ngã xuống, chuyện này làm cho Tây Mạc Phật Thổ bên kia tức giận. Tiên bố muốn tìm hoàng cực tiên tông đòi cái công đạo, bất quá cuối cùng cũng không có cái. Gì vang động, bên ngoài biến hóa, dạ huyền không chút nào để ý, này thời gian. Hắn một mực vạn yêu cổ quốc ngây ngô. mươi 1428, nàng là ai? Vạn yêu cổ quốc yêu vương còn dư lại chín vị, ngay từ đầu thời điểm. Tự nhiên cũng là không vừa lòng độc cô tĩnh thượng vị, nhưng ở dạ huyền giúp đỡ dưới không còn có người dám có dị nghị, nhất là phi ngư yêu vương. Biểu trung tâm bề ngoài cực nhanh, thời gian một tháng. Độc cô tĩnh đã là ngồi vững yêu hoàng chi vị, bất quá độc cô tĩnh cũng không phải quá muốn ngồi. Muốn yêu hoàng chi vị, nàng tình nguyện tự mình đi theo ở dạ huyền bên cạnh, nhất là khi nhìn. Đến chu ấu vi dị biến sau, nàng suy nghĩ nhiều bồi tại dạ huyền bên cạnh, chỉ tiếc dạ huyền. Không cho, duy nhất để cho độc cô tịnh an tâm là thời gian một tháng này dạ huyền đều vạn yêu cổ quốc trong, tại dạ huyền bên cạnh. Còn có hắn muội muội dạ linh nhi làm bạn, nghĩ đến không có chuyện gì, dưới cái nhìn của nàng. Dạ huyền không phải người thường, mặc dù tại sinh mệnh cấm khu xảy ra bất chắc. Nhưng nàng cảm thấy này không phải sẽ đối với dạ huyền có quá lớn đả kích, bất quá. Độc cô tĩnh vừa có thời gian sẽ đi tìm dạ huyền, trên mặt nổi thỉnh giáo các loại tu luyện vấn. Đề, trên thực tế cũng là muốn bồi bồi dạ huyền, trời này làm xong một ít trên tay sự tình sau. Độc cô tĩnh liền hướng yêu hoàng cung đi tới, những ngày qua. Dạ huyền cùng dạ linh nhi đều ở tại yêu hoàng cung, tại trong yêu hoàng cung. Tồn tại rất nhiều hồ yêu đắc đạo thanh xuân thiếu nữ chăm sóc, bất quá độc cô tĩnh cũng biết. Dạ huyền đối với mấy cái này dung chi tục phấn không có hứng thú gì, dù sao liền nàng vị này. Vạn yêu cổ quốc yêu hoàng cấp lại. Nhân gia đều không nhất định để ý, có lẽ tại nhân gia trong lòng. Chỉ có chu ấu vi đi, có đôi khi đọc cô tĩnh nghĩ tới đây. Cũng là không hiểu tinh thần chán nản, ta cứ như vậy không có mị lực sao. Độc cô tĩnh trong lòng có chút nhỏ biệt khuất đi tới cung điện bên ngoài. Độc cô tĩnh ngược lại không có trực tiếp đi vào. Mà là để cho cung nữ thông báo một tiếng, mặc dù nàng bây giờ là vạn yêu cổ quốc yêu hoàng. Nhưng nàng càng là dạ huyền bộ hạ, điểm này cũng sớm đã xác định tại nhận được trả lời sau. Độc cô tĩnh tiến vào trong cung điện, thấy vị nam tử kia. Trước sau như một khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tự hồ đang tu luyện, dạ Linh Nhi hôm nay không ở, nàng không chịu ngồi yên. Đi ra ngoài du lịch, công tử. Vào đi sau cùng, độc cô tĩnh đi tới dạ huyền phía trước. Khẽ khom người nói, dạ huyền khẽ vuốt cảm Tỏ ý độc cô tĩnh ngồi xuống, độc cô tĩnh ngồi ở dạ huyền đối diện. Chủ động làm dạ huyền rót rượu, những ngày qua. Dạ huyền đều phải uống rượu, dạ huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia giống như vạn cổ trường dạ vậy con ngươi màu đen, y nguyên thâm thúy. Cũng như vực sâu một dạng, để cho người ta nhìn không thấu, dạ huyền ánh mắt yên tĩnh. Là độc cô tĩnh chỗ châm rượu bưng lên, uống xoàng cái sau, chậm rãi nói. Người không cần trở lại thỉnh giáo, này dạy cái gì cũng dạy cho ngươi, độc. Cô tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, im lặng không nói, dạ huyền thình lình là cười một chút nhìn độc cô tĩnh, nói, ta còn không cần ngươi một cái tiểu cô nương để an ủi, độc. Cô tĩnh cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi một quyết, ánh mắt u oán nói. Công tử dường như tuổi tác không bằng tĩnh nhi lớn, dạ. Huyền đem chén rượu để xuống, chậm rãi nói, thu hồi ngươi tự cho là đúng tiểu tâm tư. Người không hiểu ta, độc cô tĩnh ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, hơi hơi nhan mi nói. Có gì không hiểu, không phải là làm tình gây thương tích, dạ huyền không có nhìn đọc cô tĩnh khàn khàn nói như thế nào tình như thế nào tổn thương đọc cô tĩnh không chút do dự nói giống như lúc trước tĩnh nhi tại dược các khi thấy ngươi theo như lời vậy phàm trần tục thế tình tình ái ái nhất là trói buộc thế gian bao nhiêu người trở nên mệt mỏi dạ huyền ngẩng đầu nhìn đọc cô tĩnh con mắt bình tĩnh hỏi một câu rất không hiểu hay nói người hiểu chưa đọc cô tĩnh trong con ngươi xinh đẹp nâng lên một chút giận dữ ta không hiểu, ta không hiểu tại sao có thể bước lên đỉnh cao, cái tuyệt vạn cổ ngươi. Sẽ giống như như bây giờ vậy, dạ huyền không nói, ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt kế tiếp. Độc cô tĩnh cũng như ngã vào địa ngục, phía trước vị thiếu niên này. Phẳng phất hóa thân làm thế gian chúa tể. Quan sát thiên địa thương sinh như loài run dế, mà nàng. Chính là chỗ này loài run dế một trong. Cái loại này đáng sợ rung động để cho nàng cảm thấy thấp thỏm lo âu tại lĩnh hội đại đế cơ hội sau nàng thực lực liên tục tăng vọt hiện nay đã bước vào đại tôn cảnh coi như là đối mặt những đại tôn đó đỉnh phong yêu vương nàng cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác vô lực thế nhưng tại dạ huyền phía trước nàng phảng phất một tùy thời cũng bị ép chết loài run dế trở về tự mình làm lĩnh ngộ nhiều đồ ta sẽ không dạy ngươi đế lộ sau khi mở ra người nếu không bước lên được đừng nói là ta dạ huyền người dạ huyền chậm rãi mở miệng là độc cô tĩnh theo sợ hãi trong kéo trở về khi phục hồi tinh thần lại thời điểm độc cô tĩnh phát hiện mình đã xuất hiện tại phía ngoài cung điện nhìn khép kín cung điện cửa chính độc cô tĩnh khí sắc có chút tái nhợt nàng nhếch môi đỏ mọng trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn nàng vốn tưởng rằng dạ huyền này một tháng thời gian tại đây trong yêu hoàng cung uống rượu bạc nhược hiện tại xem ra nàng sai thái quá từ đầu tới đuôi dạ huyền liền không có đình chỉ qua tu luyện hiện nay tu vi đã phá vỡ trí tôn bước vào đại tôn hậu ký một tháng thời gian theo trí tôn đỉnh phong bước vào đại tôn hậu ký đây kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện buồn cười là nàng vừa mới còn lấy dũng khí muốn đi giáo huấn nhân ra Nghĩ đến đây, độc cô tĩnh có loại xấu hổ không chịu nổi cảm giác nhưng cùng lúc. Độc cô tĩnh trong lòng lại mọc lên một cổ không hiểu hàn ý, nàng có thể cảm giác được công tử. Cùng chu cô nương trong tình, cái loại này tình cảm rất sâu, theo lý mà nói. Tại phát sinh loại chuyện đó sau, Công tử sẽ có rơi vào chìm nặng giai đoạn mới đúng, hiện tại xem ra. Dường như cũng không phải là như vậy. Chẳng lẽ nói, công tử đối chu cô nương căn bản không có cảm tình, nghĩ đến đây. Độc cô tĩnh thì có loại sợ run lên cảm giác người này đúng là một người như thế nào. Độc cô tĩnh lặng lẽ ly khai, bên trong cung điện, dạ huyền ngồi một mình. Ánh mắt bình tĩnh, độc cô tĩnh cái gì cũng không hiểu, hắn không trách nàng, nhưng tới dạy hắn. Làm việc, vậy quả thực quá mức ngu xuẩn, xem như trải qua vạn cổ tuế nguyệt bất tử dạ đế. Coi như là bất kỳ tâm tình gì, đều có thể ngăn chặn, và lại hắn cũng không cảm thấy không có tái kiến ngày, hắn đang chờ chờ một bước ngoặt đến, sách. Sách giống như cũng không làm sao thương tâm à, lúc. Này, một cái thanh âm già nua tại trong cung điện vang lên, ngay sau đó. Một cái áo bào cho lão nhân xuất hiện tại vừa mới độc cô tĩnh chỗ ngồi. Trong miệng ngậm một căn hắc sắc tẩu thuốc, chẹp chẹp phải hút tẩu thuốc. Hài hước nhìn dạ huyền, dạ huyền hơi hơi dương mắt liếc mắt nhìn lão gia hỏa này. Không nhanh không chậm mà nói, xem sớm đi ra ngươi lão gia hỏa này không thích hợp áo. Bào cho lão nhân hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên châm một chén rượu. Thôn Vân thổ vụ sau hớp một cái, chậm rãi nói, có thể nhìn ra là tốt rồi. Ta cũng kìm nén đến rất khổ cực, nàng gọi ngươi tới, dạ. Huyền nhìn áo bào cho lão nhân, ánh mắt ác liệt áo bào cho lão nhân đem chén rượu để xuống. Vào trong ngực tìm kiếm một chút, theo sau xuất ra một cái hắc sắc tiểu đỉnh ba chân là để lên bàn a, à, nàng cho ngươi, dạ. Huyền liếc mắt nhìn đạo đỉnh, ánh mắt lần nữa rơi vào áo bào cho lão nhân trên thân. Ngừng tiếng nói, nàng là ai? Chương 1429, bảy bố. Nàng là ai, dạ Huyền ánh mắt bén nhọn nhìn áo bào cho lão nhân, áo bào cho lão nhân chậm rãi. Nói, thế nào, ngươi còn suy nghĩ gạn hỏi hay sao, dạ? Huyền không nói, nhìn chằm chằm áo bào cho lão nhân, áo bào cho lão nhân biểu môi nói nhìn lại ngươi còn rất lưu ý nàng, dạ huyền lạnh lùng nói, ít nói nhảm áo. Bảo cho lão nhân bình tĩnh nói, tựa như ban đầu ở không cổ thành ta với ngươi nói vậy. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc là dây dưa đến, hoặc là không có dây dưa, hiện. Tại chính là ngươi làm tiền chọn thời điểm, áo. Bảo cho lão nhân nhìn dạ huyền, vẩn đục trong ánh mắt. Lé ra tinh mang, dạ huyền lắc đầu nói, ta nếu đang hỏi. Cũng đã nói cho ngươi biết ta đáp án, áo bào cho lão nhân khẽ vuốt cảm hắn biết dạ đế tuyển chọn dây dưa đến cái này cũng phù hợp dạ đế người này phong cách hành sự chỉ bớt quá áo bảo cho lão nhân ngưng mắt nhìn dạ huyền trầm giọng nói liên quan tới nàng sự tình ta sẽ không nói nhiều một câu ngươi đã làm ra sự lựa chọn này vậy chuyên tâm lộng ngươi bày bố dạ huyền trong lòng khẽ động nàng cũng sẽ tham cũng kia trận chiến áo bảo cho lão nhân diễu cật nói, ngươi hỏi một câu không phải là ngươi dạ đế hỏi lên lời thừa. Dạ huyền ánh mắt yên tĩnh, nói, vậy ngươi bây giờ có phải hay không nói? Lúc trước nàng đi đạo sơ cổ địa làm cái gì, áo? Bảo cho lão nhân hí mắt nói, ngươi không phải nhìn thấy cái kia con mắt sao, dạ. Huyền trao mày, lúc trước hắn đi đạo sơ cổ địa, xác định nhìn thấy cái kia kim sắc thụ nhãn. Với lại không chỉ một lần, về sau hắn tại đắp người điên chỗ ấy hỏi qua cái kia kim sắc thụ nhãn căn bản không phải thế giới này tồn tại, chỉ là. Làm sao người biết ta đã thấy, dạ. Huyền ngưng mắt nhìn áo bào cho lão nhân, hí mắt nói, chuyện này. Chỉ có hắn cùng đắp người điên biết, a à hát ta lúc đó liền không cổ thành nhìn áo. Bào cho lão nhân diễu cợt nói, sở dĩ, ấu vi là đi tìm cái này kim sắc thụ nhãn, dạ. Huyền chậm rãi nói, có phải thế không? Áo bào cho lão nhân không có phủ nhận bắc giao thần vũ trong này sắm vai cái gì nhân vật dạ huyền lần nữa cau mày đạo sơ cổ địa chúa tể ngươi cảm thấy còn có thể là cái gì áo bào cho lão nhân hỏi ngược lại dạ huyền trầm mặc không nói lời nói này ngược lại giải khai trong lòng hắn rất nhiều nghi vấn có thể nói nhiều như vậy cụ thể nhiều hơn chính ngươi đi tìm đáp án đi áo bào cho lão nhân là rượu trong ly uống cạn được dạ huyền khẽ vuốt cằm đi áo bảo cho lão nhân nói một tiếng, theo sau chính là biến mất, dạ huyền chậm rãi nhắm mắt lại. Tỉ mỉ đi cảm ứng một phen, phát hiện huyền mệnh lão tiên vẫn chưa phát hiện. Không khỏi nhếch miệng lên, có thể, hiện tại, hắn đã qua triệt để xác định huyền mệnh lão tiên lão gia hỏa này. Tất nhiên là nghe theo ấu vi hành sự, điểm này, từ lúc lúc trước không cổ thành thời điểm. Dạ huyền liền có suy đoán như vậy, huyền mệnh lão tiên từ đầu tới đuôi đều đối ấu vi lộ ra cực kỳ kiêng kỵ, khi đó dạ huyền chẳng qua là cảm thấy. Huyền mệnh lão tiên thuần túy kiêng kỵ ấu vi sâu trong linh hồn này tôn nhân vật đáng sợ, nhưng... Hiện tại xem ra, đó là bởi vì huyền mệnh lão tiên phải nghe theo ấu vi hành sự. Khó trách từ đầu tới đuôi người này cũng không dám nhiều lời liên quan tới ấu vi sự tình, dạ. Huyền đem rượu bình cầm lên, nhẹ nhàng nắm chặt ấm. Bầu rượu bể nát trong rượu hóa thành một tinh thuần lực lượng trở lại dạ huyền bên trong thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực đứng ở vạn yêu cổ quốc trong khoảng thời gian này dạ huyền một mực chờ đợi chờ đợi huyền mệnh lão tiên xuất hiện đồng thời hắn đã ở trong bóng tối bầy bố hắn cảm thấy huyền mệnh lão tiên là nhất định sẽ xuất hiện duy nhất không xác định chính là huyền mệnh lão tiên ở vào một cái thế nào lập trường hiện tại đã xác định mà dạ huyền bầy bố cũng đạt đến hiệu quả thái sơ hồng mông nguyên thủy đạo lực cho dù huyền mệnh lão tiên lão gia hỏa này cũng không có phương pháp nhận ra được như vậy dạ huyền tùy thời có thể xác định huyền mệnh lão tiên vị trí cùng với hắn chỗ đi qua địa phương là thời điểm quay về dạ huyền trong lòng hơi hơi thở phào ca ta trở về bên ngoài thật xa liền nghe được dạ linh nhi thanh âm rất nhanh dạ linh nhi đẩy ra cung điện cửa chính hoạt bát mà đi tới trong tay còn cầm các loại ly kỳ cổ quái đồ vật không cần nghĩ cũng biết nhất định là dạ linh nhi tại vạn yêu thành trong đi dạo thời điểm mua dùng dạ linh nhi lời nói đó chính là quay về thật tốt chọc tức một chút chu băng y sau đó đều nói là ca ca mua cho nàng bất quá vừa nghĩ tới chu băng y dạ linh nhi lại nghĩ đến nhà mình tàu tử chu ấu vi không khỏi tinh thần chán nản dạ huyền nhìn nhà mình muội muội một loạt biểu tình biến hóa Sao có thể không biết nhà mình muội muội đang suy nghĩ gì, Dạ Huyền lắc đầu bật cười nói. Nghĩ gì thế, Dạ Linh Nhi có chút gượng ép cười lắc đầu nói, không có chuyện gì tại. Trước mặt anh nhất định không thể đề tàu tử sự tình. Không phải ca ca sẽ thương tâm, Dạ Linh Nhi như vậy sao nghĩ, Dạ Huyền cùng Dạ Linh Nhi vẫy tay. Dạ Linh Nhi ngoan ngoãn đi tới Dạ Huyền bên cạnh ngồi xuống. Dạ Huyền là trên bàn đạo đỉnh cầm lên đưa cho dạ linh nhi, dạ huyền linh nhi vuốt vuốt đạo đỉnh, có chút kỳ quái nói, ca. Người này hát đỉnh lấy ở đâu, giống như rất lợi hại hình dạng, dạ. Huyền nhẹ giọng nói, đây là ngươi tàu tử lưu cho ngươi. Hiện tại ngươi tự là vị này đạo đỉnh chủ nhân, bắt đầu chịu tải đi, à, dạ. Linh Nhi tức khắc mừng rỡ không thôi, tàu tử tìm ngươi, dạ huyền khẽ vuốt cảm, nàng. Ở chỗ nào, Dạ Linh Nhi tìm bốn phía, dạ huyền lắc đầu nói, nàng hiện tại trạng thái bất ổn. Chờ ổn định sau gặp lại các ngươi, dạ. Linh Nhi trong lòng một trận thất lạc, nhìn trong tay đạo đỉnh, nàng xem hướng dạ huyền. Nói, vậy ta giữ gìn kỹ tiểu đỉnh này, chờ tàu tử trở về ta trả lại cho nàng, dạ. Huyền gật đầu nói, có thể, theo sau. Dạ huyền lừa dối lấy dạ Linh Nhi tương đạo đỉnh cho chịu tẩy, huyền hoàng cửu đỉnh quan hệ trọng đại, quan hệ dạ huyền trước bộ kia quái vật thân xác, ấu vi mặc dù không biết chuyện này, nhưng khẳng định cũng biết dạ huyền đang bố trí một vẻ. Cho nên mới để cho huyền mệnh lão tiên tương đạo đỉnh trả lại, cái này cũng cho dạ huyền để lộ ra một cái tin tức ấu vi hơn phân nửa không có bị đoạt xá. Mà là giác tỉnh ký ức tự như cùng trước kia hắn giác tỉnh đế hôn. Là một dạng đạo lý, ấu vi vẫn là ấu vi, vẫn là hắn dạ huyền đạo lữ là hắn dạ huyền thê tử, biết điểm này, liền đủ. Đã như vậy, bầy bố cũng muốn bước nhanh hơn, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tiếp theo thiên đạo trấn áp buông lỏng, sẽ đến. Vạn yêu cổ quốc ở ngoài, Thủy Trung có một người đang chờ, Ngô Vân Sầu, vị này được xưng thiên. Đồ đế tướng đệ tử tuyệt thế yêu nghiệt, theo dạ huyền vào vạn yêu cổ quốc thời điểm. Ngô Vân Sầu liền luôn luôn đang chờ, hắn cũng không phải là muốn đánh với dạ huyền một trận mà là muốn đánh với dạ linh nhi một trận, không khác. Bởi vì dạ linh nhi lĩnh hội đại đế cơ hội, thật ngay từ đầu hắn là nghĩ đánh với độc cô tĩnh. Một trận, có thể độc cô tĩnh trở thành yêu hoàng. Căn bản không có công phu phản ứng đến hắn, sở dĩ ngô vân sầu ánh mắt chỉ có thể đặt ở dạ linh. Nhi trên thân, ngô vân sầu cảm thấy, bản thân chỉ là muốn luận bàn. Nói vậy dạ huyền cũng sẽ không nói gì nhiều, ngày nay, ngô vân sầu cảm ứng được dạ linh nhi khí. Cơ, chương 1430, lừa dối. Ngô Vân Sầu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn chằm chằm vạn yêu thành cửa thành đi ra hai huynh muội người. Này làm sao luôn luôn bám dai như đỉa, dạ. Linh Nhi cũng là trước tiên phát hiện Ngô Vân Sầu, không khỏi đôi mi thanh tú khẩn tốt. Có chút không thích theo sinh mệnh cấm khu đi ra. Cái này Ngô Vân Sầu vẫn dây dưa không ngớt, không nghĩ tới thời gian một tháng đi qua người này dĩ nhiên còn ở chỗ này chờ dạ huyền nhìn ngô vân sầu một cái ánh mắt yên tĩnh rất nhanh ngô vân sầu chính là tiến lên ánh mắt nóng bỏng nhìn dạ linh nhi chắp tay nói xin thỉnh nhất chiến ta sẽ là tu vi áp chế ở cùng cảnh dạ linh nhi có chút sợ cái người điên này theo bản năng đứng sau lưng dạ huyền sau đó thò đầu ra khí thế hung hăng nói muốn đánh ngươi theo ta ca đánh nha khi dễ nữ hài tử có gì tài ba, Ngô Vân Sầu cũng là nghiêm trang nói, đại đạo chi tranh. Không phân biệt nam nữ, dạ Linh Nhi liếc một cái, nói, vậy ngươi tranh chứ. Ta lại không muốn cái gì đại đạo, Ngô. Vân Sầu nhíu mày, hắn phát hiện tiểu cô nương này đối với đại đạo chi tranh dường như hoan. Toàn không có gì khái niệm có thể nói, Ngô Vân Sầu không khỏi nhìn về phía dạ huyền, cút dạ. Huyền nhàn nhạt nói, Ngô Vân Sầu khí sắc có chút khó coi, hừ lạnh nói đạo hữu hà tất như vậy, ta ngươi cũng không có thù hận có thể nói. Ta cũng chỉ là nghĩ luận bàn một chút thôi, ca ca cho ngươi lăn, dạ. Linh Nhi nâng lên trắng noãn cảm dưới. Có chút kiêu ngạo nói, ngô vân sầu song quyền chậm rãi nắm chặt. Một cổ ác liệt khí thế kinh khủng, tại ngô vân sầu bên cạnh thân lượn lờ, ầm. Sau đó, sau một khắc, ngô vân sầu cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, mà ở ngô vân sầu vị trí, chỗ, dạ huyền chiếm lấy, dạ huyền để xuống nắm đấm, ánh mắt yên tĩnh mà nói. Rác rưởi nên thả bươi đống rác, oa, à, ca ca ngươi hảo lợi hại, dạ. Linh nhi tức khắc trong mắt tôn sùng, lần. Sau gặp được loại này thô bạo vô lý hạng người, ngươi liền phải càng thêm thô bạo, dạ. Huyền chậm rãi nói, dạ linh nhi điên cuồng gật đầu nói, được, nghe ca. Đáng thương ngô vân sầu, trực tiếp bị dạ huyền đánh bay ở trên trăm vạn giảm dọc đường nổ hư rất nhiều sơn phong, ngô vân sầu liều mạng muốn dừng thân hình. Nhưng mà cổ lực lượng kia tàn dư cũng là làm hắn không cách nào huy động pháp lực. Căn bản không có phương pháp chấm dứt ước chừng bay ra trăm vạn giảm. Vừa mới dừng lại, ngô vân sầu che cái bụng, sắc mặt thống khổ, một quyền kia. Cơ hồ đem hắn nội tạng đều cho chấn vỡ, phải biết, hắn chính là thần thể giai đoạn đại thành. Có cơ hội chạm đến viên mãn chi cảnh, một khi chạm tới viên mãn chi cảnh như vậy thực lực của hắn sẽ có một kinh khủng vượt qua thậm chí có thể cùng đại thánh tranh phong như vậy thể phách thuộc về thế gian ít có thế nhưng tại cái tên kia phía trước hắn căn bản không có chút sức chống cực nào điều này làm cho ngô vân sầu khó tránh khỏi có chút âm u mặc dù đã sớm biết dạ huyền đáng sợ nhưng như vậy tranh lệch là thật quá lớn căn bản khó có thể vượt qua thôi chỉ có chờ đế lộ mở ra, đến lúc đó tại đế lộ trên cùng cái này tranh phong, ngô. Vân sầu mạnh trỏi người lên, xoay người rời đi, huyền hoàng đại thế giới. Đã không có đợi tiếp cần thiết, về trước thương cổ đại thế giới đi, mà đổi thành một bên, dạ. Huyền tại một quyền làm bay ngô vân sầu sau. Liền dẫn dạ linh nhi thẳng đến đông hoang đi, một quyền kia. Dạ huyền tự nhiên không hề sử dụng toàn lực bằng không nói. Ngô Vân Sầu sớm bị một quyền đánh bảo, hiện nay phía trên, tại đây thiên đạo trấn áp dưới. Đã không có người có thể dựa vào sức mạnh thân thể định trụ dạ huyền một quyền, bất kể là Phật. Môn trượng sáu kim thân vẫn là đạo gia kim cương bất diệt, chỉ cần đánh phải dạ huyền một quyền. Đó là một con đường chết, sở dĩ không giết này Ngô Vân Sầu. Dĩ nhiên là bởi vì giữ lại còn có tác dụng, ca kia ra hỏa đúng là ai nhỉ, trên. Đường, dạ Linh Nhi không nhịn được hỏi. Dạ huyền chậm rãi nói, không phải nói sao, rác rưởi dạ. Linh Nhi liếc một cái, đó là đối với ngươi mà nói, dạ. Huyền lắc đầu nói, đối với ngươi mà nói cũng là như vậy, nếu như đặt ở cùng cảnh. Người một dạng có thể đánh bại hắn, dạ Linh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, thật dạ. Huyền mặt bất đắc dĩ nói, người này trong cái đầu nhỏ mặt không muốn cả ngày liền muốn đùa. Bản thân gì thực lực đều không rõ ràng sao, dạ linh nhi vui vẻ cười rộ lên thường nói nhân sinh khổ đoàn tận hưởng lạc thú trước mắt dạ huyền trở tay chính là một cái bạo lật dạ linh nhi ôm đại não muốn khóc mà nhìn dạ huyền chu mỏ nói ca ca lại khi dễ ta ta lại không nói sai dạ huyền hai tay cắm vào túi nhìn về phương xa chậm rãi nói còn nhớ được ta biến thành kẻ đần độn đoạn thời gian đó ngươi cả ngày đều làm sao nói với ta sao ngươi nói ngươi sau này muốn cố gắng gấp bội tu luyện bảo hộ ca ca không khiến người ta khi dễ ca ca dạ huyền quay đầu nhìn về phía đỏ bừng cả khuôn mặt muội muội cười nói cái này có phải hay không ngươi nói dạ linh nhi mặt cười đỏ trói le le cái lưỡi thơm tho nhỏ giọng nói không phải là bởi vì hiện tại ca ca không ngốc nha còn có chính mình cường đại thực lực tự nhiên không cần linh nhi bảo hộ rồi dạ huyền thu lại vui vẻ bình tĩnh nhìn dạ linh nhi nói vậy ngươi cảm thấy ra ra bọn họ đây dạ linh nhi thần sắc tức khắc cứng đờ đúng vậy ra ra thực lực bọn hắn không mạnh a à. nếu là có người đi khi dễ ra ra bọn họ ca người dạy ta đi dạ linh nhi nghiêm túc nhìn dạ huyền dạ huyền vui mừng gật đầu dạ linh nhi con ngươi đảo một vòng tồn tại vẻ giảo hoạt lóe lên ca ca có thể hay không nhiều khen thưởng một cái gì đại hiền chi khí. Đại đế tiên binh các loại đồ đạc, hoặc giả cái gì đan dược cao cấp ta sẽ không để ý, dạ. Huyền giờ khóc giờ cười, được, chỉ cần muội muội nguyện ý nỗ lực tu luyện những thứ đồ này. Dạ huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt tại muội muội thứ nhất lĩnh hội đến đại đế cơ hội thời. Điểm, dạ huyền liền hiểu, muội muội trên thân. Có một loại cực kỳ quỷ dị khí vận, loại này khí vận để cho muội muội có vô cùng khả năng đáng tiếc muội muội đùa tính chất trọng rất ít bản thân nỗ lực tu luyện nàng nỗ lực tu luyện nói tất có một phen thành tựu ngày sau dạ huyền cũng nói không chính xác bất quá phương pháp tốt nhất vẫn để cho muội muội trở nên càng mạnh mẽ hơn quá tốt cả chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi dạ linh nhi hoan hô một tiếng không vội chờ quay về ta sẽ dạy ngươi dạ huyền cười nói vậy chúng ta nhanh lên một chút quay về, dạ linh nhi khỉ cấp cực kỳ, chậm. Dãi đi, nói không chừng có khác thu hoạch đây, dạ huyền cười thần bí, này. Khả năng có thu hoạch gì, chẳng lẽ so đại đế tiên binh càng hương, dạ. Linh nhi nhỏ giọng lẩm bẩm ầm vừa dứt lời mập phía trước mảnh mãng hoang trong rừng rậm. Thình linh có một vệt thần quang phóng lên cao, trực tiếp khuấy động bão táp. Toàn bộ nam lĩnh thần sơn, tận khả năng quan chi, đó là cái gì, dạ. Linh Nhi dọa cho giật mình, không phải sao, thu hoạch đến đây đi, dạ. Huyền nhếch miệng cười một tiếng, vừa nói. Dạ Huyền liền dẫn dạ Linh Nhi vào thẳng hướng đạo kia kinh khủng thần quang, ầm. Dạ Huyền lộ ra đại thủ, trực tiếp bao lại thần quang, nhẹ nhàng một nhiếp. Liền là thần quang trong kia kiện thần vật cho đem ra, sơn thủy ấn, dạ. Huyền có một chút vô cùng kinh ngạc. Chương 1431, hồi tông sơn thủy ấn dạ huyền nhìn trong tay kia phương đại ấn hơi kinh ngạc trong thiên địa có dị bảo sinh thành loại dị bảo này không giống với luyện khí sư luyện chế chúng nó do trời mà đúc thành mà thành bản thân liền ẩn chứa thiên địa đạo tắc sở dĩ loại này thiên địa dị bảo kém cõi nhất cũng so trí tôn đạo khí mạnh hơn chủ yếu nhất là thiên địa dị bảo có thể liên tục tiến hóa chỉ cần thời gian đầy đủ chúng nó thậm chí có thể tiến hóa thành siêu việt đại đế tiên binh tồn tại xem ra muội muội khí vận so trong tưởng tượng còn mạnh hơn không ít đây dạ huyền khóe miệng hơi vểnh. lên là sơn thủy ấn ném cho dạ linh nhi a à, cầm cẩn thận dạ linh nhi tiếp nhận sơn thủy ấn yêu thích không buông tay mỹ tư tư nói cảm ơn ca cả, đi thôi dạ huyền không có dừng lại lâu trước tiên liền dẫn dạ linh nhi ly khai nơi đây dị tượng xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn tới các phe cao thủ tới đây tranh đoạt, chỉ tiếc. Những người này nhất định thất bại, ai cũng sẽ không nghĩ tới, này Sơn Thủy Ấn hiện thân. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại dạ huyền cùng dạ linh nhi phía trước, đây cũng là từ nơi sâu. Xa một loại khí vận, đây cũng quá thần, trên. Đường, dạ linh nhi bội cảm kinh ngạc, vốn tưởng rằng ca ca cái gọi là thu hoạch thua kém đại. Hiền chi khí cái gì, không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại như vậy, lần này dạ linh nhi nội tâm nhỏ khó chịu trong nháy mắt không có đều như vậy hai huynh muội một đường không nhanh không chậm hướng đông hoang đi chờ trở, trở lại nam vực hoàng cực tiên tông thời điểm dạ linh nhi trên thân đã là treo đầy bảo bối dạ huyền lúc đầu để cho dạ linh nhi đem mấy thứ cất xong đừng cầm đi ra đi bộ có thể dạ linh nhi cũng là thẳng thắng nói ta có lợi hại như vậy ca ca tại ta sợ ai dạ huyền ngẫm lại cảm thấy thật đúng là đạo lý này cái này cũng đưa tới ở trên đường thời điểm có người đuôi mù muốn tới đoạt dạ linh nhi bảo bối dạ huyền thuận tay là những gia hỏa này cho diệt sau còn cố ý lưu một con cá để cho hắn quay về mật báo theo sau dẫn tới người này sau lưng tông môn cử tông đến đây chặn lại sau đó đáng thương này tam lưu tông môn tại chỗ không có này sau nha dạ linh nhi cũng cảm thấy không tốt lắm cho là là bảo bối cho thu nhưng sắp đến hoàng cực tiên tông thời điểm dạ linh nhi lại là là những bảo bối này mà toàn bộ treo lên tới mỹ danh viết quay về thật tốt tức một chút chu băng y dạ huyền không nhịn được lắc đầu bật cười nhìn lại hai nhà đầu này là muốn triệt để chọc nam vực hoàng cực tiên tông trước sau như một vững bước bay lên trong khi biết dạ huyền quay về tin tức chu băng y tỏa ra chân răng chạy đến sơn môn đi nghênh đón tỷ phu chu Băng Y thoáng cái liền đụng ngã Dạ Huyền trong lòng, còn như Dạ Huyền bên cạnh Dạ Linh Nhi. Trực tiếp bị Chu Băng Y cho coi nhẹ, cái thanh này Dạ Linh Nhi tức uy. Uy uy, này là ca ca của ta, ai bảo ngươi ôm dạ. Linh Nhi tương đối bất mãn nói, Chu Băng Y quay đầu nhìn về phía Dạ Linh Nhi. Lúc này mới nhìn thấy Dạ Linh Nhi trên thân dĩ nhiên nhiều như vậy bảo bối. Thoáng cái liền mệt mỏi, nhìn cái gì vậy, đó đều là ta ca cho ta người đừng hòng mơ tưởng dạ linh nhi thấy chu băng y ánh mắt tới đây không khỏi hừ hừ nói trên thực tế cũng là hận không thể đem toàn bộ bảo bối đều cho chu băng y thật tốt giới thiệu một lần để cho nàng ước ao con mắt tím bầm ha 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 ha, nghĩ đến đây dạ linh nhi khóe môi vui vẻ dần dần mở rộng tỷ phu đây là thật sao chu băng y tội nghiệp mà nhìn dạ huyền giả dạ. Dạ huyền không chút do dự nói, hắn cũng không muốn đặt chân này hai nhà đầu chiến tranh trong. Ca, dạ linh nhi ánh mắt u oán, tức bực dậm chân, chu băng y ly khai dạ huyền trước ngực. Nhìn về phía dạ linh nhi, hừ nhẹ nói, cũng biết ngươi tại dối trá, những. Thứ kia đều là linh nhi bản thân nhận được, dạ huyền tu bổ một câu, cái gì? Chu băng y tức khắc kinh, nguyên bản còn oán giận nhà mình ca ca dạ linh nhi nghe vậy lại biến thành kiêu ngạo khổng tước dương võ dương oai nói thế nào phục trừ chu băng y nháy nháy mắt bỗng nhiên lại nói là nói linh nhi muội muội chúng ta là người một nhà người một nhà không nói hai nhà nói đem ngươi bảo bối cho ta mượn xem một chút đi ngừng dạ linh nhi tay nhỏ bé chặn lại ngừng mắt nhìn chu băng y nói gọi cái gì linh nhi muội muội chu băng y nói muội muội dạ linh nhi đề cao decibel ồ không được linh nhi tỉ tỉ chu băng y ngọt ngào nói băng y muội muội thật ngoan dạ linh nhi cũng là ngòn ngọt cười hào tỉ tỉ cho ta mượn xem một chút đi chu băng y cầu khẩn nói dạ linh nhi tâm tư cũng không xấu thấy chu băng y cúi đầu sau cũng không có lời thừa liền thật cho chu băng y nhìn dạ huyền không để ý đến hai cái này nhỏ thô lỗ ánh mắt rơi vào nhạc mẫu giang tĩnh trên thân dạ huyền giang tĩnh cả người khốn khổ rất nhiều có chút miễn cưỡng cười nói đi vào nói đi dạ huyền bình tĩnh nói mọi người ném xuống dạ linh nhi cùng chu băng y cùng trở lại hoàng cực trong đại điện dạ huyền một cách tự nhiên ngồi ở chủ vị bên trái thủ vị là giang tĩnh bên phải thủ vị lại là ngô kính sơn hiện tại nam vực hoàng cực tiên tông chính chính là tiếp cận hai người bọn họ chống luyện khí đường chu luyện tuy là thực lực mạnh hơn, nhưng người này là một luyện khí người điên, trầm mê ở luyện khí trong. Rất ít để ý tới tông môn sự vụ, khác trưởng lão đều là sau này đề bạt lên. Lúc này đã ở vội vàng, không có tham gia trận này tiểu hội. Dạ huyền, ấu vi nàng hiện tại đến thế nào, vừa. Ngồi xuống sau, giang tĩnh liền không nhịn được hỏi. Lộ ra rất là nôn nóng, chủ ấu vi tại Nam lĩnh thần sơn chỗ chuyện phát sinh toàn bộ đạo châu cơ bản đều biết, dù sao chu ấu vi cũng không phải là là người bình thường. Hoàng cực tiên tông hiện tại đã tại đông hoang đứng vững gót chân. Bồi dưỡng thám tử cũng không phải ăn chay. Như vậy tin tức tự nhiên cũng đều biết, này hơn một tháng thời gian. Nói vậy giang tĩnh qua cũng thật không tốt, ngược lại chu băng y. Hẳn còn chưa biết chuyện này, nàng không có chuyện gì, yên tâm đi. Dạ huyền nhẹ nói, thế. Nhưng lời đồn nói nàng đã bị đoạt xá giang tĩnh viền mắt ửng đỏ trong ngày thường nữ cường nhân lúc này lộ ra điềm đạm đáng yêu ấu vi là nàng nữ nhi hôm nay nữ nhi sinh tử chưa biết nàng làm sao có thể ăn lời đồn cuối cùng là lời đồn không có ai so với ta rõ ràng hơn này trong sự tình dạ huyền khẽ lắc đầu nói ấu vi hiện tại chỉ là trạng thái bất ổn tạm thời không có cách nào tới gặp các ngươi như vậy là tốt rồi ngô kính sơn nghe vậy cũng là thở phào thật sao giang tĩnh lại vẫn còn có chút lo lắng không yên nhạc mẫu không tin được ta dạ huyền hỏi ngược lại hai người ánh mắt giao nhận giang tĩnh cúi đầu chán nhẹ một chút tin dạ huyền thu hồi ánh mắt bình tĩnh nói liền không có gì để nói chuyện này cũng không cần quá mức tiên dương giang tĩnh khẽ ân một tiếng lặng lẽ kéo xuống đem nước mắt đối Tiên sinh, Tây Mạc Phật Thổ bên kia, dường như có người muốn đi Trung Huyền Sơn. Tìm ta hoàng cực tiên tông thỉnh cầu một cái công đạo, lúc. Này, Ngô Kính Sơn trầm giọng nói, Giang Tĩnh cũng là ngẩng đầu nhìn dạ huyền. Có chút lo nghĩ, bọn họ đều nghe nói, Tây Mạc Phật Thổ ra một vị trẻ tuổi cao tăng. Thế nhưng tại Nam Lĩnh Thần Sơn bị Chu Ấu Vi cho giết Tây Mạc Phật Thổ bên kia có oán. Sở dĩ muốn tới Hoàng Cực Tiên Tông đòi công đạo, chuyện này ta đã biết, dạ. Huyền Bình Tĩnh nói: Chương 1432, thôn Thiên Ma quyết. Tây Mạc Phật thổ sự tình, Dạ Huyền dĩ nhiên là biết, không cần nghĩ cũng biết. Vị kia trẻ tuổi tăng nhân tuyệt không phải đến từ Đại Tây Thiên Tự. Thật từ nơi này độ Trần đại sư hành vi đều có thể nhìn ra được, người này chính là tà tăng. Cũng gọi là ma tăng, lấy Phật nhập ma, bọn họ sở hành việc. Cùng Phật môn một trời một vực, tựu như cùng trước độ trần đại sư thấy dạ huyền tại lực kháng tam tai trực tiếp lựa chọn ra tay tập kích khi nhìn đến chú ấu vi nhận được đại đế cơ hội lúc cũng không chút do dự xuất thủ tập kích chỉ bằng những thứ này liền đủ để phán định người này thân phận tuyệt không phải đại tây thiên tự tăng nhân tại tây mạc phật thổ trong tồn tại rất nhiều phật giáo nhưng trong chính thống nhất không ai bằng đại tây thiên tự mà trừ đại tây thiên tự ở ngoài khác một ít phật giáo lý niệm đều có chỗ bất đồng trong đáng sợ nhất không ai bằng ta tăng mà tăng nhất phái thương sinh tự thiên hạ thương sinh đều là đưa khách đầy thương sinh tự tôn chỉ trên thực tế chính là đem thiên hạ thương sinh làm thành loài run dế sau đó làm lợi kỷ việc cho tới nay thương sinh tự cùng đại tây thiên tự cũng không làm sao đối phó nhưng bởi vì đại tây thiên tự chính là phật môn chính thống không thích tranh đấu cũng không có thương sinh tự giao thủ qua, cái này cũng đưa tới thương sinh tự tại Tây Mạc Phật. Thổ bên kia càng hung hăng phách lối, trước bị chu ấu vi giết chết độ trần đại sư. Chính là này thương sinh tự một vị thiên tài tuyệt thế, tại độ trần đại sư bị giết sau. Thương sinh tự bên này, hiển nhiên là định tới hoàng cực tiên tông thỉnh cầu một lớp cái gọi. Là công đạo, nhưng liên tưởng này thương sinh tự tôn chỉ liền có thể phát hiện trả thù là giả tới đây thỉnh cầu lợi ích mới là thật bất quá đối với cái này loại không biết sống chết đồ đạc dạ huyền luôn luôn không có hạ thủ lưu tình đến lúc đó đến diệt là được thế gian này nếu có cái gì là không thể dùng một quyền giải quyết vậy liền cộng thêm một kiếm trấn an xong nhạc mẫu giang tĩnh sau dạ huyền không có đi địa phương khác mà là lưu tại hoàng cực tiên tông chỉ bảo muội muội dạ linh nhi cùng với tiểu di tử chu băng y tương đối mà nói chu băng y thiên phú càng thêm khủng bố tại cộng thêm tu luyện cửu đại thiên thư một trong huyền linh thiên thư có thể thấy thế gian rất nhiều người nhìn không thấy đồ đạc nói vậy chu băng y thật cũng hiểu rõ dạ linh nhi những bảo bối kia mà thật sự là dạ linh nhi đoạt được bởi vì chu băng y có thể thấy dạ linh nhi khí vận mà đồng thời dạ linh nhi thiên phú so với chu băng y mà nói còn kém rất nhiều thậm chí ngay cả bản thân có hoàng thể đều là dạ huyền ban đầu ở tiên vương điện thời điểm hướng ngô mộc trần muốn nhưng này không phải gây trở ngại dạ linh nhi biến thái bởi vì nàng kinh khủng kia khí vận làm cho nàng luôn có thể gặp phải các loại kỳ ngộ người khác có thể phải may mắn khổ cực khổ tu luyện mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ nhưng dạ linh nhi có khả năng đi ra ngoài đi dạo một vòng trở về cảnh giới tăng vọt hai ba cái loại này căn bản không có phương pháp theo lẽ thường tới phỏng đoán suy tư mấy ngày dạ huyền mới làm dạ linh nhi chọn lựa tốt công pháp thôn thiên ma quyết một loại cực kỳ đơn giản thô bạo công pháp nhưng tuyệt đối đừng xem thường phương pháp này quyển công pháp này siêu việt bình thường đại đế tiên công chính là thiên mệnh đế pháp đầy trước kia dạ huyền một vị nữ đệ tử sáng chế vị kia nữ đệ tử bản thân chính là không có chút nào căn cơ phàm nhân. Nửa điểm thiên phú cũng không có, dạ huyền thu làm đồ. Thuần túy là xem ở người này có lớn nghị lực phân thượng, tại vị nữ đệ tử này vẫn là thiếu nữ. Lúc dạ huyền liền thu làm đồ, nàng tại không quan trọng trong quật khởi, nghịch thiên. Trinh chiến vạn cổ, đạp lâm đỉnh phong. Chế thôn thiên ma quyết cái tuyệt vạn cổ cũng là duy nhất một. Làm dạ huyền xông vào táng đế cựu thổ sống sót mà đi ra ngoài thần thoại chỉ là nàng theo táng đế cựu thổ đi đi ra liền cùng dạ huyền mất đi liên hệ sau dạ huyền đã từng tìm kiếm nàng tung tích nhưng lại vẫn chưa tìm được đây cũng là dạ huyền vạn cổ tới nay lớn nhất tiếc nuối một trong dạ huyền càng nghĩ quyết định là thôn thiên ma quyết truyền cho muội 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 thiên phú rất kém cỏi nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng coi như là phàm nhân cũng có thể tu luyện thôn thiên ma quyết đương nhiên có thể tu luyện tới trình độ nào hoàn toàn quyết định bởi tại người từ giờ trở đi ngươi cần theo chúc cơ ngũ cảnh luyện thể cảnh bắt đầu trọng tu mãi đến tu luyện tới ngươi bây giờ thánh tôn chi cảnh hiểu chưa dạ huyền nghiêm túc dặn dò hảo ca ca dạ linh nhi nghiêm túc một chút đầu nói đi đi dạ huyền vuốt cảm nói dạ linh nhi ngồi bất động cứ nhìn dạ huyền dạ huyền ngẩn người một chút theo sau thấy buồn cười thuận tay sờ mó là nhất kiện đại hiền chi khí đưa cho dạ linh nhi dạ linh nhi tiếp nhận đại hiền chi khí vui sướng nói ta đi tu luyện ca ca sau đó phủi mông một cái đi dạ huyền mỉm cười may mắn chu băng y đã đi bế quan không phải để cho tiểu di tử này biết khẳng định lại muốn ăn giấm đến lúc đó lại kề cận hắn muốn tham kiến dạ đế nhưng vào lúc này tại dạ huyền phía trước cả vùng đất thình lình xuất hiện một thanh niên đông hoang sơn thần chuyện gì dạ huyền đôi mắt mở ra tồn tại từng đạo thần quang hòa hợp toàn thân cũng là đạo tắc thổ nạp thậm chí đáng sợ nhất là ở sau người còn có từng vòng từng vòng thái dương cùng ánh trăng đang không ngừng diễn hóa càng phía sau chính là từng cái vô biên mênh mông tinh vũ đang lưu chuyển bước vào đại tôn cảnh sau dạ huyền thực lực lần nữa bay vọt hôm nay giờ tay nhấc chân chính là đủ loại thế giới chi lực tại xoay quanh một niệm thế giới sinh nhất niệm thế giới diệt đây cũng là đại tôn cảnh chỗ đáng sợ khởi bẩm dạ đế gần đây thuộc hạ có cảm ứng thiên địa đại thế hình như có biến hóa thiên đạo trấn áp chỉ là lần nữa buông lỏng đông hoang sơn thần sắc mặt ngưng trọng đông hoang đảo hôm nay dung nạp tại nam vực hoàng cực Tiên tông tổ địa, đông hoang sơn thần có thể không cảm ứng được thiên địa đại thế biến hóa. Tại ngày gần đây, loại cảm giác này càng mạnh mẽ mà dạ đế vừa vặn trở về. Sở dĩ hắn nhanh chóng đến đây bẩm báo, dạ huyền khẽ vuốt cảm. Chuyện này hắn tự nhiên sớm có cảm giác ầm ầm, nhưng vào lúc này. Hoàng cực tiên tông chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội, dạ huyền nhướng mày đông. Hoàng sơn thần vội nói, là hoàng cực cùng tì hưu tại tranh đấu, dạ huyền chân mày thư triển ra sau một khác dạ huyền cùng đông hoang sơn thần xuất hiện tại đông hoang đảo tòa kia thiên hồ trong này tòa thiên hồ chính là long lý hoàng cực địa bàn không được hiện tại đã không phải là long lý mà là chân chính long mà tỳ hưu cũng sẽ không là năm đó cái kia nho nhỏ tỳ hưu hiện nay đã là tiến hóa đến giai đoạn thứ ba bách giải tỳ hưu theo tuổi nhỏ đến thành niên có bốn cái giai đoạn thiên lộc ích tà bách giải tỳ hưu năm đó này nhỏ tỳ hưu đi theo dạ huyền thời điểm vẫn là thiên lộc giai đoạn hiện nay đã là bách giải đạt đến cái giai đoạn này tỳ hưu có thể giải khai vạn vật ác trở nên bách giải lúc này nhỏ tỳ hưu là uy phong lẫm lẫm cùng tên là hoàng cực chân long tại thiên hồ trên kịch chiến trận này kinh thiên động địa chiến đấu đúng là vẫn còn chưa có thể phân thắng bại nghe đông hoang sơn thần nói từ lúc nhỏ tỳ hưu tiến hóa đến ích tà giai đoạn liền thường xuyên đến tìm hoàng cực phiền toái, mỹ danh viết. Muốn chứng nhận ai mới là hoàng cực tiên tông thủ hộ thánh thú, cho là nha. Liền có hiện tại ở loại tình huống này. mươi 1433, thuận tay niệm chú. Trận chiến đấu này càng náo nhiệt, không ít hoàng cực tiên tông đệ tử đều tới quan chiến, là. Tông chủ phu nhân mệnh lệnh, nói là có thể cho môn hạ đệ tử được thêm kiến thức, đông. Hoàng Sơn thần chủ động giải thích, dạ huyền khẽ vuốt cảm, xác định như loại này cấp bậc chiến đấu, để cho môn hạ đệ tử nhìn nhiều một chút. Cũng có thể hiểu được cái gì gọi là thực lực. Từ đó kích phát nội tâm ý chí chiến đấu, hiện tại hoàng cực tiên tông. So sánh với trước kia đến, đã tốt rất nhiều, năm đó hoàng cực tiên tông. Bản thân suy tàn lại không nói, bên trong càng là hủ bại bất ham. Phe phái san sát, sau bị dạ huyền tiêu diệt đại trưởng lão cùng lãnh giật phàm này hai đại phe phái sau, mới xem như ổn định lại, ầm, tỳ hưu cùng hoàng cực chân long lại là một phen tranh. Đấu sau, song phương đều là dừng lại, hoàng cực chân long cưỡi mây đạp gió. Đứng ở thiên hồ trên, lòng tu vũ động, không giận tự uy, mà tỳ hưu cũng như lão hồ kỳ lân. Đạp lập thương khung, nhè răng trợn mắt, hung ác nóng nảy, này hai tôn mãnh thú đối lập. Chỉ chiến trận này thì nhìn được người nhiệt huyết sôi trào, nhưng lúc này hai tôn mãnh thú đều không động, đồng thời nhìn về phía nơi nào đó, ngay sau đó. Hai đầu mãnh thú đều là chen lấn phóng đi, tựa hồ sợ bị đối phương giành trước đây. Động đang ở xem chiến hoàng cực tiên tông mọi người, sau khi thấy một màn này. Đều có chút ngẩn ra, mau nhìn chỗ ấy, là sơn thần đại nhân, có. Mắt sắc đệ tử phát hiện đông hoang sơn thần chỗ, khó. Trách nguyên lai like là sơn thần đại nhân ngăn trở mọi người bừng tỉnh đại ngộ khó trách này hai tôn mãnh thú biểu hiện như vậy nhưng là có đệ tử biểu thị rất cổ quái trong ngày thường coi như sơn thần đại nhân hiện thân cũng không có thấy này hai tôn thần thú phản ứng nha không được không phải sơn thần đại nhân lúc này có một vị đệ tử mặt kích động thậm chí là lệ nóng doanh chóng sư huynh nói như thế nào mọi người nhìn thấy vị này đệ tử đều là có chút tôn kính xem ra người này tại những đệ tử này trong lòng trọng lượng rất nặng, vị này đệ tử gắt gao nhìn. Chầm chầm đông hoang sơn thần bên cạnh vị kia hắc bào thiếu niên, kích động nói. Là dạ huyền sư huynh, cái gì? Mọi người đều là cả kinh, dạ huyền sư huynh. Không, sai, đây đệ tử khẳng định nói, lần này, toàn trường yên lặng mà cùng lúc đó. Hoàng cực chân long cùng nhỏ tì hưu đã là vọt tới dạ huyền phía trước ào ào phủ phục tại dạ huyền phía trước mang theo lấy lòng tiếng kêu dạ huyền không khỏi mỉm cười dạ huyền sư huynh thực sự là dạ huyền sư huynh tại ngắn ngủi yên lặng sau bộc phát ra lớn hơn tiếng ồn ào tất cả mọi người ánh mắt đều là quán chú tại dạ huyền trên thân mang theo vô tận cuồng nhiệt giống như dạ huyền chân thành tín đồ dạ huyền đối với bọn hắn mà nói chính là một cái sống thần thoại không được đối với toàn bộ hoàng cực tiên tông mà nói dạ huyền là một cái thần thoại một cái vĩnh viễn không cách nào siêu việt thần thoại liên quan tới dạ huyền cố sự tại hoàng cực tiên tông thậm chí đã có người viết thành thoại bản tiểu thuyết truyền bá độ tương đối rộng khi thật sự thấy dạ huyền thời điểm bọn họ cảm giác cực điểm không chân thật những tiểu tử này đông hoang sơn thần thấy buồn cười gào thét hoang cực chân long tương đối chó săn mà hướng những đệ tử kia gào thét một tiếng chân long ngâm mang theo gắng sức tính trước là cực kỳ khủng bố một đám hoàng cực tiên tông đệ tử đều là bị dọa sợ không nhẹ ngược lại vị kia nhận ra dạ huyền đệ tử mặc dù cũng được gào thét sắc mặt tái nhợt nhưng lại y nguyên kiên nghị mà nhìn dạ huyền theo sau hắn cung kính nhất bái hoàng cực tiên tông huyền thánh phong mạch trịnh kim bái kiến đại sư huynh hoàng cực tiên tông có cửu đại phong mạch huyền thánh phong mạch ban đầu là cùng hoàng cực phong mạch tranh hùng cửu phong đứng đầu cường đại phong mạch mà khi đó huyền thánh phong mạch là có triệu trưởng lão nhất mạch cùng với lãnh giật phàm nhất mạch độc quyền nguyên lai là ngươi dạ huyền nhìn thấy vị kia đệ tử không khỏi mỉm cười đại sư huynh còn nhớ được ta trịnh kim cũng là kinh ngạc không thôi đương nhiên dạ huyền cười nói ngày xưa hoàng cực tiên tông cùng liệt thiên thượng quốc giao lưu đại hội Người là người thứ nhất xuất chiến, biểu hiện không tệ, Trịnh Kim lệ nóng danh chồng, kích động không thôi, hắn không nghĩ tới. Đại sư huynh còn nhớ được hắn, Dạ Huyền sư huynh dĩ nhiên thật biết Trịnh Kim sư huynh lần này, đệ tử hắn khiếp sợ không thôi, đồng thời nhìn về phía Trịnh Kim ánh mắt biến phải càng kính sợ, Trịnh Kim tại trong bọn họ. Thực lực tuyệt đối là đỉnh một tồn tại thuộc về lần trước tốt hoàng cực tiên tông đệ tử, lần trước tốt hoàng cực tiên tông đệ tử. Trên thực tế trên thiên phú mà nói, cũng không có sau này hoàng cực tiên tông những thứ kia đệ tử mới mạnh, nhưng bọn hắn lại có. Một cái tự nhiên ưu thế, đó chính là nghe qua dạ huyền giảng đạo, chính vì vậy. Chỉ sợ bọn họ thiên phú không hiện, cũng không trở thành bị cái sau vượt cái trước, ngươi. Kém một bước liền thiên tôn cảnh dạ huyền nhìn một phen trịnh kim thuận tay xa xa chỉ một cái ầm một cổ tinh thuần lực lượng rót trịnh kim bên trong này trịnh kim chỉ cảm thấy vây khốn bản thân rất lâu cảnh giới đột nhiên buông lỏng trịnh kim đỏ mặt lên không nhịn được muốn hét dài một tiếng không cần nín dạ huyền nói ngang trịnh kim đột nhiên phát ra một tiếng kinh khủng thét dài tiếng huyết gió kinh thiên động địa cũng là trong chấp nhoáng này Trịnh Kim trực tiếp theo thiên thần cảnh bước vào đầy thiên tôn cảnh. ầm chung quanh đệ tử đều là dọa cho giật mình. Bị đáng sợ kia thiên tôn áp lực phải không thể động đậy, một lát sau. Trịnh Kim mới ổn định lại, hắn mừng rỡ không thôi, hướng dạ huyền bái nói. Tạ đại sư huynh, chuyện này. Bên, cạnh những đệ tử kia, trực tiếp sững sờ, còn có thể như vậy sao? Ngày mai ngươi cùng ngô kính sơn nói một tiếng theo ta đi trung huyền sơn đi dạ huyền nói dạ trịnh kim nguy hiểm thật không có phản ứng kịp mừng rỡ không thôi oa trịnh kim sư huynh muốn đi trung huyền sơn trung quanh đệ tử tức khắc quăng tới ước ao ánh mắt mặc dù bây giờ nam vực hoàng cực tiên tông tu luyện môi trường cũng là tương đối kinh khủng tại cộng thêm có đế cơ tồn tại chính là thế gian ít có tu luyện thánh địa nhưng thân ở nam vực hoàng cực tiên tông đệ tử nhưng cũng hướng tới Trung Huyền Sơn Hoàng Cực Tiên Tông, bởi vì nơi đó mới là Đông Hoang Trung Tâm, mới có thể thấy được chân chính việc lớn, đối với bọn hắn mà nói. Có thể đến Trung Huyền Sơn, tuyệt đối là tha thiết ước mơ, hiện tại Hoàng Cực Tiên Tông. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ để cho Trung Huyền Sơn cùng Nam Vực Đệ Tử tiến hành trao đổi, trừ thời gian này điểm. Không có biện pháp khác đi đến Trung Huyền Sơn, mà bây giờ dạ huyền một câu nói thì có thể làm cho trịnh kim đi trung huyền sơn, mọi người kia gọi một cái ước ao nha, dạ huyền. Ngược lại không để ý đến những gia hỏa này, mà là cùng hoàng cực chân long cùng nhỏ tỳ hưu nói một chút một ít tu luyện vấn đề ta. Có thể không thể đi chung với ngươi trung huyền sơn, nhỏ. Tỳ hưu chủ động mở miệng thăm dò, nhưng lại không phải hỏi tu luyện vấn đề, không thể. Dạ huyền lắc đầu nói, nhỏ tỳ hưu cần chấn thủ kim trí. Tại Kim Chỉ còn chưa khôi phục lại trước kia giai đoạn kia thời điểm. Nhỏ Tỳ Hưu tạm thời là không thể ly khai Hoàng Cực Tiên Tông, tốt đi. Nhỏ Tỳ Hưu mặc dù biết là kết quả này, nhưng vẫn còn có chút thất lạc. Nó quyết định chờ chủ nhân muốn đi, hắn tìm Hoàng Cực phiền toái, mỗi ngày đánh người này. Chương 1434, Cửu U Minh Phượng thức tỉnh. chấm chấm chấm, một ngày ngắn ngủi, rất nhanh liền đi qua, sáng sớm hôm sau, Dạ Huyền mang theo Trịnh Kim bước lên truyền tống trận, đi Trung Huyền Sơn, còn như muội muội Dạ Linh Nhi. Lại là hồi Vạn An thành Dạ gia, ra, ra ngoài lâu như vậy. Dù sao cũng phải quay về báo tin Bình An, kèm theo truyền tống trận bổ sung song linh thạch. Một trận bạch quang lóe lên sau, Dạ Huyền cùng Trịnh Kim biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Đã là xuất hiện ở Trung Huyền Sơn Hoàng Cực Tiên Tông, Trịnh Kim có chút không thích ứng. Xoa xoa con mắt đánh giá tứ phương, giật mình nói, đây chính là Trung Huyền Sơn sao, vừa. Vào nơi đây, liền cảm nhận đến phô thiên cái địa linh khí mãnh liệt mà tới, chủ nhân, lúc. Này, trịnh kim trực giác trước mặt lóe lên. Liền thấy một vị thân hình vĩ ngạn lão nhân tóc trắng đột nhiên xuất hiện. Sau đó quỳ gối dạ huyền phía trước, công tử, theo. Sau, trịnh kim lại gặp được một vị trẻ tuổi cô gái xinh đẹp, mi mục như họa quần áo lục y chậm chậm tới, ở sau người. Còn đi theo một cái to lớn như hùng hán tử, càng phía sau, là một vị đoản sam quần cụt. Một đầu rối bù tóc dài kiệt ngạo thanh niên. Bên trái lại là một vị thân hình thanh niên cao lớn, nhưng hai bên tóc mai hoa dâm. Ánh mắt như điện, bên phải, lại là một vị thân cao vượt xa người bình thường. Giống như tiểu cự nhân vậy quái vật, đây một vị sơn tộc cường giả, bọn họ ào ào đối dạ huyền cung kính thi lễ điều này làm cho trịnh kim thấy sửng sốt một chút những người này hắn làm sao một cái cũng chưa từng thấy công tử đường tư vũ đến gần dạ huyền ánh mắt trong lộ ra một vẻ yêu thương mọi người cũng đều yên lặng nhìn dạ huyền không nói gì nam lĩnh thần sơn chỗ chuyện phát sinh bọn hắn cũng đều biết chú ấu vì tình hình cùng với sau đó dạ huyền biểu hiện ra đủ loại tựa hồ cũng đang kể vị này bất tử dạ đế có chút trầm luân, bọn họ những thứ này làm thuộc hạ. Tự nhiên phi thường lo lắng, dạ huyền ánh mắt yên tĩnh. Cũng không có giải thích cái gì, có ít thứ. Muốn chính là như vậy cái hiệu quả thấy dạ huyền không nói, mọi người càng thêm lo lắng, nơi. Đầy khí vận không sai, thả ta đi ra ngoài đi. Bạch trạch ôn nhu tiếng nói tại dạ huyền trái tim vang lên, dạ huyền nhàn nhạt nói người là muốn đi tìm đầu kia kỳ lân sơn thần đi kia ra hỏa là ta người người đừng sằng bậy bạch trạch khẽ mỉm cười nói người biết ta ta sẽ nhường nó cường đại hơn đồng thời cũng sẽ để cho ta bản thân khôi phục nhiều hơn dạ huyền bình tĩnh nói khôi phục nhiều hơn thì như thế nào người vẫn còn không biết rõ ấu vi thân phận bạch trạch tức khắc không nói một hồi nữa dạ huyền vẫn là đem bạch trạch đem thả đi ra bạch trạch ẩn vào vô hình Lạng yên ly khai dạ huyền đi tìm trung huyền sơn sơn thần cũng chính là đầu kia bị dạ huyền còn là lân nhi hắc kỳ lân nơi đây ngược lại không tệ lúc này một cái trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên dạ huyền hơi sững sờ nguyên lai là cửu u minh phượng kia ra hòa tính dạ huyền không để ý đến cửu u minh phượng bởi vì này lúc nhạc phụ chu tử hoàng đã là mang theo mục bạch thành lệ cuồng đồ đám người chạy tới còn như lữ thiên cương tào kiếm thuần chu triều long hoa thiên khung đám người dĩ nhiên là đang bế quan bọn họ vào trung huyền sơn sau thích nhất làm vẫn là bế quan bởi vì trung huyền sơn mang cho bọn hắn ưu thế đích thực quá lớn lúc đầu thọ mệnh gần tới bọn họ tại liên tục phá cảnh sau căn bản sẽ không lo lắng thọ mệnh chưa đủ vấn đề nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà buông thả, dù sao cũng là người thế hệ trước, ăn xong quá nhiều khổ. Biết cái gì mới là tối trọng yếu, sở dĩ bọn họ trên cơ bản cũng không có phát hiện thân qua. Dạ huyền, thấy dạ huyền, chu tử hoàng há hốc mồm, ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh. chu tử hoàng lại là khôi phục lại bình tĩnh, nói với dạ huyền. Tây mạc Phật thổ thương sinh tự tại ba ngày sau, liền sẽ có cao tăng đông qua. Tới ta trung huyền sơn đòi công đạo, dạ huyền nhàn nhạt nói, một mực tới là được, chu tử hoàng thấy thế vuốt cảm nói được chúng ta đi trước tham gia yến hội đi tông môn vì ngươi thiết yến dạ huyền lắc đầu nói những thứ này không tất yếu đồ đạc coi như đúng đây trịnh kim sau này trăm năm để cho hắn tại trung huyền sơn tu luyện dạ huyền chỉ chỉ bên cạnh do dự bất an trịnh kim nói đệ tử trịnh kim tham kiến tông chủ tham kiến thái thượng trưởng lão trịnh kim vội cung kính nói không sai là viên hạt giống tốt mục bạch thành đánh giá trịnh kim thỏa mãn gật đầu nói dạ huyền cùng mọi người chào hỏi sau liền hướng chỗ ở mình tiểu viện đi tới mọi người thấy thế cũng không có đi nhiều quấy giày dạ huyền cuối cùng chỉ có đường tư vũ càn khôn hồ hai người theo sau những người này bên trong cũng chỉ có đường tư vũ cùng càn khôn hồ là theo dạ huyền thời gian dài nhất hai người đều hiểu dạ đế không có khả năng yếu ớt như vậy mà nếu dạ đế hiện tại đi tới nơi này nói rõ hẳn là sự tình phải giao lưu lại việc này tự nhiên không cần dạ đế nói rõ bọn họ làm thuộc hạ cũng muốn biết lên đi tới tiểu viện sau dạ huyền tỏ ý hai người ngồi xuống nói chuyện nữ chủ nhân sự tình càn khôn hồ dò xét tính mà hỏi thăm đường tư vũ cũng là nhìn chằm chằm dạ huyền không ngại dạ huyền khẽ lắc đầu nói hô hai người đều là thở phào tiểu càn khôn dạ huyền gọi một tiếng lão nô tại càn khôn hồ cung kính tiến lên hồi càn khôn cung đi đem chát chỉ thôn nhất mạch người mang ra ngoài để cho bọn họ tại đông hoang đặt chân đến lúc đó để cho tần giao an bài là được dạ huyền nói lão nô lĩnh mệnh càn khôn hồ cũng không hỏi nhiều cung kính nói ngu xuẩn nữ dạ huyền nữa hô đường tư vũ chu cái miệng nhỏ nhắn có chút ủy khuất nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói tại dạ huyền nhìn đường tư vũ bình tĩnh nói một lò trăm vạn đan còn có thể sao đường tư vũ có chút hơi khó nhưng lại vẫn không do dự chút nào nói lĩnh mệnh đi đi dạ huyền phất tay đường tư vũ do dự một chút muốn hỏi chút gì nhưng thấy dạ huyền ánh mắt sau nàng thức thời không có hỏi nhiều cùng càn khôn hồ cùng rời khỏi tiểu viện đi ra tiểu viện sau đường tư vũ thần sắc biến phải càng ngưng trọng làm sao càn khôn hồ nhận ra được đường tư vũ không đúng không khỏi hỏi công từ bên cạnh có nhân vật gì, đường tư vũ thấp giọng nói, nàng ngay từ đầu liền nhận ra được. Nhất là tại cuối cùng công tử cái ánh mắt kia, để cho nàng triệt để xác định, chủ. Nhân gặp nguy hiểm, càn khôn hồ tức khác trong lòng dùng mình, ngưng trọng nói, không. Đến mức đường tư vũ khẽ lắc đầu nói. Chỉ là có chút sự tình chúng ta liền không nên hỏi nhiều, công tử nói như thế nào? Chúng ta làm như thế nào là được? Được càn khôn hồ gật đầu nói hai người chia nhau hành động mà trong sân dạ huyền đang cùng cửu u minh phượng nói chuyện ngươi những thuộc hạ này ngược lại thật tốt nhất là nữ tử này là một vật đại bổ cửu u minh phượng trêu nói ngươi nếu là không muốn không bằng đưa cho bản tọa sau này bản tọa trả lại ngươi nhiều hơn ngươi nếu như muốn chết nói đại khái có thể thử xem dạ huyền nhàn nhạt nói nhìn lại ngươi thật để ý người này, cửu U Minh Phượng có chút ngoài ý muốn, điểm. Này ngược lại là phải khuyên ngươi một chút, giống chúng ta như vậy tồn tại. Không thích hợp quá để ý người kia, cửu. U Minh Phượng hình như có chỉ nói, dạ huyền thần sắc lãnh đạm nói. Ta ngươi đạo không giống nhau, không cần nhiều lời, ngươi. Cửu U Minh giới ta không động, bản thân lấy đi. mươi 1435, lại xuất hiện người cửu u minh giới ta không động, tự đi lấy đi, dạ. Huyền đem thế giới của mình mở ra, để cho cửu u minh phượng vào trong, đây cửu. U minh phượng cũng không do dự, tiến vào dạ huyền vực cảnh tiến hóa thế giới, khi vào trong. Cửu u minh phượng liền cảm nhận đến một loại rung động thật sâu, đủ loại dị tượng chỗ đồ vật đi. Ra thế giới, là vậy mênh mông bàng bạc cái loại này trùng kích cảm giác là phi thường trực quan chấn động tâm linh rất lâu cửu u minh phượng phục hồi tinh thần lại chậm rãi nói nếu là ở tương lai trong trận chiến ấy ngươi cùng bản tồn tại đối địch địa phương bản tọa sẽ trước tiên giết ngươi kia già hòa tính nguy hiểm quá mạnh mẽ mặc dù hắn thế giới bây giờ còn ở vào mới sinh giai đoạn chỉ khi nào chân chính thành hình người này thực lực sẽ đạt đến một cái để cho người ta khó mà tưởng tượng nổi bước yên tâm, ngươi nếu là ở đối địch địa phương, ta cũng một dạng sẽ trước hết là giết ngươi, dạ. Huyền thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, cửu U Minh Phượng khẽ vuốt cảm. Chuyện này hai người đều rất rõ ràng, không cần thiết nói thêm cái gì, rất nhanh. Cửu U Minh Phượng chính là thấy bản thân cửu U Minh giới. Huyền phù tại trong thế giới, mặc dù như thế. Nhưng cửu U Minh giới cùng mảnh thế giới này cũng là phân biệt rõ ràng, thấy một màn kia cửu u minh phượng mới tính yên lòng ngẩng đầu đối dạ huyền hô tạ dạ huyền vẫn chưa đáp lại cửu u minh phượng cửu u minh phượng ngược lại cũng chứng kiến nội tâm nhưng cũng cảm thấy kia ra hòa vẫn thật coi trọng chữ tín trên thực tế hắn cũng lưu hậu thủ một khi dạ huyền vụng trộm tế luyện cửu u minh giới như vậy hắn hậu thủ sẽ phát động đến lúc đó chịu thiệt chính là dạ huyền mà nếu như dạ huyền không có tế luyện cửu u minh giới hắn hậu thủ cũng sẽ không phát động, lúc này nhìn lại. Này dạ huyền vẫn đủ không sai một người, đáng ra kết giao, cửu U Minh Phượng căn bản không? Biết bản thân từ đầu tới đuôi đều dạ huyền nằm trong kế hoạch của theo lúc trước đi trước. Cướp đoạt cửu U Minh giới lúc cửu U Minh Phượng liền luôn luôn bị mưu hại lấy, lại không nói. Cửu U Minh giới trong toàn bộ tài nguyên tu luyện. Đến cuối cùng cửu U Minh Phượng thậm chí đều bị làm lần nữa ngủ say, mà chỗ tốt đều bị dạ huyền cho chiếm. Chẳng những như vậy, dạ huyền vẫn còn ở cửu U Minh giới trong lưu lại thủ đoạn mình, đáng. Thương cửu U Minh Phượng, bị dạ huyền bán vẫn còn ở cảm tạ dạ huyền, theo cửu U Minh Phượng. Đem cửu U Minh giới cho luyện hóa. Dạ huyền khóe miệng hơi vảnh lên, tuy nói hiện tại cửu U Minh Phượng hắn tùy thời có thể đem. Tiêu diệt nhưng giết cửu U Minh Phượng, hắn không có bất kỳ chỗ tốt có thể nói. Thậm chí có thể nói là trong tử minh địa chúa tể mưu kế trở thành người khác trong tay đau, đây dạ huyền rất khó chịu, mặt khác. Lưu Cửu U Minh phượng một mạng nữa sau này trưởng khống cái này. Lúc này mới có thể đem lợi ích tối đại hóa, mà Cửu U Minh giới liền là phi thường trọng yếu một. Cái này Cửu U Minh giới chính là Cửu U Minh phượng sáng tạo thế giới. Năm đó trận chiến ấy, mặc dù dạ huyền cũng không có tham dự qua. Nhưng là biết trình độ thảm thiết, cho dù Cửu U Minh phượng loại này cấp bậc quái vật liền thế giới của mình đều bị đánh rớt. Bản thân càng là bị phong ấn ở tử minh địa vô tận tuế nguyệt hiện nay thật vất vả trốn ra được. Cũng là tại tử minh địa chúa tể tính toán phía dưới mà thật vất vả ly khai tử minh địa. Có thua thiệt trong tay dạ huyền lại tế luyện cửu u minh giới. Cửu u minh phượng thực lực sẽ tăng vọt nhưng hắn cũng không biết. Sau này mình sẽ chịu dạ huyền bài bố, dạ huyền tại cửu u minh phượng bắt đầu tế luyện cửu u minh giới sau thì không có chú ý, hết thảy đều hướng hắn dự đoán vậy tiến hành, nằm trên ghế. Xích đu, chậm rãi nhắm mắt lại, Thụy Xuân Thu một cách tự nhiên vận chuyển lên tới, này. Dạ huyền phẳng phất lần nữa trở lại vô biên hắc ám trong, một thân một mình, ở trong bóng tối. Đi về phía trước, từng cái thanh âm quen thuộc. Ở bên tai liên tục vang lên, bọn họ đều kêu tên hắn, dạ đế, đầy vạn cổ tế nguyệt trong. Hắn cho tới nay tên, chỉ là, những thứ kia người quen biết tại hắn liên tục trong khi tiến lên cuối cùng không chia lìa mở cuối cùng còn dư lại lác đác không có mấy hiện tại cũng không biết hạ lạc đến cuối cùng một cái thanh âm cũng không có dạ huyền không có dừng bước lại tại bóng tối thêm yên lặng trên đại đạo thẳng tiến không lùi rất nhiều xuất hiện ở liên tục hiện lên nhưng vào lúc này dạ huyền thấy phía trước trong bóng tối thình lình xuất hiện nhất đạo phong hoa tuyệt đại nữ tử đứng ngạo nghễ ở trong bóng tối lưu lại một cô độc bóng lưng, khi thấy bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt. Dạ huyền trong lòng đột nhiên rung một cái, là nàng. Dạ, huyền trong lòng nổi lên sóng to gió lớn tới, cô gái này hắn gặp một lần, một lần kia. Là ở ấu vi trong mộng, người này một tay nâng vắt ngang vạn cổ đế quan. Phía sau chính là một mảnh vô biên vô hạn giới hải, mà ở đối diện lại là vực sâu hắc ám. Lộ ra để cho người ta tê cả da đầu khí tức, dạ huyền bước nhanh hơn. Muốn tới gần bộ kia hình ảnh, nhưng mặc kệ Dạ Huyền như thế nào chạy nhanh. Lại phảng phất cùng bộ kia hình ảnh cực kỳ rất xa, chậm rãi. Bộ kia xuất hiện ở từ từ đi xa, Dạ Huyền chậm rãi dừng bước lại, xa xa ngắm nhìn một màn kia. Cảm xúc dũng động, nhưng vào lúc này, Dạ Huyền dõi mắt trông về phía xa. Con người đột nhiên co rụt lại, hình ảnh biến mất, Dạ Huyền đột nhiên hồi tỉnh lại, ánh mắt vô cùng phức tạp, là ấu vi, thật sự sao tại nơi hình ảnh biến mất trong nháy mắt phong hoa tuyệt đại nữ tử ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng mặc dù cách nhau cực xa nhưng dạ huyền lại nhìn không gì sánh được rõ ràng nàng kia đúng là chu ấu vi nói cách khác lúc trước ta tại ấu vi trong mộng chứng kiến người nọ chính là ấu vi đời trước mà kia từng cái mộng đều là ấu vi chỗ trải qua toàn bộ dạ huyền ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được kết quả này để cho dạ huyền thở vào một cái đồng thời. Cũng hiểu ấu vi tại sao tại phát sinh dị biến sau tổng hội cách hắn đi xa, ấu vi chỗ trải qua. Những thứ kia, dạ huyền trong lòng dĩ nhiên có suy đoán, đúng là trong truyền thuyết trận. Chiến ấy, mà ấu vi đời trước, rất có thể chính là tại trong trận chiến ấy ngã xuống, nàng có. Bản thân sứ mệnh tại, dạ huyền hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, chỉ là. Tại sao hắn có thể tại Thụy Xuân Thu trong thấy như vậy một màn, này không đúng lắm, dạ. Huyền chân mày chậm rãi nhăn lại, là ấu vi, vẫn là Thụy Xuân Thu bản thân chỉ dẫn, vù vù. Liền dạ huyền suy tư lúc, hoàng đình chủ mệnh cung bên trong. Đế hồn trong hai mai cổ tự, thình lình tán phát ra trận trận hào quang, từng đợt hào quang tỏa. Ra, làm cho dạ huyền cả người thư thái, sau đó hắn cảnh giới theo đại tôn cảnh hậu kỳ ngã hồi trí tôn cảnh hậu kỳ, hai mai cổ tự khôi phục lại. Bình tĩnh, dạ huyền tức khắc không còn gì để nói, một lát sau, dạ huyền âm thầm suy tư, có. Lẽ tại đây hai mai cổ tự nhìn lại, ta thiên mệnh trí tôn cảnh. Vẫn chưa đạt đến chân chính cực cảnh, cho nên mới cho ta áp trở về, lúc. Trước dạ huyền tại trí tôn cảnh đỉnh phong dừng lại rất lâu. Đúng là làm đạp lâm trí tôn cảnh cực cảnh thành tựu thiên mệnh trí tôn, theo nam lĩnh thần sơn cấm địa sinh mệnh đi đi ra. Dạ huyền liền bước vào thiên mệnh trí tôn cảnh, sau một đường trùng quan. Bước vào đại tôn cảnh hậu kỳ, lúc đó dạ huyền phá cảnh hành văn liền mạch lưu loát. Cũng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác, nhưng bây giờ lại lần nữa áp hồi trí tôn cảnh. Có lẽ chính là có vấn đề. Chương 1436, nữa giải khai. Thôi, trọng tu một lần là được, dạ huyền cũng không có quá nhiều quấn quýt chút chuyện này với hắn mà nói thậm chí ngay cả đau khổ cũng không bằng nói dạ huyền thình lình nghĩ đến cái gì nhíu nhíu mi âm thầm nói chẳng lẽ là này cổ tự chỉ dẫn nghĩ đến đây dạ huyền liền liên tưởng đến rất nhiều này hai mai cổ tự đều là dạ huyền theo đạo sơ cổ địa trong chiếm được mà đạo sơ cổ địa cùng lúc trước trận chiến ấy cũng có không thể thiếu liên quan còn có ấu vi trước tại trấn thiên cổ môn cũng là thình lình mất khống chế. Theo sau liền thẳng đến đạo sơ cổ địa, đầy hết thảy đủ loại. Tựa hồ cũng đang chứng tỏ cổ tự mới là đầu sỏ gây nên, dạ huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chủ động đi đụng chạm cổ tự, đáng tiếc vẫn là giống như trước vậy. Huyền tự có một tầng vô hình vách tường ngăn lại dạ huyền, dạ huyền sớm thành thói quen. Theo sau lại là tới gần tiên tự, vù vù, nhưng mà lần này huyền tự dĩ nhiên chưa từng ngăn trở dạ huyền đi tiếp xúc tiên tự tại tiên tự trên. Kim quang mênh mông, phóng xuất ra vô biên thần lực. Bao phủ dạ huyền đế hồn, trong nháy mắt này, dạ huyền đế hồn. Lần nữa thần tốc khôi phục, chỉ tiếc chỉ kéo dài chốc lát. Liền khôi phục trước tiếng động, tiên tự cùng huyền tự lúc thường cũng đều tại bang chợ dạ. Huyền đế hồn liên tục khôi phục nhưng hiệu quả có hạn nếu là có thể giống như vừa mới vậy. Kéo dài cái thời gian một tháng dạ huyền đế hồn thì có khả năng trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong, khi đó. Coi như là chuẩn đế hàng lâm, dạ huyền cũng có thể dựa vào đế hồn chiếm được ưu thế tuyệt đối. Thiên đạo trấn áp lại mở lại. Lúc này, một cái quen thuộc giọng nữ ôn nhu tại dạ huyền trái tim vang lên, dạ huyền nhìn mình. Tay phải mở u bàn tay, quả nhiên nơi đó có lấy một bạch sắc tiêu chí, không cần nghĩ cũng biết. Bạch trạch trở về, dạ huyền ngẩng đầu nhìn trời, tinh không vạn lý, vô hình áp chế lần nữa buông lỏng một tầng lần này đại hiền toàn giải khai dạ huyền nhỏ giọng lầm bầm ánh mắt bình tĩnh trước thời điểm dạ huyền liền đã đoán tiếp theo thiên đạo mở lại có khả năng trực tiếp đem đại hiền cảnh trấn áp toàn bộ tiếp xúc phải biết đại hiền cảnh cũng không chỉ là đại hiền cảnh đại hiền cảnh có hai cái đường có thể đi một là vô địch đại hiền hai là vô thượng đại hiền đi vô địch đại hiền đường Tương lai có thể trùng kích đại đế chi vị, đi vô thượng đại hiền đường. Đỉnh phong chính là vô thượng đại hiền. Cùng đại đế quả vị không có duyên phận, hai loại con đường tu luyện. Đều chia làm bốn cái cảnh giới, trong vô địch đại hiền bốn cái cảnh giới, chia làm đại hiền, thiên địa đại hiền, chân mệnh đại hiền, vô địch đại hiền, mà đi vô thượng đại hiền đường. Tác chia làm đại hiền, thiên đạo hiền, đại đạo hiền, vô thượng đại hiền, vô địch đại hiền con đường tu luyện trọng tại thân mình, vô thượng đại hiền. Con đường tu luyện trọng tại đại đạo, nói chung, đi vô thượng đại hiền đường cường giả. Đều là thấy bản thân cực cảnh, tuyển chọn càng thích hợp bản thân đường, mà đi vô địch đại. Hiền người qua đường, lại là hướng tới trùng kích cảnh giới cao hơn. Càng hướng tới này có một ngày có khả năng tranh thiên mệnh, kiểm chứng đại đế, lần này. Thiên đạo trấn áp mở lại, trực tiếp đem hai loại đại hiền đỉnh phong cảnh giới toàn bộ giải. Trừ trấn áp, so với việc lần trước mở lại mà nói, lần này mở lại quả thực là chấn động thiên hạ, chư thiên vạn giới. Tất có đại loạn, với lại lần này biến cố, thậm chí có thể nói là câu liên thiên vực như vậy. Chỉ sợ thiên vực rất nhiều đáng sợ cường giả, cũng sẽ mượn thời gian này điểm xuống giới mà tới, không có gì bất ngờ xảy ra nói trong tương lai thời gian sẽ không thái bình tĩnh dạ huyền cười nhạt một tiếng có lẽ lại muốn bắt đầu hai tay nhuốm máu thời gian công tử lúc này bên ngoài viện truyền tới một thanh âm là lệ cuồng đồ dạ huyền tỏ ý hắn vào nói chuyện lệ cuồng đồ thấy dạ huyền sau rất là tôn kính vị này tu luyện chiến ma truyền thừa quái vật tại toàn bộ hoàng cực tiên tông tiến giai tốc độ là biến thái nhất có lẽ trừ tu luyện hoàng cực đế đạo chu tử hoàng có thể vượt qua hắn ở ngoài không có người có thể cùng sánh vay, hiện nay lệ cuồng đồ. Đã là một vị trí tôn cảnh cường giả tuyệt thế, nhưng lệ cuồng đồ càng rõ ràng hơn. Đây hết thảy đều là dạ huyền sở ban tặng nếu không phải dạ huyền truyền xuống chân chính chiến. Mà chi đạo, hắn hiện tại đã sớm trở thành một người điên. Sở dĩ đang đối mặt dạ huyền lúc lệ cuồng đồ từ đầu tới cuối duy trì tôn kính tin. Tức nói, thương sinh tự người đã đi qua Xuân Nam Sơn không bao lâu nữa liền sẽ vào trung huyền sơn địa giới, lệ. Cuồng đồ ngưng giọng nói, trên nét mặt mang theo vẻ điên cuồng, qua ba ngày sau. Dạ huyền nghe vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn, thụy xuân thu trong. Hắn ngược lại không có quá chú ý thời gian trôi qua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi qua. Ba ngày, hôm nay, chính là Tây Mạc Phật Thổ Thương sinh tự người đến thời gian, ngươi. Tới tìm ta, nói vậy trừ mời ta xuất sơn ở ngoài, còn có khác thỉnh cầu chứ. Dạ huyền cười như không cười nhìn lệ cuồng đồ, không? Dối gạt công tử, ta nghe nói thương sinh tự lần này người đến trong. Có một vị đại tôn cảnh ta tăng, tu luyện trượng sáu kim thân. Ta nghĩ mượn này tôi luyện một phen. Lệ cuồng đồ nhếch miệng cười một tiếng, ngươi. Chiến ma chi đạo hiện tại tầng thứ mấy? Dạ huyền hỏi, thuộc. Hạ bất tài, vừa tới tầng thứ sáu. Lệ cuồng đồ nói, tầng thứ sáu dạ huyền ngẫm lại vuốt cảm nói được đến lúc đó ngươi trước xuất chiến đa tạ công tử lệ cuồng đồ tức khắc cười càng vui vẻ hơn đi thôi dạ huyền theo trên ghế xích đu đứng dậy cùng lệ cuồng đồ ly khai tiểu viện đi trước hoàng cực tiên tông đại điện đợi chờ giờ này khắc này hoàng cực tiên tông trong đại điện sớm đã là quán chú hoàng cực tiên tông đỉnh cấp cường giả tự liền luôn luôn bế quan lữ thiên Cương, Tào Kiếm Thuần, Chu Triều Long ba vị này lão tổ cũng đều là xuất sơn, bọn họ cũng biết. Lần này người đến phi thường đáng sợ, mặc dù có dạ huyền quy tông tọa chấn. Nhưng bọn hắn vẫn là có chút không yên lòng, tại. Thương sinh tự còn chưa đến trước, không bằng đem hộ tông đại trận mở ra. Chu Triều Long đề nghị, quyết không thể như vậy. Tào Kiếm Thuần thứ nhất phản đối, hắn lạnh giọng nói. Thương sinh tự rõ ràng không chiếm lý, lại kéo dài trung thổ thần châu vào đông hoang tới tìm ta hoàng cực tiên tông phiền toái, nếu chúng ta đóng cửa không ra. Chẳng phải là để cho người trong thiên hạ chế nhạo, hôm nay ta hoàng cực tiên tông đã trở lại trung huyền sơn. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới đây dẫm lên, tào Sư huynh nói là, bất quá ta tông thực lực bây giờ còn xa xa không cách nào cùng thương sinh tự. Như vậy thế lực muốn so sánh với, nếu như tuyển chọn cứng rắn. Chỉ sợ không phải đối thủ nha chu triều long uyển chuyển nói rất khác nhau chết tàu kiếm thuần ánh mắt ác liệt trầm giọng nói tựa như ninh tông đường sư bá như vậy vì hậu nhân chuyển kiếm nghe được tàu kiếm thuần nói đến lão kiếm thánh ninh tông đường đại điện có vẻ hơi nặng nề ninh tông đường chết đối với hoàng cực tiên tông mà nói quả thực là phi thường tiếc nuối chuyển kiếm phương thức rất nhiều tuy là ta thật thưởng thức ninh tông đường này tiểu lão đầu mà bất quá ta không đề nghị làm như thế dạ huyền thanh âm chậm rãi truyền vào, mọi người đều là theo tiếng nhìn lại, dạ huyền mang theo lệ. Cuồng đồ, chậm rãi đi vào đại điện. mươi 1437, Đông Độ. Dạ huyền, nhìn thấy dạ huyền, trong điện tất cả mọi người là theo bản năng đứng dậy, hôm nay. Dạ huyền, tại toàn bộ hoàng cực tiên tông vị trí tuyệt đối là độc nhất vô nhị, mặc dù tại trên. Mặt nổi mà nói, dạ huyền chỉ là thủ tịch đại đệ tử tại cộng thêm một cái cô gia thân phận, trên thực tế hoàng cực tiên tông người hiểu. Dạ huyền mới là hoàng cực tiên tông chân chính chủ kiến, chân chính đại sự. Đều là do dạ huyền nói coi như, hiện nay dạ huyền đến. Dĩ nhiên là dẫn tới mọi người chú trọng, dạ huyền, thương sinh tự người đến. Chu tử hoàng ngưng giọng nói, chuyện này lệ cuồng đồ đã nói với ta. Dạ huyền chậm rãi nói, vậy sao ngươi nhìn? Chu tử hoàng nói, ai tới giết người đó? dạ huyền ánh mắt yên tĩnh không nhanh không chậm nói lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người không hiểu nhiệt huyết sôi trào nếu là người khác nói ra lời này dưới cái nhìn của bọn họ đó chính là cuồng ngôn loạn ngữ nhưng là từ dạ huyền trong miệng nói ra dạ, cũng là tồn tại một loại khó diễn tả được khí phách tồn tại trong để cho người ta cảm thấy chấn phấn không thôi xuân nam sơn đầy đông hoang mạc ra địa bàn tại xuân nam sơn bên ngoài có một nhóm tăng nhân tại trong thành đi xuyên, có chừng 11 người, trong người cầm đầu chính là một vị lão tăng, quần áo cẩm lan áo cà sa lấy thân, một tay cầm thiền trượng. Một tay nhờ bình bát, bạch sắc râu dài buông xuống trước ngực. Nhìn qua chính là một vị đắc đạo cao tăng, người này xuất hiện cũng để cho trong thành không ít tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, dù sao tại Đông Hoang bên này là rất khó coi đến người trong Phật môn tại toàn bộ đạo châu phật môn chính liền tập trung vào tây mạc phật thổ bởi vì tại trung thổ thần châu cùng đông hoang đại vực đều có nho ra thân ảnh song phương vốn là lý niệm bất đồng sở dĩ tự nhiên không cho phép đối phương tại chính mình trên địa bàn truyền giáo những gia hỏa này thật đúng là dám a à, trong thành một tòa cao trong đình tiểu mạnh thiện mặc tiểu hồng bào tóc cao dựng thẳng như một vị nhỏ phu tử vậy mà ở tiểu mạnh thiện bên cạnh lại là một vị thanh y thiếu nữ thiếu nữ xinh mỹ lệ làm rung động lòng người. Một đôi mắt đẹp trong giường như mê che một tầng hơi nước. Nàng nhìn đám kia tăng nhân theo nhà mình trong thành đi qua, lông mày khẩn túc. Mang theo một chút giận dữ, những gia hỏa này tự xưng là đắc đạo cao tăng. Lại thô bạo vô lý, rõ ràng là thương sinh tự độ Trần Đại Sư xuất thủ tập kích ấu vi tỷ tỷ. Hiện nay này thương sinh tự nhưng phải đến đòi muốn công đạo, bọn. Họ mặc dù là người trong Phật môn, nhưng thực tế lại là tà tăng, ma tăng. Tiểu mạnh thiện nhẹ nói. Mạc Thanh Liên nghe vậy, càng là căm giận không thôi, không? Vội, bọn họ đi chung huyền sơn cũng là chịu chết, dạ huyền đã trở về. Tiểu mạnh thiện hai tay lồng tay áo. Khẽ mỉm cười nói, mặc dù nàng xem lên chỉ có 11-12 tuổi. Nhưng nói ra nói cũng là rất hiển thành thục ai. Cũng không biết công tử hiện tại trách dạng. Mạc Thanh Liên ánh mắt âm u, trong lòng âm thầm thở dài. Ngày xưa một màn kia, nàng cũng mắt xanh thấy, nàng là biết công tử cùng ấu vi tỷ tỷ trong cảm tình phát sinh lại chuyện đó, ai cũng không nguyện ý thấy, nhưng sự thực chính là như vậy. Lại có thể thế nào đây? Tiểu Mạnh Thiện nhìn tinh thần chán nản Mạc Thanh Liên, ánh mắt bình tĩnh. Nàng biết cái này cô nương ngốc cũng là lặng yên thích một cái không nên. Người yêu, Dạ Huyền a à, kia gia hòa cũng không phải bình thường người có khả năng đuổi theo. Cước bộ không được coi như là cái thế yêu nghiệt. Cũng không nhất định có thể đuổi theo, hắn. Chính là một cái nhìn không thấu gia hỏa, tiểu Mạnh Thiện thu hồi ánh mắt. Lại lần nữa nhìn về phía đám kia tăng nhân, bởi vì những gia hỏa này đang nhìn nàng, lão. Nạp Minh không, gặp qua tiểu tiên sinh. Đầu lĩnh vị lão tăng kia chủ động dừng bước lại hướng nơi xa tiểu mạnh thiện thi lễ nói, mà ở lão tăng phía sau một đám hòa thượng. Lại là có chút cổ quái, bọn ngươi cũng chưa gặp qua nữ tiên sinh, đây cũng là bọn họ thứ nhất. Thấy, đại sư tại sao đông độ, tiểu mạnh thiện bình tĩnh nhìn tự hào minh không lão tăng. Biết mà còn hỏi, giảng một chút Phật môn lý lẽ. Minh không lão tăng khẽ mỉm cười nói, thực, sự là phân rõ, phải trái. Vẫn là mượn này mưu đồ cái gì? Tiểu mạnh thiện nói thẳng khi tiểu. Tiên sinh nói giỡn, người trong Phật môn từ trước đến nay lòng dạ từ bi, sẽ không đi làm một ít không có ý nghĩa sự tình. Minh Không lão tăng chậm rãi nói, giờ này khác này, ở trong thành rất nhiều tu sĩ. Đã là dừng bước lại, đưa mắt đặt ở trên người hai người, một vị là Đông Hoang Nho gia truyền thừa mạnh gia đệ tử Tiểu Mạnh Thiện, một vị là Tây Mạc Phật môn. Thương sinh tự đắc đạo cao tăng Minh Không, giữa hai người nói chuyện rất lớn ý nghĩa bên trên đại biểu lấy tay Mạc Phật Thổ Phật Môn cùng Đông Hoang Đại Vực Nho ra. Trong va chạm, loại này va chạm thường thường là giết người không thấy máu. Chư vị lại có biết các ngươi môn khách vị kia độ trần đại sư làm hành vi. Tiểu mạnh thiện hai tay đặt tại lan can chỗ, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ánh mắt dần dần ác liệt, xa xa mắt nhìn xuống minh không lão tăng đám người. Tự nhiên sẽ hiểu. Minh không lão tăng cười nói, như vậy mà nói cái gì giáo lý nhà Phật. Tiểu mạnh thiện trong mắt có châm biếm, độ. Trần không sai, hắn chỉ là muốn đem đại đế cơ hội chia đôi cho thế gian chúng sinh. Minh không lão tăng lắc đầu nói, lời nói này nói. Ở đây một ít biết tin tức tu sĩ nghe được đó là ác tâm đến cực điểm, miệng đầy mê sảng, đây con. Mẹ nó chính là cái gọi là giáo lý nhà Phật, khó trách nhân ra cảm thấy thương sinh tự căn bản không xứng làm người trong phật môn cái này cùng đại tây thiên tự tranh lệch khá xa dám chó không kêu tiểu mạnh thiện đối với minh không lão tăng nói xem thường nhất cố nho ra người chính là nói như vậy sao tại minh không lão tăng phía sau tồn tại một cái mặt cho trắng nõn trẻ tuổi hòa thượng bình tĩnh mở miệng nhưng lại mang theo phong mang nho ra không phải câu cửa miệng phi lễ chớ nói tiểu tiên sinh nói lời này là thật đang đánh các ngươi nho ra bản thân mặt a, à, ha ha. Tiểu Mạnh Thiện cười một chút, mặc kệ người này, đồng thời. Tiểu Mạnh Thiện làm ra một cái mời được làm, chậm rãi nói. "Chư vị đại sư một mực đi về phía đông, Trung Huyền Sơn liền phía trước. Hy vọng đến lúc đó chư vị còn có thể sống được ly khai." Mặt. Khác nói thêm câu nữa, "Ta đông hoang người, không được tin Phật nói thật hay." Trong. Thành vang lên trận trận tiếng phụ họa thậm chí có tu sĩ vang lên tiếng sấm nổ vậy tiếng vỗ tay. Nhìn về phía đám kia tăng nhân thời điểm, không che giấu chút nào trong mắt chán ghét đều. Nói này đông hoang trong đều là chút không khai hóa mọi dợ, hiện tại nhìn thấy. Quả thực như vậy, lên tiếng trước cùng tiểu mạnh thiện rằng có vị kia trẻ tuổi hòa thượng. Cười nhạt một tiếng, nói một câu rất ngông cuồng nói, lời vừa nói ra. Quả nhiên là dẫn tới nhiều người tức giận, đưa thật, chớ nói chi này mê sảng minh không lão tăng khẽ cao mày nói vậy bản tọa ngược lại nghĩ lãnh giáo một chút các ngươi những thứ này khai hóa người có gì chỗ lợi hại nhưng ở lúc này có cao giọng lên liền thấy một người hoành không tới người nọ là vị thanh niên đạp không mà đứng phong thần tuấn lãng lại không nói từng cổ một hùng hồn khí tức kinh khủng đã lượn lờ tại bốn phía đạo vận đủ để chứng nhận người này thực lực ít nhất là tại bất hủ cảnh là thiên vũ thần tử khi nhìn người nọ hiện thân trong thành tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi cửu long cốc thiên vũ thần tông thần tử trên thực tế lần này thương sinh tự đông độ đi qua xuân nam sơn từ lâu tại đông hoang truyền ra tại đông hoang cực kỳ cường đại thế lực đều có phái người tới đây nhìn một chút này thương sinh tự cặn kẽ bất quá này thương sinh tự nói cũng là cực điểm tự cao dẫn tới đông hoang tu sĩ tương đối không vừa lòng hiện nay thiên vũ thần tử hiện thân tinh thần mọi người đại trấn. Chương 1438, La Hán Kim Thân. Thiên Vũ thần tử xuất thủ, chắc chắn có thể ép một chút những gia hỏa này uy phong. Miễn cho bọn họ ở chỗ này kêu gào không ngừng, trong đám người, không ít người đều là âm thầm kích động, chính là không quen nhìn những gia hỏa này. Diễu võ dương oai hình dạng, muốn nhất định hung hăng chèn ép một phen mới là. A hát, đối mặt thiên vũ thần tử đứng ra còn là qua thật trẻ trung hòa thượng khẽ cười một tiếng cũng không để ý tới vừa mới không phải kêu gào phải lợi hại như vậy sao làm sao hiện tại không gọi thấy một đám tăng nhân đều không rãnh để ý bên cạnh có tu sĩ bắt đầu trào phúng lên thí chủ hà tất như vậy minh không lão tăng khẽ mỉm cười nói vừa mới không phải là các ngươi mở miệng đánh giám tuyên bố ta đông hoang chính là không khai hóa mọi dợ sao thiên vũ thần tử lãnh đạm nói thí chủ quả thật muốn cùng ta cùng phân cao thấp minh không lão tăng y nguyên mặt hiền lành chỉ là đơn thuần nghĩ lãnh giáo một chút thiên vũ thần tử cười nhạt một tiếng thôi được minh không lão tăng khẽ gọi độ viên tiếng nói rơi xuống tại đội ngũ phía sau nhất vị hòa thượng kia ra khỏi hàng hắn quần áo vôi sắc tăng bào đỉnh đầu giới ba khuôn mặt kiên nghị a à di đà phật bần tăng độ viên gặp qua thí chủ hắn hướng thiên vũ thần tử thi lễ một màn này cũng là để cho trong thành mọi người giận dữ không thôi hắn ý là gì hoàn toàn coi thường thiên vũ thần tử a à, đám này cầu con lừa ngốc thực sự là quá ác tâm người bất quá thiên vũ thần tử có kỳ ngộ trước đó không lâu nghe nói đã bước vào bất hủ cảnh hậu kỳ để những thứ này con lừa ngốc kiến thức một chút chúng ta đông hoang thiên kiêu thiên vũ thần tử nỗ lực lên, đánh bạo chó này con lừa ngốc. Này cuối cùng là đông hoang đại vực, mặc dù trong ngày thường mọi người đấu là ngươi chết ta. Sống, nhưng lúc này là đại biểu cho đông hoang cùng Tây Mạc Phật Thổ Phật Môn trong quyết đấu. Sở dĩ mọi người vẫn là vô cùng đoàn kết. Chủ động cho thiên vũ thần tử cổ vũ động viên, mà đối với những người này chửi bậy cùng nỗ lực. Lên tiếng, thương sinh tự 11 vị tăng nhân, đều là mặt bình tĩnh vẫn chưa xuất thủ, lại xuất phát trước, bọn họ liền ngờ tới sẽ có tình cảnh như vậy xuất hiện. Sở dĩ sẽ chọn tại tới gần Trung Huyền Sơn nơi đây làm loạn. Đây là bọn hắn đang tạo thế, chờ đến Trung Huyền Sơn thời điểm. Trực tiếp để cho Hoàng Cực Tiên Tông cúi đầu, chuyện báo thù lại không nói. Nhưng bọn hắn cần mượn này mưu đồ một ít lợi ích, có thể, thiên. Vũ thần tử thấy đối phương khinh thị mình như vậy, trong lòng có nộ, con mắt hít một cái nhàn nhạt nói, tới âm. Đang khi nói chuyện, liền thấy thiên vũ thần từ bên cạnh thân từng cổ một khí tức kinh khủng tẩy rửa ra, trên trời. Cao, vạn dặm không mây, thí chủ thỉnh, độ. Viên hòa thượng bình tĩnh nói, tỏ ý thiên vũ thần tử đi trước lên, thiên vũ thần tử hiện tại. Chỉ muốn đem người này cho đánh bạo, không có nửa điểm do dự. Thần tốc bước lên trời, độ viên hòa thượng theo sát sau, hai người cũng rất hiểu cũng không có ở trong thành chiến đấu, mà là tuyển chọn là chiến trường thả trên bầu trời. Thứ nhất có thể để cho mọi người đều có thể nhìn rõ sở. Thứ hai cũng là không có phá hoại thành trí. Lại sẽ không đả thương quan chiến trong, vù vù, một lát sau. Hai người các cứ một phương đứng vững, thiên vũ thần tử đôi mắt mở ra. Đạo vận lưu chuyển không thở. Này, độ viên hòa thượng hết thảy đều tại thiên vũ thần tử thăm dò phía dưới, thậm chí ngay cả pháp môn vận chuyển khí cơ lưu loát tốc độ cuối cùng mục đích không sai thiên vũ thần tử chính là thiên sinh thần nhãn ban đầu ở hoành đoạn sơn thời điểm từng mượn này do xét dạ huyền tuy là về sau bị dạ huyền phế bỏ một tay nhưng hắn một xong thần nhãn vẫn còn mà cũng ở đó sự kiện ở trên sau thiên vũ thần tử cùng dạ huyền khá liên quan đây cũng là tại sao thiên vũ thần tử sẽ chọn trước tiên đứng ra người này cũng là bất hủ cảnh hậu ký khi dò xét đến này độ viên hòa thượng tu vi sau thiên vũ thần tử trong lòng dùng mình trước ý nghĩ theo gió tiêu tán nguyên lai cũng không phải là những gia hỏa này coi thường hắn mà là phái ra cùng hắn thực lực tương đương người đến đánh nói cách khác hàng này tăng nhân trong yếu nhất đều là bất hủ cảnh hậu kỳ như vậy người khác thiên vũ thần tử thần sắc có chút ngưng trọng liên tưởng đến hai ngày này thiên đạo trấn áp lại buông lỏng tin tức tâm tình của hắn có chút trầm trọng bớt. Kể như thế nào, trước tiên cần phải làm dạ công tử chèn ép một chút những gia hỏa này kêu. Ngạo lại nói, thiên vũ thần tử hạ quyết tâm, cũng không có nương tay ý tứ. Trước tiên vận chuyển bản thân thiên vũ thần quyết đồng thời mở ra bản thân hư thần giới chi. Môn, gọi ra thuộc về mình cửu giai hư thần giới chi linh, ủng ủng, trên trời cao. Kim quang đầy trời, mà cùng lúc đó, độ viên hòa thượng chắp hai tay. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng sau một khắc, từng viên một kim sắc lấy mi tâm làm điểm ban đầu. Giống như nước chảy, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Trong sát na, này độ viên hòa thượng hóa thành một cái kim thân la hán. Cả người tựa hồ cũng lăng không nâng cao một chút, lộ ra dũng mãnh bá đạo ầm. Sau một khắc, thiên vũ thần tử hóa thành nhất đạo thần hồng, trong nháy mắt hoành không tới. Đến độ viên hòa thượng phía trước, trưởng chỉ nắm đấm ở trên hư không xoắn một cái. Kèm theo sàn ốc kinh khí trong nháy mắt đánh vào độ viên hòa thượng trên lồng ngực đương. Tiếng cũng như gõ chuông vậy nổ, chấn động thiên hạ, mà độ viên hòa thượng. Dĩ nhiên là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong hư không chỗ đẩy ra sóng gợn. Tại bốn phương tám hướng từ lâu là vén lên, làm cho hư không đều vặn vẹo bất ham. Kèm theo còn có từng đạo hắc sắc lôi đình, như vậy thấy rõ một quyền kia lực lượng là kinh khủng bực nào, nhưng chính là kinh khủng như vậy một quyền rơi. Vào này độ viên hòa thượng trên thân, dĩ nhiên là không có bất kỳ tác dụng. Thiên vũ thần tử ánh mắt đột nhiên trầm xuống, nhưng nhanh chóng đổi chiêu. Một cái cao đá hung hăng đá vào độ viên hòa thượng trên đầu, lại là một tiếng kinh khủng vang. Rồi, thậm chí thiên vũ thần tử cảm giác mình chân tê dại. Dưới sự bất đắc dĩ, thiên vũ thần tử chỉ có thể tuyển chọn đi trước kéo dài khoảng cách độ viên hòa thượng mặt bình tĩnh, chắp hai tay, tuyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Thí chủ một mực phóng tay đánh một trận, bần tăng nếu là bị ngươi đánh lui nửa phần. Liền coi như thí chủ thắng lợi, cần gì phải tự cao. Nghe thế lại nói, ở trong thành đông hoang tu sĩ. Tức đến nghiến răng, nhưng thấy độ viên hòa thượng lợi hại sau. Bọn họ lại không nhịn được lo lắng, nguyên bản bọn họ còn cảm thấy thiên vũ thần tử làm sao cũng có thể thắng lợi, hiện tại xem ra. Dường như rất khó, người này nhất định chính là một cái bất diệt kim thân A. Đáng sợ nhất là kia ra hỏa hiển nhiên là này 11 vị tăng nhân trong yếu nhất tồn tại. Một cái yếu nhất tồn tại đều có chính mình cường đại thực lực như vậy người khác. Mọi người nhìn về phía minh không lão tăng ánh mắt biến phải ngưng trọng trận chiến này. Có lẽ khó mà nói, độ viên, sớm đi kết chiến đấu, còn có chính sự bất quá lúc này, qua thật cũng là cau mày nói, nguyên bổn định tại chỗ không được động độ viên. Hòa thượng nghe vậy, thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, cần tuân sư huynh lệnh, theo. Sau, độ viên hòa thượng hướng thiên vũ thần tử ái náy cười một tiếng, nói. Sư huynh có lệnh, bần tăng buộc lòng phải xuất thủ thiên. Vũ thần tử hư lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, cứ tới là được, độ. Viên hòa thượng đạp không mà đi, bước ra một bước, dĩ nhiên là xúc địa thành thốn trong nháy mắt đến thiên vũ thần tử phía trước, vù vù, ngay sau đó. Độ viên hòa thượng phía trước hiện ra một cái kim sắc vạn. Hung hăng ấn hướng thiên vũ thần tử, thiên vũ thần tử một quyền nghênh đón, đông, như hồng. Trung đại lữ gõ, dung mạnh liệt không, nhưng cũng là trong khoảnh khắc đó. Thiên vũ thần tử ánh mắt dữ tợn, khóe miệng tràn máu, cả người chợt bay rớt ra ngoài, bại. Trường 1439, thương sinh tự mưu kế bại một màn kia làm cho trong thành lặng ngắt như tờ cao đình trong mặt thanh liên mặt cười có chút tái nhợt tiểu mạnh thiện trong lòng than nhỏ nàng thật đã sớm ngờ tới sẽ là một kết quả như vậy này thương sinh tự tới tăng nhân không có một cái là yếu từ đầu tới đuôi độ viên liền chủ động ra một chiêu chính là chỗ này một chiêu làm cho thiên vũ thần tử dĩ nhiên hoàn toàn không ngăn được trong nháy mắt tan vỡ này độ viên cũng không có sát ý một kích kích bại thiên võ thần một dạng sau, liền không còn truy kích. Mà là đứng ở tại chỗ tuyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, thí chủ chớ trách. Bần tăng cũng là phụ mệnh hành sự, theo. Sau, độ viên chính là trở lại tăng lữ trong đội ngũ, trong lúc nhất thời. Xuân Nam Sơn trong thành mọi người. Đều là ánh mắt phức tạp, mặc dù bọn hắn phi thường không vừa lòng. Nhưng lúc này cũng là tài nghệ không bằng người. Nữa biệt khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy ai nhưng đáng tiếc kiếm chủng tiên vương điện nam đao sơn táng long đình thôn nhật tông những yêu nghiệt kia không ở bằng không cũng không tới phiên này tây mạc phật thổ con lừa ngốc tại ta đông hoang đại vực dương oai có người ở thở dài trong lòng lần này mặc dù có không ít đông hoang cường già tại xuân nam sơn xem chừng nhưng bởi vì hai ngày này phát sinh một ít dị tượng cũng chính là thiên đạo lần nữa mở lại duyên cớ đưa tới chân chính rất nhiều yêu nghiệt không có đến đây giống như thiên vũ thần tử như vậy mặc dù tại đông hoang đại vực có chút danh tiếng nhưng không tính là cái loại này đỉnh cấp yêu nghiệt mạnh gia vị tiểu cô nương kia tại vì sao nàng không ra tay có người nhìn về phía cao đình trong tiểu mạnh thiện có chút không hiểu đúng vậy à phật môn cùng nho ra bản thân thì có rất khó hòa giải mâu thuẫn theo lý mà nói nàng sẽ ra tay nàng chắc là không tốt trước tiên xuất thủ lúc này thiên vũ thần tử bại không chừng sẽ ra tay có người âm thầm hưng phấn mong đợi nhìn tiểu mạnh thiện chỉ tiếc tiểu mạnh thiện không còn có nói một câu chỉ là nhàn nhạt nhìn minh không lão tăng to như vậy đông hoang không một người có thể kham nhất chiến qua thật cũng là cười nhạo một tiếng không che giấu chút nào vẻ khinh bỉ thiên vũ thần tử nghe thế lại nói trong lòng có căm giận ngút trời nhưng thực lực bản thân lại không đủ để chống đỡ hắn lần nữa nhất chiến ngẫm lại thiên vũ thần tử lạnh lùng nói ta không qua là đông hoang một vị vô danh tiểu tốt thôi đại diện không được đông hoang hôm nay cũng không có khác cao thủ tới đây bằng không định để cho các ngươi lan lộn đi ra ngoài qua thật cười nhạt một tiếng nói bại tướng dưới tay liền đừng nói nữa dũng thiên vũ thần tử nổi gió, người khác là ào ào nhìn về phía tiểu mạnh thiện, mạnh. Thiện, người không ra tay sao, cao đình trong. Mạc thanh liên cũng là ngắm nhìn tiểu mạnh thiện, tiểu mạnh thiện khẽ lắc đầu. Tầm mắt nâng lên, nhìn về phía chân trời xa trung huyền sơn, nhẹ nói. Bọn họ bây giờ đang ở nơi này có nhiều ngạo, đi trung huyền sơn thì có bao thê thảm. Mỏi mắt mong chờ là được. Mạc thanh liên nghe vậy, cũng là nhìn về phía trung huyền sơn trong con người xinh đẹp hiện ra vẻ giàu dỉ, dạ công tử, tiểu. Tiên sinh, lão nạp đi trước một bước. Minh không lão tăng thấy không có người xuất thủ, chủ động cùng tiểu mạnh thiện chào hỏi, nho. Gia tiểu nữ oa có hứng thú hay không cùng đi trước Trung Huyền Sơn, qua. Thật ngẩng đầu nhìn tiểu mạnh thiện, diễu diễu nói, ta đã ở Trung Huyền Sơn. Tiểu mạnh thiện thậm chí đều không có nhìn qua thật, chỉ nói một câu, xuống khoảnh khắc. Tiểu Mạnh Thiện cùng Mạc Thanh Liên đều là biến mất khi các nàng lúc xuất hiện lần nữa. Đã là tại Trung Huyền Sơn Sơn Môn ở ngoài, qua thật thu hồi ánh mắt, ánh mắt có chút u ám. Lẩm bẩm nho ra nói sao làm vậy à, đi. Minh không lão tăng vẫn là mặt mũi hiền lành, ngữ khí ôn hòa, cho là. Một nhóm 11 người, lần nữa đi về phía đông, thẳng đến Trung Huyền Sơn đi, đi. Cùng đi Trung Huyền Sơn, có người trầm giọng nói. Sau đó yên lặng đuổi theo Thiên Vũ Thần tử dùng một viên thần đan ổn định thương thế sau, cũng mang theo Điền Hưng Ninh đám người theo ở phía sau. Cùng nhau đi tới Trung Huyền Sơn, Ty nói lần này thương sinh tự là tới tìm Hoàng Cực Tiên Tông. Phiền toái, nhưng mà người đều hiểu được. Này thương sinh tự đánh tại Đông Hoang truyền giáo mưu đồ mà tới. Bằng không vừa mới thế nào sẽ có như vậy nhất chiến chấm qiuuay thật tại sao lại nói ra vậy hoàn toàn không giống như là người trong phật môn nói đơn giản chính là muốn làm tức giận người ở tại chàng để cho bọn họ không nhịn được xuất thủ trên thực tế thương sinh tự người khẳng định cũng hiểu rõ thiên đạo trấn áp lại buông lỏng dưới tình huống như vậy sẽ tại xuân nam sơn đợi chờ yêu nghiệt thiên kiêu khẳng định không nhiều lắm tất cả mọi người sẽ lợi dụng khi thời gian này bắt đầu hướng cảnh giới cao hơn đột phá cũng là dưới tình huống như vậy bọn họ tuyển chọn chủ động khiêu khích. Như vậy đông hoang bên này khẳng định chưa có người có thể xuất thủ ứng đối thiên vũ thần tử. Xuất thủ, đúng là bọn họ muốn, bọn họ phái ra nhìn như yếu nhất độ viên. Một chiêu kích bại thiên võ thần một dạng. Để cho đông hoang những tu sĩ này thấy thương sinh tự đáng sợ, một đám ngu xuẩn ra hỏa đi. Trên đường, qua hòa thượng thật trong lòng cười lạnh một tiếng, tại những gia hỏa này nhìn lại độ viên có lẽ là yếu nhất, trên thực tế căn bản không phải, ở đây dạng cái đội ngũ này bên. Trong, trừ minh không sư bá ở ngoài, chỉ có hắn và độ viên, tu ra trượng sáu kim thân. Đừng nói là cùng cảnh, coi như là vượt biên chiến đấu cũng không nói chơi, độ viên là bất hủ. Cảnh hậu kỳ, trên thực tế chiến lực, cũng là sông thẳng đại tôn cảnh. Loại tình huống này, thiên vũ thần tử vẻn vẹn chỉ là thụ thương thối lui đã là một cái rất tốt kết quả, mà cũng đủ để sợ hãi đông hoang những gia hỏa này, nghe. Đồn hoàng cực tiên tông, trừ vị kia thủ tịch đại đệ tử dạ huyền ở ngoài. Đều là hạng run dế, đến lúc đó vừa vặn nhìn một chút người này thực lực như thế nào, qua. Thật thầm nghĩ trong lòng, tại thương sinh tự trong, độ trần là hắn sư huynh. Vốn lấy chiến lực tới luận nói, độ trần cũng không phải là đối thủ của hắn, độ trần dù chết cũng không đại diện thương sinh tự thế hệ tuổi trẻ yếu lần này chính là một cái chứng nhận cơ hội tốt một đường đi về phía đông tốc độ cực nhanh bất quá là nửa ngày thời gian liền đến trung huyền sơn hoàng cực tiên tông sơn môn ở ngoài dọc theo đường đi rất nhiều theo xuân nam sơn cùng đi ra người đều thất lạc chỉ có một số ít bất hủ cảnh trở lên cường già hoặc là có đi đường thần khí tu sĩ mới miễn cưỡng đuổi theo đi tới trung huyền sơn bên ngoài qua thật khí sắc chính là lạnh xuống, nói. Đều nói này hoàng cực tiên tông tại đây đông hoang một cái nhị lưu thế lực cũng không tính. Hiện nay cũng là chiếm cứ này đông hoang tên thứ nhất núi, là thật buồn cười, này. Đông hoang tu sĩ cũng tận là chút phế vật qua. Thật lời như vậy, bị theo tới đông hoang tu sĩ nghe cái toàn. Đều là giận không kèm được, hảo một cái đẩy người lệ khí người trong vật môn. Thật ra khiến chúng ta thấy được con lừa ngốc đáng sợ, có. Đông hoang tu sĩ bí mật truyền âm nói, không lấy chân diện mục hiện thân, hạng. Người giấu đầu lòi đuôi, cũng xứng lời bình bàn tọa. Qua thật cười ha ha, vung tay lên, thình thịch, liền thấy một vị bất hù cảnh lão nhân. Trực tiếp bị nổ trọng thương, vị lão nhân kia chính là một vị đại gia tộc Thái Thượng Trường. Lão, hắn cảm thấy qua nói thật nói thật ngông cuồng, cho là có này cái từ này. Không nghĩ tới bị đối phương nhận ra được, hoàn hảo bên cạnh có đồng bạn cứu giúp. Không phải chỉ sợ là muốn rơi xuống rất hậu quả nghiêm trọng oanh, nhưng vào lúc này, Hoàng Cực Tiên Tông Sơn môn mở trên trời cao, phảng phất có một tòa mênh mông thiên môn chậm rãi mở ra, ngay sau đó chính là từng vị cũng như thiên đình chính thần vậy tồn tại, từ trong đi ra, người cầm đầu. Đúng là một vị hắc bào thiếu niên, Dạ Huyền. Chương 1440, Lệ cuồng đồ xuất chiến. Kèm theo Hoàng Cực Tiên Tông mọi người lộ diện tất cả mọi người ánh mắt đều là quán chú tại trên người mọi người nhất là thấy đầu lĩnh dạ huyền lúc rất nhiều đông hoang cường giả dạ, đều là nhãn tỉnh sáng lên dạ công tử quả nhiên trở về thiên vũ thần tử nhìn thấy dạ huyền trong lòng hơi hơi thở phào mặc dù này thương sinh tự ra hỏa phi thường đáng sợ nhưng mà thiên vũ thần tử tin tưởng chỉ cần dạ công tử quay về tự không khả năng là đối thủ sau lưng dạ huyền chính là Hoàng Cực Tiên Tông một đám cường giả, Chu tử Hoàng xem như Hoàng Cực Tiên Tông tông. Chủ, đương nhiên sẽ không tự thân đứng ra, đây cũng là Hoàng Cực Tiên Tông một cái thể diện. Ngược lại Hoàng Cực Tiên Tông tam tổ cũng đều theo tới, mà ở càng phía sau. Tiểu Mạnh Thiện cùng Mạc Thanh Liên đã ở, nhưng các nàng dù sao không phải là Hoàng Cực Tiên Tông người, đương nhiên sẽ không đi gần quá, ở phía xa trên đỉnh núi, Đông Hoang Chi Lang sơn khâu đại tôn ngạo như long mấy người cũng là đứng ở nơi đó yện lặng chờ đợi cái gì chó má thương sinh tự tại chủ nhân phía trước vậy cũng là đắp cất chó chỉ đơn giản như vậy người này chính là vị kia dạ huyền tăng lữ trong đội ngũ mọi người cũng đều là đưa mắt rơi vào dạ huyền trên thân khi nhìn đến dạ huyền tu vi lúc mọi người cũng đều là âm thầm kinh ngạc trí tôn cảnh trẻ tuổi như vậy trí tôn cảnh tuyệt đối là một cái cái thế yêu nghiệt nhưng nếu là vẻn vẹn như vậy nói liền không coi là gì cũng chính là thương sinh tự đám người kia không biết liên quan tới dạ huyền các loại sự tích bằng không nói tuyệt đối sẽ không ngốc đến tới cửa đến đây tìm phiền toái a à, di đà phật lão tăng minh không hướng hoàng cực tiên tông mọi người thi lễ chậm rãi nói lão nạp thương sinh tự minh không gặp qua chư vị thí chủ ít nói nhảm các ngươi không phải là muốn tới tìm ta hoàng cực tiên tông phiền toái sao minh không lời còn chưa dứt mà bạo tính cách tam tổ một trong tàu tổ tàu kiếm thuần chính là lạnh giọng nói mang theo ác liệt kiếm khí đang lượn lờ ánh mắt mọi người rơi vào tàu kiếm thuần trên thân âm thầm kinh ngạc bọn họ đều nhìn ra vị này tính khí nóng nảy lão nhân kiếm đạo tu vi phi thường đáng sợ tối thiểu là ở kiếm đạo đệ thất lâu Bực này kiếm đạo tu vi là phi thường khủng bố, chỉ là bọn họ vừa âm thầm kinh ngạc. Hoàng Cực Tiên Tông lúc nào ra một vị cao thủ như vậy, trước tiện nói qua. Hoàng Cực Tiên Tông đại đa số người tại đi tới Trung Huyền Sơn sau. Chính là tức giận phấn đấu, ảo ảo bế quan. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người cũng không biết Hoàng Cực Tiên Tông cao tầng bao gồm tam. Tổ ở bên trong, hừ, hảo một cái Hoàng Cực Tiên Tông, độ chân hòa thượng một bước tiến lên quát như sấm mùa xuân đột nhiên quát to một tiếng như một quả cuồng lôi nổ vang làm cho mọi người sợ hãi không thôi mọi người theo bản năng nhìn về phía vị này trẻ tuổi hòa thượng con mắt hơi khép lên độ chân hòa thượng lạnh lùng nói người hoàng cực tiên tông công chủ giết ta thương sinh tự đồng môn hiện tại hoàn hảo ý tứ nói lời như vậy thật là nửa điểm mặt cũng không muốn sao thả người nương xuân thu đại thí, tào kiếm thuần không cố kỵ chút nào hình tượng. Trực tiếp chửi ầm lên, rõ ràng là ngươi thương sinh tự người không biết xấu hổ. Xuất thủ tập kích nhà ta nhỏ ấu vi, bị phản sát sau còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Cái gọi là người trong Phật môn chính là chỗ này vậy, biết. Sai không thay đổi, là thành đại tội ác, độ. Chân hòa thượng chấp hai tay, ở sau người dĩ nhiên là hiện ra một cái la hán kim thân. Phảng phất một cái đến từ Linh Sơn Kim Cương La Hán, uy vũ khí phách đồng thời. Mang cho người ta một loại không gì sánh kịp áp lực, cũng là vào thời khắc ấy. Tào Kiếm Thuần trong lòng dĩ nhiên là sinh ra một loại không hiểu hay cảm giác áy náy. Giống như chuyện này dường như thực sự là Hoàng Cực Tiên Tông sai. Tào Kiếm Thuần tức khắc một trận tâm phiền ý loạn, đang muốn mở miệng cùng với lý luận. Đã thấy phía trước vị kia Hắc Bào thiếu niên giơ tay lên, Tào Kiếm Thuần há hốc mồm cuối cùng vẫn là tuyển chọn buông tha lý luận dạ huyền giơ tay lên ngăn chờ tàu kiếm thuần sau tầm mắt nhẹ nhàng rơi vào độ chân hòa thượng trên thân chậm rãi nói hắn chính là vị kia tu trưởng lục kim thân gia hỏa bất quá hắn thực lực tại đại tôn cảnh người có thể đánh một trận sau lưng dạ huyền lệ cuồng đồ nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng gật đầu nói dĩ nhiên là muốn chiến đi đi dạ huyền phất tay một cái được lệ cuồng đồ thả người nhảy một cái chính là bay ra hoàng cực tiên tông sơn môn đối mặt thương sinh tự mọi người sau đó chỉ vào độ chân hòa thượng cười gằn nói nhiều lời vô ích nhất chiến là được người này là ai phía sau theo tới một đám đông hoang cường giả thấy lệ cuồng đồ sau đều là cảm thấy có chút xa lạ hắn nha giống như được xưng là hoàng cực tiên tông đồ đao tên gọi lệ cuồng đồ là một từ đầu đến đuôi người điên trước hoàng cực tiên tông mới vừa vào trung huyền sơn không bao lâu thời điểm từng có một tòa tam lưu thế lực luôn sử dụng âm mưu quỷ dị ác tâm hoàng cực tiên tông về sau người này một người vọt vào nhân ra tông môn đem cái kia tông môn cao tầng toàn bộ cho chém người nói có phải hay không người điên có giải khai hoàng cực tiên tông cường giả khẽ giải thích nghe thế lại nói mọi người cũng không nhịn được kinh ngạc nói như thế cái này lệ cuồng đồ ngược lại một cái ngoan nhân. Nhìn về phía lệ cuồng đồ trong ánh mắt, không nhịn được nhiều mấy phần chờ mong, đánh. Với ta một trận, ngươi còn chưa đủ tư cách độ. Trần Hòa Thượng cũng là cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, độ viên, đứng. Ở đội ngũ cuối độ viên Hòa Thượng, ngoan ngoãn ra khỏi hàng, sau đó chắp hai tay. Đối lệ cuồng đồ thi lễ nói, A-di-đà Phật, bần tăng độ viên, gặp qua thí chủ, bớt hủ cảnh lệ cuồng đồ nhìn độ viên một phen nhíu mày người này cũng là trượng lục kim thân tu thành người dạ huyền thanh âm tại lệ cuồng đồ bên tai vang lên lệ cuồng đồ không khỏi trong lòng hơi động vậy cũng là không thể coi thường trượng lục kim thân chính là trong vật môn một đại bí thuật được xưng kim cương bất hoại cái này so với lên cực kỳ cường đại thể chất đặc thù đều phải lợi hại hơn nhiều nhớ tới ở đây lệ cuồng đồ ngưng mắt nhìn độ viên hòa thượng, nhàn nhạt nói, thôi được. Trước hết chém ngươi, sau đó là giết hắn người, độ. Viên hòa thượng khẽ mỉm cười nói, thí chủ lấy bộ dạng, lệ. Cuồng đồ cũng là hắc cười lạnh một tiếng, nói. Nói thật giống như các ngươi thương sinh tự là chân Phật cửa đồng dạng. Bất quá chỉ là một đám tà tăng thôi, bớt ở chỗ ấy làm bộ làm tịch một. Câu tà tăng, nhất thời làm cho độ viên hòa thượng trên mặt vui vẻ hoàn toàn không có chiếm lấy là một loại ác liệt, tuy là đều nói không tính là chân chính Phật môn truyền thừa. Nhưng đối với thương sinh tự bản thân mà nói, bọn họ cảm giác mình mới là chân chính Phật môn chính thống, chỉ là bọn hắn lý niệm có chút bất. Đồng, tựa như câu nói kia nói như thế nào, kẻ xấu vĩnh viễn không được cảm giác mình kẻ xấu. Người khác mới phải, nếu bay lên đến tranh giáo lý. Bần tăng buộc lòng phải đưa ngươi giết chết. Lấy kiểm chứng ta thương sinh tự là Phật môn chính thống, độ viên nói một câu cực kỳ không phù hợp người trong Phật môn lệ khí lời nói, lời. Thừa quá nhiều, lệ cuồng đồ cả người quấn vòng quanh một quỷ dị hắc sắc, sau một khác. Lệ cuồng đồ đột nhiên xuất hiện tại độ viên trước người, âm, trong nháy mắt. Độ viên hòa thượng liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí cũng không kịp mở ra trượng lục kim thân, một màn kia. Tức khắc để cho mọi người ngẩn người, nhất là thiên vũ thần tử. Trong cảm giác tâm hung hăng co rút một cái.